nhiều rủi ro lắm. Cũng giống như cưới vợ thì cũng rủi ro. Mình xin như vậy tại sao phải nhờ đến cái Tường với Nguyên Linh? Như là khi vào trường sư phạm nó là một cái môi trường con trai giống như là một loài động vật quý hiếm vậy đó. Và xin mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. À, chào em. Dạ, em chào chị ạ. Em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả. À, em tên là Thu Thảo. Hôm nay em 25 tuổi và em là giáo viên dạy tiếng Anh ạ. Rồi, mình chờ bạn nam của mình. Mời bạn trai. Chu đáo quá ha. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn bên cạnh và quý vị khán giả. Thì em tên là Lại Thái Danh. Ngày này 24 năm trước thì em cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Nghĩa là hôm nay sinh nhật của bạn. Dạ. Happy birthday. Cảm ơn ạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng. Em là khâu tìm kiếm khách hàng cho vay. Tìm kiếm khách hàng cho vay hả? Dạ. Trời, chúc nhiều người vay lắm nha. Làm ngân hàng thì nhiều rủi ro lắm. Cũng giống như cưới vợ thì cũng rủi ro. Theo bạn làm sao để mình chọn vợ đừng rủi ro? Tất nhiên là muốn cũng giống như ngành học của em thôi. Thì qua một thời gian phải mình thẩm định, mình xem xét tình hình, gia thế, hoàn cảnh gia đình, rồi về mọi thứ về bạn đó, thì mình để xác định được bạn đó như thế nào. Mình thẩm định thế nào để tao biết người đó là người mẫu tương lai của mình? Thì mẫu hình của em á là thứ nhất là tóc dài. Chỉ cần tóc dài là em rất là ấn tượng. Tại vì khi mà thấy mái tóc người phụ nữ mà xõa xuống và chảy kia thì thật sự là em cầm lòng không được. Thứ hai là cao từ 1m58 đến 1m65, biết nội trợ. Rồi, để chị hỏi Thảo coi sao. Mình xin như vậy, không lẽ trong môi trường xung quanh mình không có đối tượng nào theo đuổi sao? Tại sao phải nhờ đến cái Tường với anh Quyền Linh? Nói như là khi vào trường sư phạm nó là một cái môi trường con trai giống như là một loài động vật quý hiếm vậy đó. Trường thì có 6 thầy và thầy nào cũng có hết luôn à. Nhưng ngoài giờ mình làm trong trường, mình đi ra ngoài, đâu phải mình làm suốt đâu. Rồi môi trường ngoài cuộc sống nữa thì... chi? Thì nói chung là ở trong trường với nhau thì các chị lớn hơn á, chị nhiều khi các chị cũng hay giới thiệu người nọ người kia, nhưng mà gặp năm lần là lần nào cũng không hợp hay như vậy. Không hợp là không hợp chỗ nào? Bởi vì bạn ấy không cao lắm, thành ra đến ngang tay em là cho họ tự thấy. À, là về chiều cao hả? Là lùn hơn á hả? Là tự họ chạy về hết á. Ủa, bên kia cao bao nhiêu vậy? Dạ em cao 1m70 chị. Được không? Cũng được. Cũng được ha. Nãy giờ bạn nghe giọng nói đó bạn có ấn tượng gì không? Dạ, giọng nói của bạn rất là dễ thương. Giọng bình thường nó khác, là mấy bữa nay hét nhiều quá, ngày hét mấy tiếng hồn nên nhìn nó vậy đó. Vậy là giọng bạn còn dễ thương hơn nữa anh. Dễ thương hả? Nhưng mà bây giờ em, nếu mà được thì em dự định bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dự định của em thì khoảng 2 năm chị. Như Thảo thì sao? Thảo dự định là... cũng vậy ạ. Cũng 2 năm. Dạ. Vậy là thấy có những điểm tương đồng rồi. Dạ. Bạn Thảo có thể giới thiệu về bản thân mình một chút xíu, sở thích của mình, thói quen của mình hay là những cái ưu điểm gì đó? Nói chung là em nấu ăn không có giỏi lắm, nhưng mà những chuyện như là may vá thì em làm được. Những anh nghĩ này... rằng cô gái bên kia là một trong những hình mẫu của gia đình đấy. Yeah. May vá thiêu thùa. Yeah. Nhưng mà riêng nấu ăn thì không giỏi, từ từ học. Không giỏi thì cũng không sao. Nấu ăn không giỏi thì có thể học anh, không sao hết. Bạn là quê ở đâu? Em ở Vũng Tàu. Em thì ba em ở Bắc, mẹ em ở Trung. Em sinh ra ở miền Tây và hiện tại đang sống ở miền Đông. Lạ vậy đó hả? Vũng Tàu nhưng mà mình làm việc trên này chứ hả, đúng không em? Dạ đúng rồi, em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Nhưng tiêu chuẩn lấy vợ, kinh tế em làm thì mình giữ hay là giao cho vợ giữ? Tất nhiên là thể giao cho vợ giữ. Nếu mà vợ biết cách chi tiêu kia thì luôn nhưng luôn em kiểm soát hả? Dạ không, tất nhiên em không kiểm soát rồi. Ví dụ tiền lương, ví dụ lúc đó em lương khoảng 15 triệu thì em đưa cho vợ khoảng 12 triệu, em giữ 3 triệu để chi tiêu về các khoản của em nữa. Rất là dễ thương. Nếu như em suy nghĩ như vậy thì anh nghĩ rằng đây cũng là một mẫu hình lý tưởng, nhiều cô gái cũng để ý rồi. Nhưng mà sau này ví dụ như lấy nhau kết hôn về là mình ở đâu em? Mình vẫn lập nghiệp ở Sài Gòn hay mình về Vũng Tàu? Dạ, thì nếu mà ở Sài Gòn làm ăn tốt thì mình cứ ở Sài Gòn hả chị? Đúng rồi, ở đâu mà môi trường đầu tư tốt mà phát triển thì mình cứ ở thôi, không quan trọng. Thảo ở đâu có tiền, có tình, em làm nở. Rồi bên đây anh nghĩ rằng cũng hợp đó. Bên đây nhưng mà bây giờ ở xa thì sao anh Linh? Ta là không ở sao, đi. Vấn đề để gặp nhau họ sẽ quyết định điều đó. Ngày xưa giờ bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, từ xưa giờ thì chính thức là 2 mối tình. 2 mối tình, bạn có những khuyết điểm nào mà bạn cần phải khắc phục khi mà chúng ta đến mối tình thứ 3? Em cũng không rõ nữa, em cũng không biết, em thấy... Không biết được chính mình luôn hả? Không, em thấy em không... hầu như không có khuyết điểm, chỉ là hơi xấu trai đó. Còn ưu điểm là gì? Ưu điểm của em à? Ưu điểm của em thì nhiều lắm, chơi được thể thao nè, biết nấu ăn nè, biết nội trợ nè. Một người đàn ông mà không có ưu điểm gì hết, cảm giác như thế nào? Em thấy rằng là
Biết nấu ăn và biết chăm sóc gia đình như vậy là ưu điểm rồi. Là ưu điểm là phải không? Dạ. Nhưng mà em nói ở Đồng Nai là Đồng Nai là khúc nào? Đồng Nai rất là rộng. Là cũng ở gần đồng gần Sài Gòn nhất rồi đó. Em thấy được. Chuyện sao địa lý hoài nó không có quan trọng. Cái đó đâu có sao đâu. Hơn thua là bạn nam có đi được hay không. Em không thích gì, nói luôn để anh biết. Em không thích những người mà cứ bạn gọi ra đi ngay là em không, không thích. Rồi để anh hỏi bạn gọi đi không nha. Bạn gọi em đi ngay không? Bạn gọi ha anh. Ừ. Tùy vào trường hợp nữa anh. Ví dụ như đang ở cạnh người yêu thì không bao giờ đi à. Phải không? Chắc chắn mà. Hứa vậy ha. Dạ. Bạn gọi không đi nha. Dạ. Rồi xong rồi đó, nhiêu đó được rồi. Ngoại hình bạn chỉ muốn là người đàn ông cao thôi. Là cao bạn có không thích cái điểm nào về của người đàn ông về ngoại hình nữa không? Là đừng có mập mạp và đừng nhìn đừng có nặng nề quá. Có nhiều người lại nó thích đàn ông tròn tròn ôm cho nó sướng. Với em thì em thích người phải gọn gàng tí cho năng động. Anh đi gọn gàng lắm. Sao chị? Hôm nay là đúng ngày sinh nhật luôn á hả? Dạ đúng rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của em. Mình có năng khiếu gì không? Mình thay vì người ta sinh nhật được tặng quà, còn mình sinh nhật mình ví dụ hát bài tặng mọi người chẳng hạn. Em hát dở lắm nha, nhưng mà em cũng sẽ... Đúng rồi, mình sinh nhật mình phải làm gì đặc biệt hơn. Dạ. Trên đường anh tìm kiếm, đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em, một người làm ấm lại. Biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Để anh hát cho một cô kia nghe được. Bạn có ngại khi người bạn nữ lớn hơn mình tuổi hơn mình không? Dạ chuyện đó thì không sao hết chị. Tại vì yêu nhau đâu quan trọng tuổi tác chị. Rồi. Anh thấy cô giáo bên kia rất là chững chạc ha. Bạn đi đây hôm nay có ai đi theo ủng hộ mình không? Có, em trai. Em trai em đâu? Em dưới. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Vậy em thấy anh bên đó làm sao? Như lúc ấy anh ấy nói đó là không có khuyết điểm gì hết ngoài cái xấu trai. Còn em cũng xin nói anh là chị của em là tính cách rất là chín chắn á, nghiêm túc trong mọi quan hệ, nên là cũng mong anh là tí nữa kéo đàm lên là chúc anh thể hiện được cái sự chín chắn của bản thân. Cảm ơn em. Còn bạn hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn học đại học của em. Dạ em là bạn thân của Danh, thì em cũng biết Danh cần một người con gái và xa hơn nữa là một người vợ mẫu mực, thì em nghĩ ai còn mẫu mực hơn được một người trong nghề nhà giáo là giáo viên. Dạ. Thì việc tiếp theo là em chỉ chúc Danh may mắn và chờ những nút mà thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Như vậy cũng ổn ha, đánh giá hai bên tốt rồi đấy. Dạ. Chúng ta kéo màn lên, hai bạn có thời gian là 2 phút. Nhìn thật kỹ vào mắt nhau và quyết định. 2 phút bắt đầu. Tặng bạn. Cảm ơn nhé. Hành giấy mình tự làm thôi. Oh, thank you. Đúng rồi, happy birthday. Cảm ơn ạ. Em thì thường coi bói chỉ tay. Tao bạn thử xem. Coi bói không? Có, em cũng hay coi bói lắm. Hay coi bói lắm hả? Dạ. Rồi, coi cho đúng đó nha. Tay em mềm. Thôi có yêu được không? Phải là vợ mình không? Em nghĩ bạn nữ này số tốt anh, rất là tốt. Sau này công danh và mọi thứ trong cuộc đời nó đều êm đềm. Gì nữa? Nhưng mà tình duyên không được tốt lắm. Không tốt tao mới tới đây chứ bộ. Bạn sẽ có một đứa con gái và một đứa con trai. Coi vậy cũng như không. Nói em như đúng rồi vậy đó. Dạ thì không em thấy là cũng đúng á. Coi coi bạn nữ lên lấy chồng làm gì. Cái này em không biết. Sau này mình có gì thì mình sẽ ra một buổi hẹn hò khác để mình sẽ coi kỹ hơn những thứ khác nữa. Ủa hẹn hò hay là coi bói? Dạ. Coi bói xong hẹn chị. Rồi bây giờ hết thời gian coi bói nha, tính thời gian nói chuyện với nhau về tình yêu nha. Bạn có gì hò mình không? Nhất là tóc bạn rất là tóc bạn dài. Em cảm tình đầu tiên là nhìn mà tóc dài là em thích rồi. Thứ hai là dáng bạn thì cũng rất là chuẩn. Bạn cảm nhận mình thế nào? Thì cũng ổn, một bạn nam cũng là một người của gia đình. Là nhưng mà nhìn cũng chín chắn. Còn có gì hỏi mình nữa không? Quan điểm của bạn về một người chồng thì như thế nào? Thì rất là phải chung thủy. Cái đó thì chắc là mình được, mình rất là ổn. Chân thành và chung thủy thì mình có. Và biết quan tâm mấy con cái. Một câu thật ngọt ngào về tình yêu. Nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Nói một câu thật là ngọt ngào nào. Mình cũng bấm nút nha. Mình sẽ anh sẽ mang đến cho em những cái điều mà tốt nhất em sẽ mong em từng mong đợi. Nhỏ hơn ta tuổi mà kêu anh. Sao anh? Nghĩ sao? Ví dụ như nhỏ hơn tuổi rồi kêu anh có gì không? Dạ không. Trong tình yêu đâu có quan niệm tuổi tác anh. Yêu là con trai là anh. Dạ đúng rồi. Nữ là em đúng không? Dạ.
5-6 tuổi, 10 tuổi cũng kêu bằng em hết. Dạ. Phải không? Dạ phải. Trời ơi, được. Bạn nữ sẽ hứa gì với bạn nam? Nếu như mà là một người bạn trai và một người chồng của em trong tương lai thì chắc chắn cái sự nỗ lực hết sức mình của em để đem lại hạnh phúc gia đình đó là điều em hứa. Rồi, hết giờ. Đây, đặt tay vào nút nha, suy nghĩ rồi chúng ta quyết định xem có bấm nút hay không. Nút đâu anh? Đấy. Em đếm hay anh đếm? Tự đếm luôn đi. 1 2 3. Hết thời gian. Sao vậy bạn? Vì con gái khi mà lớn tuổi hơn thì cái mặt thường nó già hơn, nhất là nếu sau khi mà sinh nở hay khi làm mẹ rồi thì nó lại càng già nữa. Như vậy nó rất là cọc cạch, khó mà có thể cân xứng khi đi cùng nhau. Anh nghĩ rằng cân xứng đấy chứ, 1 tuổi không là gì cả. Tại vì cái mặt của em bẩm sinh nó đã già hơn tuổi rồi. Anh rất bất ngờ về việc đó, bởi vì trong lúc nói chuyện với nhau, hai người cũng đã đồng quan điểm với nhau, rất là dễ thương. Em cũng rất là tiếc vì bạn nam hôm nay với tính cách cũng như về công việc, về nghề nghiệp, về mọi thứ rất là hợp với em. Bạn có khó không khi mà suy nghĩ không bấm nút? Rất là khó. Thì cảm thấy rất là buồn vì khi nghe cái bức rèm thì với những gì bạn nam thể hiện về quan điểm cũng như về cách sống và lối suy nghĩ rất là hợp với em. Bạn nam cảm thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy thì chưa có đến duyên được với nhau thì làm bạn hay gì, không sao hết. Dạ. Biết đâu lại trên chương trình lại chưa được nhưng mà sau này lại được thì sao vậy? À, xin tặng gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. À, chúc hai bạn sẽ có được nhiều niềm vui và sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Dạ. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé. Nào, ba mối sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Bây giờ mình mời nhà gái ra trước đi. Mời nhà gái. Coi thấy nhà trai nôn rồi đó nha. Thấy vỗ tay nhiều quá, chắc bên nhà gái xinh lắm đó. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ mời nhà trai. Thấy chưa, nhà cái trai gì, hoành tráng chưa? Cái gì mà hú dữ vậy? Ôi, nhà trai tôi hoành tráng lắm á. Nhà gái giới thiệu sơ sơ lý lịch trích ngang cho nhà trai nghe cái coi. Giờ mình giới thiệu một cái, mình lấy tinh thần đi em. Xin chào mọi người, chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Đặng Ngọc Xuân Lan, em 24 tuổi, hiện em là một chuyên viên trang điểm. Em thường chuyên làm tạp chí người mẫu. Em làm việc và sinh sống hiện ở Sài Gòn. Thôi, mời em trai. Dạ, xin chào chú Huyền Linh. Chào con. Dạ. Chào chị Ngọc Lan, chào gia đình nhà gái, chào bạn gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Tạ Đức Phát, sinh 1995, quê quán ở Quảng Ngãi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương được 8 năm rồi. Em đang làm nhân viên văn phòng công ty gốm sứ Minh Long 1. Phát làm cụ thể là làm gì trong đó Phát? Chuyên môn của mình đó. Chị em làm văn phòng mua hàng ạ. Chào em. Chào chị. Dễ thương quá à. Để coi, hồi nãy nói là hô thấy không? Dạ. Cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, về ưu điểm của em là một người chịu khó trong việc, rất là nhiệt tình, có trách nhiệm với mọi việc mà mình nói ra. Còn về nhược điểm thì em biết nấu ăn và nó không có ngon. Có thể là dụ như bạn nấu thì em có thể là phụ giúp các bạn. Chung đi qua ngó nghe vậy là thấy được. Được không? Được. Được ha. Phần hình là được rồi đó. Được ha. Giờ rồi. Đi về. Để tôi coi nhà gái coi sao, hôm qua mà coi tôi sao. Trời ơi, ta tự tin, ta mới đi qua bên kia, người ta kiểm tra chứ bộ. Được. Đó, thấy không? Chào, chào cô gái xinh đẹp. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì em là người thích độc lập. Rồi, tốt, đây là một cái điểm cộng. Nấu ăn được không? Em biết nhưng mà không giỏi. Nấu được mấy món? Như em nấu canh rau, canh canh cà chua trứng. Canh cái gì? Canh cà. Cà chua trứng á. Trứng. À, cà chua canh trứng. Canh mây đó. À. Đổ cà, đổ mây mà đổ trứng canh vô thành mây. Canh kim chi, kim chi thịt heo. Ừ. Hay là thịt ram, những món xào. Thôi được rồi. Có kim chi ăn là ngon rồi nha. Có tật xấu gì không nhà gái? Có chuyện gì xảy ra mà nó không được ý như ý mình mong đợi á thì thường em sẽ rất là cảm thấy khó chịu đó, tạo áp lực cho mình rất là lớn, mình rất là dễ bị cộng. Thường mình trút cái tức giận không hài lòng nó vô ai? Em sẽ nhốt mình đó. Thường. Nhốt mình ha. Vậy là dễ tự kỷ lắm. Chứ có mà... nào trút vô người đối diện không?
À, thường rất là khó, tại bạn em thường nó chơi với em thì thường nói em tính em khá hướng nội. Được đó, tôi thấy rằng hai cái tính tình này có lẽ là cũng hài hòa với nhau. Nhà trai nói chút xíu đường tình duyên cho nhà gái biết đi. Con cũng trải qua hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là mối tình thời cấp 3. Thì mối tình thứ hai thì sau khi học đại học thì hai bạn em và bạn đó có quen thì khoảng hơn một năm. Rồi gia đình bạn gái thì có bắt rễ. Phía gia đình em thì không chịu. Dạ, kêu cứ ở chỗ nào mà điều kiện thuận lợi tốt thì ở. Chia tay vậy cũng buồn quá ha. Quen nhau mấy năm mà chia tay vì vụ đó? Dạ, con quen hơn một năm ạ. Bây giờ cái quan điểm cũng dễ rồi, ở rễ ở đâu cũng được. Quan trọng là ở đó mình có khả năng để phát triển kinh tế là tốt. Chú nghĩ rằng cũng tiến bộ rồi. Dạ đúng rồi. Nếu lần này mà bên nhà gái bắt ở rễ thì con tính sao? Dạ thì trước mắt là hai bạn sẽ nói chuyện. Thì nếu mà chỗ nào mà hai bạn phát triển được về về kinh tế thì hai bạn sẽ quyết định là ở đó. Còn nếu nhà con không chịu bắt rễ thì chú sẽ tới đích thân tuổi ngày chú gặp ba mẹ con để xin cho con được ở rễ. Nếu dạ. như ở nhà gái có đầy đủ điều kiện, đúng không? Dạ, cho tôi tóc quá. Được không? Dạ được. Ủa mà cái chuyện đó nó xảy ra lâu chưa? Dạ, 2017 rồi. Là nay 4 năm rồi. 4 năm rồi, lúc đó nó còn trẻ. Bây giờ là lòng dạ của mình là sạch sẽ chưa? Tại gì vậy? Tại gì vậy? Tức là tình cảm của mình đó là nó đã qua chưa, nó đã sạch sẽ chưa để mình đón nhận cái mối tình mới. Mà hỏi tình cảm của giờ sao chứ ai nó lòng dạ sạch sẽ chưa? Làm như đi mua cháo lòng ăn vậy đó. Thôi quê quá đi về. Trời đất ơi, mà mối này biết rồi. Nhà gái sao nói cho nhà trai chị biết thôi. Hơi quê cho nên bây giờ em tự nói đi. Em trải qua ba mối tình. Hai mối tình là hết thời đi học rồi. Thì nó rất là dễ thương, nó kiểu tình yêu gấu bông thôi. Mối tình thứ ba mới quan trọng nè, lâu không? Lúc mà em học năm nhất thì em có quen anh. Cũng mới năm nhất nên là mình còn ngây thơ lắm, mình còn trẻ con lắm. Nên là khi quen thì mình cảm thấy là mình không có hiểu. Có nhiều thứ bất đồng về cuộc sống, quan điểm. Tại vì anh ấy đã đi làm rồi, nên là có nhiều thứ phải lo lắng. Rồi, bây giờ nhà trai hỏi nhà gái nè. Mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Em thích một người hài hước và vui vẻ. Bạn có thể chơi thể thao, có thích nghệ thuật như âm nhạc, đàn, hát, vẽ vời. Hay là có cái gì đó để dành thời gian riêng cho bản thân mình. Em thích một người có thể yêu thương chăm sóc bản thân mình. Hay ha. Nếu mà họ có thể chăm sóc tốt và yêu thương bản thân mình thì họ mới có thể chăm sóc tốt và yêu thương những người bên cạnh mình. Bà khiêm tốn mà. Nhà gái rất là thông minh ha. Mình đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái đưa ra vậy. Con thì chắc nó trên 99% rồi. Trên 99% rồi nha. Bây giờ nè, mình muốn như thế nào mình nói coi bà mối bà còn coi giống bên mình không? Em muốn bạn gái rất là lanh lợi. Muốn bạn đó nhanh nhẹn sau này, dù như là mình về kinh doanh buôn bán gì chẳng hạn thì bạn sẽ phụ giúp được mình. Em muốn mở một cửa hàng sữa. Sữa sao thích bán sữa? Dạ thì tại vì em nghĩ tới bây giờ nhu cầu của mọi người trong mọi giới tuổi thì người ta vẫn cần nhu cầu chăm sóc cái khả năng sức khỏe của mình. Có chiến lược. Dạ. Nó nghe là bây giờ thích hình mẫu con gái là ốm hay mập? Dạ thích bạn ốm thôi. Dư ốm luôn á. Nó nghe nè, thích con trai mũi cao hay mũi thấp? Mũi cao. Đó, bên đây dư cao luôn. Cao. Cao quá trời cao. Rồi. Mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Để coi coi sao hai cho hai đứa trẻ gặp mặt đi ha. Bên đây em đi với ai bé? Em hôm nay em đi với mẹ và bạn thân của em. Có mẹ theo nữa. Mình là mẹ của Xuân Lan. Dạ. Đến chương trình mẹ cũng cảm ơn chương trình và ông Mai bà Mói. Thấy dễ tương lai thì sao? Thấy thì cũng được mà hai đứa đều nhỏ hết. Nhỏ xíu. Từ nó lớn. Giờ nó phát triển nhanh lắm. Một vài năm mà gọi là nấu ăn ngon, nuôi ngon là lớn lớn ngon lắm. Hỏi bên nhà gái có bắt rễ không? Ở đâu có phương tiện mà ăn ổn định thì mình phải chấp nhận. Hay quá. Được phải không? Được đó. Đó. Đúng thời điểm rồi đó. Đúng người, đúng thời điểm. Còn con đi với ai? Chắc con đi với gia đình con, anh và sếp con ạ. Rồi. Nào mời nhà trai. Xin chào ông Mai là anh Quyền Linh và bà mối là chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu, em là tên Huy, là anh thứ năm của Phát.
Yeah. Phát thì tính rất là chịu khó, thật thà, siêng năng, rất là cô hiếu, với sống thì có trách nhiệm với những người xung quanh. Cũng mong cho gia đình nhà gái cũng như gia đình nhà trai cũng như hai bạn sau chương trình này thì hãy cho nhau một cái cơ hội để đi đến xa hơn. Anh Năm thấy em bé bên nhà em thế nào anh Năm? Dạ, em bé thì nhìn tuy nhỏ chứ mà rất là dễ thương, lanh lợi, có cái tính là tự lập rất là cao, cho nên rất là ok. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ, kính chào Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Bây giờ mình là quản lý trực tiếp của bạn Phát, thì chúc em kiếm được một nửa tình yêu của mình. Thì anh thấy bên bạn gái thì cũng rất là ok, anh mong thì hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội. Cảm ơn. Rồi, chuẩn bị mở rào nha. Mở rào. Chào Lan, hôm nay mình đến chương trình cũng có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Em có một món quà muốn gửi cho anh. Cảm ơn. Đó là một cuốn sách ạ, thông điệp của nước ạ. Anh có thích đọc sách không? Anh cũng có hay đọc lắm. Dạ, nhà gái tặng cho nhà trai một quyển sách thông điệp của nước. Dạ, về đọc đi cho biết nó cái thông điệp nó là gì. Nhà trai tặng bó hoa thông điệp của hoa. Dạ, thì em thấy bạn là một người đẹp hơn những cái gì mà bó hoa của mình nè. Trời ơi, quá dạ. Trời khéo miệng rồi. Hả, còn nữa hả? Dạ, thì mình có thêm một cái quà là một cái ly nước. Để khi nào mà em thấy khát nước thì em có thể nhớ tới mình. Dạ. Ủa, đẹp quá. Dạ, em cảm ơn. Dạ, tới đây cháu cũng... Cháu đứng nữa con. Dạ, cháu đứng nữa mũi chú á. Nên cháu cũng mong có một ngày đến đây thì cũng tặng chú một cái ly để chú dùng nước ạ. Cảm ơn con, trời dạ. Ơi, thiệt nó chu đáo sợ luôn. Dạ, em cũng xin phép tặng chị ạ. Làm như quên nữa. Dạ. Chị rất là cảm ơn em có biết là chị là một cái người rất là đam mê sưu tầm về tất cả các ly, các bình, nói chung là tất cả mọi cái mà để đựng nước để uống. Nên rất là thích. Bây giờ á, đứng lên hát bài tặng bạn gái coi. Đó, mạnh mẽ lên nào. Rồi, nào. Em xin phép hát một đoạn trong bài Vì Yêu ạ. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi tay yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn cũng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng, sóng tố rết mưa sao chưa rết nỗi buồn. Và gái đáp lại liền luôn. Em sẽ hát một bài hát của Văn Mai Hương, đó là Một Ngày 200 Năm. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen, hy vọng tan theo ánh dương chiều. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu, cho tàn nhớ lên ánh bình minh. Rồi, về chỗ ngồi đi. Rồi, bây giờ hãy nói chuyện nhau đi, thoải mái chưa nào. Em muốn người bạn trai của em như thế nào? Là một người bạn trai thì em mong là họ ở bên cạnh mình, có thể là giúp đỡ sát cánh với mình những cái lúc khó khăn hay là hạnh phúc trong cuộc sống. Đồng cảm và có lòng trắc ẩn. Em cảm thấy mà hợp thì khoảng bao lâu thì em có thể xác định cho hôn nhân của mình? Hôn nhân thì em chưa có nghĩ tới, nhưng mà nếu mà thực sự có những cái tiếng nói chung có thể đi xa với nhau thì cái chuyện đó có thể tính. Anh có phải là một người hài hước và vui vẻ không? Anh bình thường ở ngoài rất là nói chung là làm cho mọi người cười rất nhiều, nhưng mà do tại cũng là đầu tiên lên chương trình á thì cũng không có được tự nhiên thể hiện mình. Rồi bây giờ hai đứa cưới nhau là thích đẻ mấy đứa con? Nói đi quan điểm của mọi người. Dạ, theo con thì khoảng là ba, mình là ba là đủ. Thì con cái thì do ông trời cho mình thôi. Em thấy hai là đủ. Nói chung là cũng không biết được cái chuyện tính
À, mình tính thì không bằng trời tính. Bây giờ có một chuyện vậy nè, đứa ở Bình Dương, đứa đã ở Sài Gòn đúng không? Dạ, nhưng mà em đang ở Tây Ninh. Về địa lý là nó hơi xa nhau đó, rồi giờ ví dụ mà tìm hiểu nhau rồi sao mà tìm hiểu nó xa xôi vậy rồi tính sao? Dạ, 2 tuần em sẽ về thăm gia đình bạn gái. Chưa 2 tuần, nếu ta thương quá 1 tuần, nếu mà thương quá ta ở dọn vợ luôn. Có ai bà con quen gì ở Tây Ninh không? Vợ gặp đâu có. Vợ gặp đâu có. Đấy là đối với em thì khoảng cách không xa, nếu chúng ta xem nhau là tất cả. Đó, cái này vui nè, đó giờ bây giờ bắt đầu thể hiện tài năng rồi đó. Từ nó vui. Đó. À. Mình đưa ra quyết định thôi. Dạ. Ok. Dạ. Dạ thì trước khi bấm nút, mình có một món quà tặng cho em bất ngờ. Thì mong em nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại. Thấy nhà trai ga lăng chưa? À, chúng mình lên đại chỗ tên. Lấy chứ con, lấy gì lấy. Nhà trai có nhiều cái bất ngờ quá. Tên. Wow. Mở mắt ra nào. Anh cũng mong món quà. Thì mong em mở cái sợi dây. Thì em sẽ biết được những cái tấm lòng của anh trong đó. Cuộc đời tôi 36 năm rồi chứ. Đọc chữ ra gì đó. Đọc chữ trên cái bong bóng kìa. Có chữ đó. Nhân gian rắc rối bộn bề, thôi em bỏ hết trở về bên anh. Trời ơi. Trời ơi. Đây nè, cái dòng này mới quan trọng nè. Để cao lên. Rồi, đọc đi. Anh đọc đi anh. Vợ yêu ơi, anh đợi em 26 năm bánh chưng này. Em cảm ơn anh. Món quà rất là dễ thương. Chương trình cũng đến đây cũng tạo cho mình một cái duyên, thì mình sẽ trao nhau cơ hội để có mang đến cái nợ cho mình. Rồi, về ghế ngồi. Cảm xúc bây giờ. Con. Trời ơi. Xích ra đây này, xích ra đây. Đúng rồi, xích ra giữa nè. Anh cũng có món quà nho nhỏ. Dạ. À, xin gửi tặng em. Anh cho anh xin phép được đeo em. À dạ. Trời ơi. Quỳ xuống cái là rối luôn đó. Đặt tay. Cảm giác thế nào? Rất là bất ngờ, tại vì em không nghĩ là có một người sẽ chuẩn bị rất là nhiều quà cho mình như vậy. Rất là cảm động. Ok. Rồi, về ghế ngồi đi, chúng ta chuẩn bị tiến hành thủ tục thôi. The Great Wave Toshiba. Chúng ta lắng lòng mình lại. Cảm xúc thế nào chúng ta làm theo con tim lúc đó. Bấm hay không là quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3 Nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mẹ tương lai ngồi đó đó. Dạ. Mình nói xin phép bác và cho tụi con quen nhau. Dạ, con xin phép bác. Con xin phép được quen em Lan. Còn nếu được sẽ tiến đến lâu dài. Và hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em Lan ạ. Rồi, mong rằng hai bên gia đình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa nhỏ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn. Tuyệt vời lắm nha. Dạ, làm gì hai đứa đẹp quá cho nên sẽ tặng quà cho hai đứa. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT, một bộ sản phẩm tròn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén AMBT. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy tay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ, SUS301.
có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động. Cối xay bằng nhựa an toàn, không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, giao để vệ sinh. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chương trình ạ. Rồi, hy vọng rằng chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp. Khi nào có gì thông báo cho chương trình được biết nha. Dạ. Con cảm ơn chị. Dạ, đi đi hai đứa. Dạ. Cảm ơn chị ạ. Cầm quà xuống cho. Mời nhà trai. Đây. Xin mời. Mời nhà gái. Chị có quà cho anh Quyền Linh với lại Ngọc Lan. Dạ, dạ là hai anh em làm cách một chút. Rồi, em dạ. Mời chị ngồi. Giờ dạ. Sẵn đà cái dạ. Mình giới thiệu về mình luôn đi chị ơi. Em tên Võ Ngọc Thảo, sinh năm 78, nguyên quán là ở thành phố Cao Lãnh, nhưng mà gia đình là sinh sống ở Sài Gòn cũng hơn 10 năm rồi. Có nhà của gia đình ở quận 8. Em là công việc chính của em là nấu ăn cho gia đình nước ngoài. Bên cạnh đó là em cũng có phụ gia đình buôn bán nữa. Cuối tuần em mới về bên nhà bên quận 8. Ba mẹ thì 2-3 tháng ba mẹ mới lên một lần. Ủa nhưng mà sao cuối tuần mình mới về nhà bên quận 8 vậy? Còn nguyên tuần mình ở đâu chị? Tại vì chỗ làm có phòng, có máy lạnh, dạ. Có mọi thứ luôn, dạ. phòng riêng cho chị. Rồi, mời nhà trai. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và dạ. Ngọc Lan ạ. À. Dạ. Dạ, chào gia đình nhà gái và bạn gái bên kia ạ. Dạ, mình tên là Đặng Thành Tân, năm nay 43 tuổi ạ. À. Quê ở Long An mà sinh sống, làm việc tại Đồng Nai ạ. À. Mình làm việc ở Đồng Nai là mình làm cái gì? Dạ, bộ phận xe nâng ạ. Bộ phận xe nâng, tức dạ. Là mình lái xe nâng á hả? Dạ. À, cái xe đó khó lái lắm á, dạ. Mà lái được xe đó lương cao lắm á. Dạ. Nhà trai ở miền Tây. Nhà gái cũng miền Tây nhưng mà ở Sài Gòn 10 năm hả chị hả? Đúng rồi, gốc ở miền Tây thôi, gốc ở Đồng Tháp. Ba mẹ là 2-3 tháng là em trai cũng lái xe hơi về rước ba mẹ lên á. À, tức là ba mẹ vẫn ở miền Tây đúng không? Ba mẹ ở thành phố Cao Lãnh dạ. Vậy khỏe rồi. Muốn đi qua Cao Lãnh thì phải tới Long An. Rồi bây giờ nhà trai cho nhà gái biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của mình là biết nấu ăn, biết đi chợ nấu ăn. Dạ, cái gì làm cũng được. Nói chung là... Còn khuyết điểm thì không có cái gì gọi là khuyết điểm. Tại vì mọi thứ nó đều... Mình đều giải quyết được hết. Trời, sao cái người đàn ông này đặc biệt quá. Tôi phải dạ, đi qua nghĩa dung nhan như thế nào. Sao người gì mà không có tật xấu, người gì mà không có khuyết điểm. Dạ, em chào anh. Em xin phép được qua nhà để trò chuyện với anh. Qua nha. Đi bà mối dạ. Qua con mắt nhà trai đi. Dạ. Nhà trai không có khuyết điểm gì trơn á. Nhà trai á là chuyện gì cũng thể giải quyết được hết trơn á. Dạ. Quan trọng là mình có giải quyết hay không thôi. Dạ. Quan trọng là mình có giải quyết hay không thôi. Có gì vậy? Bây giờ tối anh ngủ anh có ngái không? Có. Đó là mình ngái là người ta ngủ không có được. Có khi nào anh mấy ngày mới tắm lần không? Không, có xỉn quá thì ngủ luôn. Nó cũng tật xấu, xỉn là ngủ không có tắm. Mấy ông nhậu nha, tôi nói mấy phụ nữ người ta càm ràm như lắm luôn á. Ngủ về xỉn là không tắm. Mà lúc đi nhậu nó hôi, tới nó mùi bia, mùi mồ hôi, mùi gì về không tắm. Mà bữa nào nhậu về không tắm, ai đâu chịu nổi. Đó cũng là tật xấu. Có hút thuốc không? Dạ không. Không hút thuốc luôn hả? Được, không hút thuốc là được rồi đó. Là em chịu á. Có biết cua gái không? Có biết cua gái không? Cô gái biết dạ. Biết. Cái đó cũng không tốt và cũng không xấu. Em hỏi anh đi. Anh biết cô gái vậy thì cớ làm sao mà đi lên đây anh tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại vì cái duyên của mình ở trên Mong Mai Bà Mối và Muốn Hẹn Hò. Mình muốn lên đây để tìm một nửa của mình ở trên này. Tìm ở ngoài không có. Đúng rồi, ở ngoài kia tôi nói nhiều quá không biết ai là ai hết. Lên đây chương trình sẽ lọc ra. Lái xe nâng là sao không hiểu? Có những cái hàng hóa nó nặng quá dạ. Thì cái xe đẩy vô nó nâng lên mình không có thể khuân vác được. Đó là kiểu vậy đó. Cái xe nó nâng lên. Nó có hai cái chĩa vậy nè chị. Cái nó chọt vô trong cái thùng hàng. Cái nó nâng lên cao dày. Để nó lấy cái thùng hàng ra xong rồi chĩa đi qua chỗ khác. Cái lắp vô trong cái chỗ khác. Em gái anh hiểu rồi đó. Em gái sợ lái xe tải. Nghe nó lái xe là sợ mấy ông lái xe đi đường dài. Có bồ bạch trời kia. Lái xe nâng là nâng có một chỗ thôi. Đúng không em gái? Dạ. Trời, hỏi tôi biết rồi. Vậy rồi bây giờ ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Mình nói cái cho nhà trai sợ nè. Ưu điểm của chị là hoạt ngôn, nấu ăn làm bánh, biết xử lý tình huống, ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Khuyết điểm là mù đường,
cũng hơi nóng tính, nhưng mà vừa nóng tính xong là biết suy nghĩ lại. Đường tình duyên nhà trai sao nè? Từ hai mối tình đầu thì kéo dài cũng vài tháng, là mối tình thứ hai thì kéo dài được khoảng 7 năm. Có kết hôn rồi thì thôi. Có con chưa? Dạ không. Không có con? Dạ. 7 năm mà chưa có con hả? Do buông ba cuộc sống quá rồi, riết là nhìn lại thì thời gian nó quá dài rồi. Do ai lo cuộc sống quá? Dạ, cả hai người. Thì từ cái do đó mình rút kinh nghiệm, thì một nửa sau này của mình sẽ yêu thương và sẽ chăm lo hơn, và mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn bên người ấy. À, tức là cũng thiếu quan tâm, dạ, không chăm sóc. Thì đó, lo mưu sinh đó. Đúng rồi. Chị rồi. Ơi, vậy bây giờ tới mình sao chị? Chị hồi đó là năm 24 tuổi. Dạ, dạ. Ai, dạ. Xin chào con gái. Dạ, năm 24 tuổi em có lập gia đình, nhưng mà 3 tháng sau là ly hôn luôn. Gì vậy? Có 3 tháng hả? Dạ, tại vì cái đó là ba mẹ hai bên, hai bà mẹ hai bên bắt tay nhau. Hai nhà cùng một con đường, cách nhau 15 căn. Thật sự mà nói là nếu mà cách đây 20 năm thì em rất là công chúa. Từ nhỏ tới lớn là em chỉ đi học với lại về phụ mẹ buôn bán ở cửa hàng thôi. Còn về bên nhà chồng là cô chú, hai cô một chú, rồi ba má chồng nữa là 5 người, rồi anh em chồng nữa là 4 người, là tổng cộng 9 người. Là em phải phục dịch từ trên xuống dưới hết luôn. Rồi xong là đám cưới xong 1 tháng rưỡi sau, mới có 1 tháng rưỡi thôi đó mà em đã ốm sụt xuống 4-5kg. Anh nói 3 tháng chứ thật ra em ở bên chồng có 2 tháng thôi, tại vì 1 tháng rưỡi là đã lình xình rồi. Coi như từ lúc đó tới nay là bao lâu rồi? Dạ cũng 19 năm rồi. Để thanh xuân nó qua thì đi 19 năm vậy đó hả? Dạ, tại vì em là một đứa tối ngày cứ lui cui trong nhà đó, không thích đi chơi. Mà nói về kinh tế thì em không phải lo, về già thì công việc em cũng ổn định. Tuy là ra ngoài xã hội em không là chỉ là công việc bình thường nấu ăn thôi cho những gia đình nước ngoài thôi, nhưng mà trở về nhà thì em cái vị trí của em là khác. Nói chung là về kinh tế em không phải lo, rồi già cũng có nhà của gia đình, nhà ở Sài Gòn cũng có, nhà ở dưới quê cũng có. Nó mà ba mẹ chỉ có 2 đứa con thôi, thành ra là em rất tự tin về điều kiện của mình, là mình đã dù đã ly hôn rồi nhưng mà mình không có con của mình. Coi như cá tính này mạnh mẽ quá. Dạ. Cũng không cần nương tựa, không cần một người nào bên cạnh cả. Dạ. Không lẽ giờ em sống về hoài cũng phải có đứa con. Dạ. Rồi người đàn ông nó mẫu hình lý tưởng thế nào, em diễn tả coi giống bên đây không? À, dạ, trầm tính, hiền, hoạt bát một chút, nhưng mà đàn ông đừng có nói nhiều, có trách nhiệm trong gia đình được rồi. Rồi về ngoại hình thì sao chị? Chị cần, chị muốn cao bao nhiêu? Vừa người với anh Việt Linh được rồi. Thử về được ha. Thử về cũng ổn lắm rồi đó. Bên kia cao hơn rồi nha. Bên kia cao hơn, đàn ông hơn. Bên đây hơi yếu, được không? Đậm hơn bên đây một chút. Đen hơn. Đen hơn, đàn ông hơn bên đây một chút. Để ông đi không sao anh. Rồi, ok. Mình muốn người phụ nữ thế nào? Người phụ nữ vui vẻ. Bên kia nãy giờ thấy vui không? Dạ vui. Bên đây là tính tình vui vẻ, hòa đồng, thoải mái nha. À, không có lắm, 1m55 trở lên là được rồi, tròn tròn một xíu. Tròn, bên kia có tròn. Dạ. Gì nữa? Dạ thôi, vậy được rồi. Vậy được rồi ha? Dạ. Rồi, ok. Em trai đi với ai? Đi với hai chị với anh rể. À, rồi cho gặp chị cái gia đình cái nha. Trước mắt em xin chào anh Quyến Bình với Ngọc Lan. Dạ. Toàn thể khán giả trong trường quay, em là chị của Tân. Ở đây thì thời gian nó quá ít, mình không nói được gì hết. Thì mình cứ cho nhau cơ hội để ra ngoài mình tìm hiểu nhau. Bạn bên này thì chị thấy cũng được, mình cũng hoạt bát, nhanh nhẹn. Nói chung là cũng là một người phụ nữ đảm đang đó. Thì em cứ nói chung bây giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi, thì mình cứ làm sao mà tìm hiểu để đi tới cái hôn nhân, để con tạo cái sự nghiệp nữa. Mình không còn cơ hội nhiều. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn nói chuyện nha. Mở rào. Tân với Thảo cứ thoải mái nói chuyện ha. Dễ thương.
chiếc đồng hồ. Cảm ơn. Dạ. Ý nghĩa đồng hồ này là muốn là gợi gắm là giống như thời gian của nó với mình là không hề phai mà không đeo thử coi nó hợp không. Dạ, xin phép. Nó là như thế này. Ở đây đây. Đưa cho mọi người xem có đẹp không? Ngọc đồng hồ. Thế là em thích du lịch hay là thích cái điều gì ở cuộc sống? À, thích rất nhiều thứ. Một người rất ham lam. Thích nghe nhạc, thích nấu ăn, thích làm bánh, thích đi du lịch, đọc sách, xem phim. Thích rất nhiều thứ. Em không thích gì ở người đàn ông nhất? Không thích đàn ông quá dữ mà cũng không thích đàn ông quá hiền. Lúc nào cần nên giữ phải giữ, lúc nào cần hiền phải hiền. Thưa biết là em với anh là bằng tuổi đúng không? Thì cũng là 18. Nếu mà ai vậy thì em bao giờ mới cưới nhau hay là hôn nhân, em có dự định là có sắp xếp được thời gian đúng không? Tìm hiểu ít nhất cũng phải 1 năm 2 năm. Tại vì thật sự mà nói là cũng chưa chắc. Cũng chưa chắc hiểu thật sự được. Thật ra tuổi của hai bạn không thể chờ đợi được nữa. Chính vì thế nên một vài năm mới lâu lắm. Bây giờ em cần gì người đàn ông, em không thích gì người đàn ông, em cứ nói đi. Để người ta mình rút ngắn cái đoạn đường nó lại. Cao lắm là 8 tháng đến 1 năm thôi. Hoặc cao lắm 9 tháng 10 ngày thôi. Hoặc cao lắm 9 tháng 10 ngày thôi. Đừng có xa quá nha. Được không? Được không em gái? Dạ được. Dạ. Nha. Năm, tối thiểu 1 năm. Đúng rồi, khoảng 5 đổ lại thôi. 4 mấy là sanh cũng mệt rồi đó. Dạ. Tết nữa là 44 rồi. 44 rồi thấy chưa? Dạ. 45 đẻ là vừa đó. Dạ. Em cho cơ hội cho bên đàn trai, ví dụ em nói gì nó hoạch thẹt luôn đi. Dạ đúng rồi. Đừng có giận hờn không nói. Tôi không thích cái đó đó, anh là không làm được thôi. Mà bạn này được cái này nè, sao cũng được, chuyện gì cũng giải quyết được. Đúng không? Nãy em nói đúng không? Hả? Anh sinh năm 78 luôn hả? Đúng rồi, anh sinh năm 78. 78, anh sinh tháng mấy? À, tháng 5. Tháng 5, năm dương lịch hay âm lịch? Thì tháng 5 trên. 5 tháng 5 à? Không, tháng 5 ở trên. Trên dưới dục tại bà nó 5 tháng 5 đi. Anh sống tới từng này tuổi rồi à, anh gia đình anh rồi bản thân anh có trải qua nhiều biến cố chưa? Có chứ em, nó nhiều biến cố. Nói chung là mình cảm thấy gục ngã luôn á. Nhưng mà vì gia đình, vì bản thân mình, nó có một cái tạo động lực để mình đứng lên, để mình đi tiếp. Nhưng mà tại sao giờ hai vợ chồng sống với nhau 7 năm mà chưa có con? Cái đó thì anh cũng chia sẻ là vì cuộc sống á, rồi nó trôi chảy dần quá, là thời gian nó quá mau mau. Rồi riết là chắc là từ chỗ đó mà hai người nó xa cách với nhau. Cái vụ này anh chen vô nữa. Em hỏi đúng đó, 7 năm không có con. Bây giờ cứ nói thật ra đi, mình lớn hết rồi. Cái chuyện có con là có phải lỗi do em hay lỗi do vợ em không? Có đi khám chưa? Có, đúng là đi tự vũ đều khám đều rất nhiều. Nhưng mà người ta nói bình thường, thậm chí mình đi xin thuốc uống mà người ta không cho, người ta nói ông bình thường mà xin cái gì nữa mà xin. Ông bình thường đúng không? Đẻ được ha? Dạ, vâng. Chuyện con cái được rồi. Rồi bây giờ là thí dụ giờ hai người lấy nhau, mình ở đâu? Em có định điều đó không? Có, em có về Long An, có thể là về Long An. Như Sài Gòn mình có thể là làm ăn được và làm nghiệp được thì có thể là mình ở Sài Gòn. Lương á, tất cả mọi thứ thu nhập em có thể đủ nuôi vợ nuôi con không? Đủ hay không là do mình. Nói chung là một tháng khoảng từ 7-8 triệu mình vẫn đủ nuôi vợ nuôi con. Bây giờ nhu cầu của chị là muốn một người đàn ông lương một tháng bao nhiêu? Chị tự lo được cho bản thân chị mà. Quan điểm của chị là vợ không có nuôi chồng, chồng nuôi vợ, chứ không thể nào mà vợ nuôi chồng. Thì đó, bây giờ ví dụ như ảnh là lương tháng 7-8 triệu đó, rồi chị chịu không? Cái chuyện vợ nuôi chồng, chồng nuôi vợ cũng không quan trọng ở đây. Khi mà chúng ta đã thương nhau rồi đó, tình yêu đủ lớn rồi, ai nuôi ai cũng không quan trọng. Là anh đàn ông phải là cái tùng cái bách che chở phụ nữ chứ, chứ tại sao bắt phụ nữ đúng lại rồi, lo lại? Có thể ai cũng nghĩ như thế. Thật ra tìm một người đàn ông đúng cái tùng cái bách nó khó vô cùng luôn. Chúng ta cũng phải gọi là trung bình thôi. Đừng nghĩ là họ lo cho mình hết được. Biết đâu yêu thương nhau mình có thể hỗ trợ vì họ làm ăn được tốt. Về nếu em có kinh tế, em với ông hùng nhau mua cái xe, ông chạy. Nếu em sợ em đứng tên. Thí dụ vậy, hiểu không? Mở lòng mình ra một chút. Đúng là chị chưa có mở lòng mình được là bởi vì chị đã gặp quá nhiều cái sự không có tốt ở trong cái cuộc sống của chị rồi. Có một lần thôi. Nhưng mà toàn là những người trong gia đình gạt em không hả? Cho nên bây giờ chị bị thủ. Vậy thì bây giờ chị chọn cách vậy nè. Tiền ai nấy xài. Ờ đúng rồi. Ý chị là vậy đúng không? Là tiền đúng ai nấy xài. Thì đó, mẹ anh nói đó. Em từng bị cái trường hợp như nè. Chưa gì hết mà mãi hơi hết. Mãi hơi kêu em suối em về quê á. Kêu ba mẹ sang tên nhà dưới quê cho em. Cái đó là không được. Mới có đi uống cà phê mấy lần mà mãi hơi vậy rồi. Cái đó là không được. Lương ai nấy xài đúng không? Vậy giờ tiền điện, tiền nước, tiền nhà rồi chia làm sao?
À, tôi trả bởi tôi trả. Tôi trả bởi tôi trả. Được không? Thôi. Mỗi lần đi kiếm tiền điện, tiền nước, tiền nhà kiếm người Linh cực lắm. Thôi để tự trả. Thôi, vậy bây giờ tưởng tôi trả. Anh tưởng đâu anh trả đó. Được. Thấy chưa? Ngạo án chưa? Thấy chưa? Cũng được. Rồi. Nào, Tân nắm tay bà Thảo cái đi, hai nắm hai tay đó. Bây giờ cái quan điểm của em nói nãy giờ thì anh cũng suy nghĩ cũng đúng một phần, nhưng mà không lẽ em nghĩ người đàn ông nào cũng giống như vậy à? Đúng. Đúng không? Thì mình cũng phải nhận biết nhận xét và thả lòng một chút xíu để mình đến đây rồi thì mình cho cơ hội cái gì đó chứ còn đúng. Em nhìn ai cũng màu đen á thì cuộc đời mình không bao giờ sáng được. Thôi đến đây cũng hát tặng em và anh chị các bạn bài hát Anh Ba Khía. Tên của tôi biệt danh Anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông miền Tây, vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng, nơi sớm trên làng bên ai cũng biết nổi danh miệt vườn Anh Ba Khía nhà quê. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh Ba Khía quê ở miền Tây, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chan chứa, chất phác thật thà bao kẻ mến người thương. Nơi sớm trên làng quê ai cũng biết tình đẹp miền Tây Anh Ba Khía nhà quê. Tuy nghèo nhưng già sắc son, độc thân vui tính, cô đơn nhưng chẳng buồn. Cảm ơn. The Great Wave Toshiba. Hãy để tay vào nút bấm đi các bạn. Cho em hỏi anh này xíu. Hiện giờ ba mẹ anh sống với lại anh chị em của anh. Mẹ anh đang sống Long An với em Út. Dạ. Ba mất lâu rồi. Ba mất lâu rồi. Dạ. Sau câu chuyện này các bạn có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại hoặc mạng xã hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau đây, hãy giữ lấy. Nào, để ta nút bấm đi Thảo và Tân. 1 2 3 Hết thời gian. Chị có bấm không? Chị có bấm. Tân không bấm hả? Dạ không. Cảm thấy xin lỗi. Dạ. Tôi thật là có lỗi. Dạ. Tôi lại chỉ lo một nửa đường mà không quên lo nửa đường bên đây. Sao vậy Tân? Dạ, cảm giác như là không biết sao không. Em cảm giác là bây giờ anh Tân bị sợ ngược trở lại về cái nỗi sợ của chị Thảo. Đúng rồi, anh có lỗi trong chuyện này. Anh lại làm tổn thương một lần nữa. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà từ nhãn hàng Thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén Amity. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh, từ đó làm hết sức. Ôi đau lòng, thật là đau lòng. Thấy cái tâm lý bên đây nó nặng quá như vậy cho nên là co lại liền. Đúng rồi. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt. Xin mời gia đình nhà gái. Ủa Linh, về. Về. Phải
Mời nhà trai. Chào ông trai. Chào chị Hồng Vân ạ. Và bạn nữ còn kế bên. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Đoàn Văn Phúc. Năm nay mình em 32 tuổi, sinh ra bản lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên Ủy ban nhân phường 15 quận 5. Là quận bên tôi đó Linh ơi. Đúng dạ. Rồi đó. Nha, đó, đây dạ, đúng đi. Quận rồi, đúng phường luôn rồi. Tôi với ông đổi chỗ không? Rồi cưng giới thiệu về mình đi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Trúc Phương. Em 27 tuổi, đến từ Bến Tre và hiện tại thì em đang là nhân viên phòng thí nghiệm tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vậy hả? Tức là cưng làm ở Củ Chi hả? Dạ, em làm trong khu du lịch Một Thắng Việt Nam ở Củ Chi ạ. Ồ, trời, hôm nay cỡ nào tôi cũng phải gả nhà gái cho bên nhà trai nè. Rồi, em trai, em làm ở phường, em làm cụ thể làm cái gì? Dạ, công việc ở phường em làm văn phòng thống kê ạ. Thống kê mấy cái sân khấu mà bán vé này kia đó. Dạ. Dạ không ạ. Em là thống kê, là em tổng hợp số liệu như điều tra kinh tế hay điều tra dân số hay là những số liệu về bán vé với giả với đồ đó. Dạ không ạ. Là em có công tác thêm hưu thuế đất thêm cho phường thôi. Dạ. À. Rồi có liên quan gì tới sân khấu và bãi xe gì không? Dạ thì ở công tác ở phường thì nó sẽ có thêm một số, ví dụ như là mình cũng chạy những cuộc hội nghị á. Thì mình em có thể hỗ trợ thêm chạy chương trình hay làm MC á. Rồi hay quá, vậy là có không vậy? Nhờ rồi đó. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ về điểm mạnh thì tính tình của em dễ chịu, vui vẻ, cũng hòa đồng, hay giúp đỡ bạn nữ trong phường. Hay giúp đỡ bạn nữ trong phường hả? Dạ đúng bạn rồi. Nữ nam sao nữ. Sao kỳ vậy? Dạ như là như trong phường á thì đôi khi một số bạn nữ sẽ có công việc như phiên gác hay này kia thì đúng em rồi, nhưng bình thường thôi. Dạ. À, tức dân là mình nghi ngờ chứ biết nữa. Không, mình xài chữ là mình ga lăng với đúng phái rồi, nữ ga đó lăng. Vậy đó. Ông Lê Tuấn Anh ông ga lăng kinh khủng lắm. Đừng có đốt nhà lắm. Ông nội. Dạ. Có cái điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu thì tính em cũng gục ghè như đám đông. Còn em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ thưa chị, thì điểm mạnh của em á là em là người vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm mọi người. Em thích nấu ăn và cũng có một chút xíu năng khiếu về nghệ thuật như là vẽ hay là hát. Còn về điểm yếu thì em là một người khá là nhạy cảm, với lại là em rất là dở những cái môn thể thao á chị. Ừ, thực ra nhạy cảm mới làm nghệ thuật được. Rồi. Nhưng mà nhạy cảm có nhiều vấn đề. Bạn trai có đường tình duyên thế nào? Dạ thì đến nay 32 tuổi em được trải qua hai mối tình, thì một mối tình gọi là tình đơn phương thôi, thì em cũng thích một cô thì cũng được khoảng 3 năm, thì nhưng mà nhiều khi em cũng cố gắng nhưng mà đôi khi là do quan điểm của khác biệt á, em thích sự yên tĩnh nhẹ nhàng thì cô ấy thích sự ồn ào nên đôi khi không thể nào đến được với nhau. Dạ còn mối tình thứ hai thì đúng do cô ấy cũng đồng ý sớm á, nên khi mà tìm hiểu á, em sợ trong khi tình yêu mình không biết là mình có chân thật không á, nên chia tay cô ấy. Ủa lần sao anh em yêu mấy năm? Dạ đã lỗi như vậy nè. Để tôi phải cứu bồ, tôi cứu bồ phường tôi mới được. Dạ. Ừ. Giống như là cô ấy đến với nhau rất là nhanh. Em sợ tình yêu đó không chân thật cho lắm. Đó, nên em chủ động nhắn tin chia tay cô ấy. Đó. Dạ. Em đã chia tay người đó bao lâu rồi? Dạ khoảng được 2 năm hơn ạ. 2 năm hơn, từ đó đây em chưa quen một người nào nữa hả? Dạ, trắc nghiệp ha. Dạ, trắc nghiệp ha. Dạ. Trắc nghiệp á đúng không? Dạ. Hy vọng ngày hôm nay á là giải mã được nha. Dạ. Để okay. Anh qua anh hỏi bên kia coi. Dạ. Nếu người ta đồng ý liền là khoan nha. Từ từ. Phải sau tháng mới được. Chào em gái dễ thương. Cái đường tình duyên của em sao? Dạ thì em chỉ trải qua một mối tình thôi mà nó cũng kết thúc cách đây hơn 8 năm rồi ạ. Dạ, và trong khoảng 8 năm đó thì 8 năm sau này đó thì em cũng có thích một vài bạn nhưng mà không có tiến tới ạ. Ngại hay sao? Dạ, tại vì em cũng có tỏ tình á anh, nhưng mà bị từ chối. Anh tỏ tình luôn hả? Dạ. Nào kỳ lạ trời. Ta dễ thương gì mà từ chối à, thiệt tình luôn. Dạ, hôm nay em lên đây thì em nghĩ rằng cái người bạn bên đây á sẽ là, em thử tưởng tượng coi bạn có giống như cái điều mà em nghĩ không? Em thích một người con gái là dịu dàng, dễ thương, hiền lành, cùng em san sẻ công việc gia đình. Quan điểm của em là thì xã hội công bằng, dân chủ văn minh, đàn ông rửa bát, nàng mà nấu cơm. Dạ. Rồi, nhưng mà rồi ngoại hình thì sao nè? Thấp hơn em chút xíu cũng được. Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ, em mét 64. Dạ. Em mét 64, em mét nhiêu cưng? Dạ, em mét 61 ạ. À, đó, mẫu đó, hình đó, lý tưởng nào nói cho dễ hiểu đi. Ừ. Một cái người nào mà em có thể nghĩ tới á. Ừ, em thích ai? Dạ. Nguyên. Hả?
Mi gì? Mi Du, Mi Du. À Mi Du, Mi Du. Dạ. Mi Du. Mi Du. Thích dạ. một người giống nói như Mi Du. Nói cho nó rõ nha. Dạ. Thích mà ngại không chịu nói là sao? Ngại. Em nói Mi Du mà em lên tông là mệt lắm. Dạ. Nha. Nói chứ cưng dễ thương lắm á. Được rồi. Còn em sao? Dạ về mẫu người lý tưởng của em á thì về ngoại hình á sẽ có hai cái kiểu người mà làm cho em thu hút. Thứ nhất á là cái người mặt hiền mà hay cười. Còn thứ hai là hiền cái người mặt cười. Lạnh lùng giống như kiểu mà cầu thủ Lương Xuân Trường ấy. Dạ. À đây. Đây là mẫu hình lý tưởng. Nhưng mà đây dạ. là cái tuyếp người lạnh lùng. Dạ. Nhưng mà bạn lại nói là cái tuyếp người trên là nhìn vô mặt dễ thương hay cười. Đó thì em là tuyếp thứ nhất á. Em trai đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với lại sếp và mấy cô là mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dễ thương ghê, dễ gây ấn tượng lắm á. Thưa chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Hôm nay thì là thủ trưởng của bạn Phúc. Bạn Phúc thì ở trong đơn vị á thì hết sức là hiền lành, chất phác, làm việc rất là có tâm và đầy trách nhiệm. Thì bạn Phúc này thì ngày thất tịch đó, người ta ăn có một chén chè hà để có bạn gái để bạn ăn. Mỗi năm bạn ăn một nồi chè mà 7 năm nay rồi. Chưa có bạn gái. Bạn chưa có bạn gái. Về bạn nữ bên đây thì chắc chắn là sẽ hợp với gu bạn Phúc. Bởi vì bạn nữ bên đây là tóc đen, rồi mái tóc ngang vai, nói năng nhỏ nhẹ, rất là dễ thương. Đến với chương trình hôm nay thì cũng là cái duyên. Thì thôi hai bạn tìm hiểu với nhau, rồi chúng ta có cái kết. Đó là do hai bạn quyết định. Cuối cùng thì cũng rất là cảm ơn chỗ chị Hồng Vân đã ủng hộ hết mình cho phường nhà. Cũng động viên bạn phường nhà cố lên. Dạ, đó, xin cố hết. Lên phường nhà cố lên. Em nè, em đi với ai? Dạ em đi với em họ và các bạn đồng nghiệp á. À rồi xin mời đại diện nhà gái. Chào anh Miền Linh với chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả. Nói về bé Phương á thì bé Phương nó rất là hiền, biết chia sẻ với mọi người, hòa đồng nữa, nấu ăn rất là ngon. Cái này thì khỏi chê. Còn bạn bên đây thì chị thấy hơi chút nhát nhưng mà chắc cũng hợp với em á. Nói chung là nếu được thì hai đứa cho nhau cơ hội. Mở rào đi. Qua đi. Anh tặng em ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi đây, đồ của mình đây. Dạ em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Cảm ơn em. Mở anh ra có thể lấy cho xem. Dạ đây là một bức tranh bằng giấy gió mà em tự vẽ. Và em rất là thích cái loại giấy này. Tại vì nó là làm hoàn toàn thủ công luôn. Và nó rất là để được rất là lâu, khoảng vài trăm năm lận. Nên em hy vọng rằng là nếu mà mình hôm nay mình có tiến tới được với nhau đó, thì mong là nó sẽ bền lâu giống như cái tờ giấy gió này. Dạ, ở phía sau nó còn có một bí mật nữa thì anh. Đây là cái hình mẫu lý tưởng mà trước khi mà đi em tự vẽ ra thôi. Anh xem thử coi giống anh được bao nhiêu phần trăm à. Trời ơi giống dữ trời. Giống mà nha. Cái hình đeo kiến luôn nè. Sao giống quá vậy? Đúng không? Sao tự nhiên em lại nghĩ trời ơi. Giống y chang luôn á thiệt mà. Dạ dạ. Rồi đó hai đứa cảm nhận gì nhau đi. Dạ anh thấy em là người thế nào ạ? Anh thấy em người dễ thương, hiền lành, thích nấu ăn thì anh cũng thích nấu ăn là được rồi. Tại anh nấu ăn không giỏi lắm, anh chỉ biết rửa chén thôi. Tại hồi trước anh hay đi bộ đội á nên mấy công việc rửa chén hay giặt đồ hay này kia thì anh biết. Vậy anh nghĩ như thế nào khi mà anh nếu mà anh quen một người là con một á, tại vì em là con một trong gia đình á thì em cũng có nhiều việc phải lo, thì anh có bận tâm gì không ạ? Không có gì hết. Tại vì thật sự ra thì yêu nhau thì mình cùng nhau san sẻ giúp đỡ nhau, vượt qua thì lúc đó mới thấy là chân tình. Em có cảm nhận như thế nào về anh ạ? Dạ đầu tiên là em thấy anh đang run á. Thì dạ, anh run anh... thì anh khi nói chuyện với bạn nữ thì thường anh hay run lắm nên lý do tại sao mà anh giờ vẫn còn ấy. Cho anh hỏi là em sống ở đâu ạ? Em hiện tại là đang sống tại Củ Chi ạ. Củ Chi thì có thể nếu mình tới nhau á thì có thể cuối tuần thứ bảy nhật thì anh có thể xuống Củ Chi. À, dạ thường á tại vì em làm khu du lịch đó anh cho nên là thường thì cuối tuần thì em sẽ làm và em chỉ được nghỉ ngày thứ hai thôi. Rồi xong không sao thì lúc đó thì thật sự ra Sài Gòn mà từ quận 5 về Củ Chi cũng gần, không sao đâu, thì một tiếng đồng hồ thôi thì có thể mình gặp nhau. Rồi vậy là được ha. Giờ mình bàn coi khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được em trai. Theo em thì bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân á? Dạ em á thì em không có bị giới hạn về độ tuổi á, tại vì kiểu em chỉ thấy khi nào thích hợp thì cưới thôi. Anh có gấp kết hôn không anh?
Thật sự ra thì anh cũng 32 tuổi rồi. Nếu mà có thể nhanh thì anh cũng muốn nhanh chút xíu. Tại thật sự ra 32 tuổi cũng độ tuổi trưởng thành để thành lập gia đình rồi. Dạ, dạ nhanh là bao lâu anh? Có thể ví dụ như mình quen có thể 1 năm hay 2 năm có thể tìm hiểu cũng được. 5, 6 tháng gì gấp. Dạ. Tại vì em sợ bạn nữ nhiều khi con gái người ta sẽ khi mà yêu một người thì người ta sẽ khó khăn hơn. Nếu mà gấp rút là 6 tháng được không? Hỏi đi. 6 tháng là very good lắm rồi. Thật sự em cũng thích lắm. Tại vì ở phường cũng nhiều người cũng nói là em lấy chồng lấy vợ đi để lâu quá xong rồi để mời mấy cô đi đám cưới nữa nên em cũng nếu được thì 6 tháng thì rất là very good. Lấy còn... vợ được nha, đừng lấy chồng nha. Dạ giờ bị liệu dạ. Rồi hồi hộp có đúng không? Dạ. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái hát bài cho đổi hồi hộp nào. Dạ, em không biết ca mấy bạn gái ca à. Dạ. Cứ bước tới nắm tay bạn gái lên cho dạ. Trao cảm xúc với nhau. Rồi bạn gái hát gì hát đó. Dạ. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Nắm tay. Đó bắt tay luôn. Nắm gì, tay, gì nắm vậy Phúc? Dạ nắm tay vậy. Hả nắm sao kì? Dạ nắm tay. Nắm tay. Ừ. Nắm hai tay luôn coi, nắm tay bên kia nữa coi. Rồi coi tay bạn nắm rồi cái cảm giác sao hả? Cảm giác điện giật. Bạn gái có thể hát tặng cho bạn trai một bài. Em sẽ tặng anh một bài hát ạ. Chiều nay không có mưa rơi ở trên đôi bờ vai. Chiều nay không có anh em buồn như lúc xưa. Chiều nay góc phố cũng biết buồn, thò bay cuối con đường. Chiều nay không có mưa rơi em lần em. Rồi hát hay quá. Cảm giác thế nào nói bạn gái biết. Đừng cứ buông tay ra nắm tay cứ nắm tay thế. Em cảm giác thì thật sự là em rất là vui thích. Thì giống như là sau này ví dụ như đám cưới thì giống như có bạn ca thì cũng được. Tại vì em thích đám cưới mà thay cho dâu chú rể cùng ca xong ca lắm. Rồi thôi tao bấm luôn rồi. Em không có. Kệ. Sao? Em nói một câu gì đó thật ngọt ngào với cô gái đi để mình thuyết phục cô ấy sẽ bấm. Bởi vì giờ em bấm rồi đó. Tại sao em phải ế trong khi anh đang ngồi kế bên? Trời ơi. Rồi, bây giờ nè. Mình quyết định nha trong 3 tiếng đếm nè. 1 2 3 Thời gian. Em không bấm hả? Em bắt tay anh. Dạ, thì em rất là vui khi mà hôm nay tới đây được gặp anh. Và anh thật sự là một người rất là tốt luôn. Nhưng mà chắc là do cái cảm giác trong em á là chưa có đủ để mà em bấm nút. Thì hy vọng là mình vẫn có thể làm bạn. Biết đâu sau này có một ngày là mình có thể tiến tới một mối quan hệ tốt hơn sau khi mà mình tìm hiểu kỹ hơn. Hãy mở lòng ra, hãy đón nhận những điều mà chúng ta xem như là có cơ hội để chúng ta gặp đấy nha. Hãy suy nghĩ lại. Anh mong rằng hai đứa sẽ cố gắng kết nối nhiều hơn nữa. Cố gắng nha. Dạ dạ. Rồi thôi, mình tặng quà thôi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub.
Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì nhà gái, nhà trai chỉ cách có cái hàng rào thôi. Hai bên nói lớn lên để mình cảm nhận từ ngay lúc này nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị và các bạn. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào bạn chơi. Em xin giới thiệu là em là Lương Văn Hoàng, quê ở Hà Tĩnh. Và em đến đây tham gia chương trình này. Hồi học quá. Lương gì? Em là Lương Văn Hoàng. Lương Văn Hoàng. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 24 tuổi. 24. Hiện nay làm việc ở đâu? Em làm việc hiện tại bây giờ đang ở An Tây. An Tây Bến Cát, Bình Dương. À, làm Bình Dương. Làm công việc gì? Em là nhân viên kỹ thuật điều hành máy. Máy để sản xuất ra giấy. À, máy sản xuất ra giấy. Mời nhà gái. Bên nhà gái mình giới thiệu lớn lên cơ. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Văn. Và chào bạn Hoàng bên kia. Chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Tuyết Mai, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại em đang kinh doanh chuỗi cà phê sạch. Và bên cạnh đó em còn kinh doanh online nữa. Năm nay cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ, năm nay con 24 ạ. Hoàng có ưu điểm, khuyết điểm gì? Con có ưu điểm là con nhiệt tình trong công việc. Hay giúp đỡ bạn bè anh em. Nếp sống sạch sẽ ngăn nắp tí. Nếp sống sạch sẽ ngăn nắp phải không? Được. Rồi có những khuyết điểm gì? Có thể là trong công việc người đó có thể lớn tuổi hơn con, biết cái này con chỉ cho họ, nhưng mà con hơi nóng tính tí. Nhưng mà là sau họ đúng không? Dạ, không phải là la, nhưng mà chỉ mà trên đôi lúc là hơi to tiếng. Hơi to tiếng. Sau lúc đó là bình thường. Đối với người lớn tuổi con lo to tiếng họ. Dạ không. Đau khổ to, lắm. To là chỉ to 1-2 tuổi thôi. À, chứ to như chú mà con lớn tiếng thì chú buồn khóc luôn. Chú Quyền Linh là người con hâm mộ nhất rồi mà. Ôi giời, cảm ơn con. Làm chú tổn thương. Rồi còn Mai, bên đây con nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi con. Dạ. Điểm mạnh của con là rất là thích hát, nhưng mà mặc dù hát không có hay. Biết nấu ăn nhưng mà chút chút thôi. Còn điểm yếu thì rất là nhiều luôn. Đôi khi cũng hay nóng tính nhưng mà cũng rất là nhanh nguội luôn. Đi đường là rất hay bị quên đường luôn. Và rất thích đi du lịch nhưng mà bị say xe nên là chưa được đi du lịch đâu hết. Rồi nhà trai, mình có mấy mối tình rồi? Em trải qua chỉ một mối tình kéo dài 3 năm mà. 3 năm là dài rồi đó. Nhưng mà sao 3 năm rồi mình chia tay vậy? Có thể là vướng mắc về phía gia đình. Mình không thuyết phục gia đình hả? Hay là tình yêu dạ chưa vậy, đủ lớn? Dạ chắc cũng một phần vậy, với có thể rằng là yêu xa hoặc là khoảng cách về thời gian. Xa là xa không? Xa tầm khoảng tầm 100 cây à. Trời ơi, 100 cây gần quá. Còn con thì sao nè? Dạ con thì trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên. Thích thì mình cứ quen thôi. Dạ, đúng thôi rồi. Bỏ qua đi. Dạ. Mối tình tiếp theo nè. Dạ mối tình tiếp theo là trong lúc mà con đi giao cà phê thì có gặp một anh. Thì anh ấy cũng chủ động nhắn tin thì hẹn gặp, nhưng mà khoảng thời gian đó thì cả hai đứa đều vì áp lực của công việc á. Nên khoảng cách nó cũng xa hơn và anh ấy cũng làm ở xa nên là chỉ dừng lại mất tình bạn thôi. Do vậy là cái mối tình của tụi con là phơn phớt thôi đúng không? Dạ, phơn phớt bụi phấn thôi gì? Dạ. Rồi vậy giờ cô muốn biết là cái tiêu chuẩn mà người yêu của con là như thế nào để cô coi bên nhà trai họ có đáp ứng được không nha. Dạ tiêu chuẩn thì khuôn mặt ưa nhìn, và đặc biệt con thích có nụ cười đẹp. Dạ. Chào con. Rất ưa nhìn, nụ cười rất đẹp. Nhìn đó con, cười có nụ cười rất đẹp đó. Được rồi đó con, cô thấy được rồi đó. Dạ, cao thì hơi con một xíu là được rồi. Con cao nhiêu? Con cao 1m65. Rồi xong. Dạ. Quá được luôn, rồi gì nữa nè? Phải gọn gàng sạch sẽ. Con có gọn gàng sạch sẽ không? Hồi nãy mà. Con có nói rồi dạ, đúng không? Rồi. Đó là ưu điểm của đó con. Đó là ưu điểm của con. Dạ, ưu điểm con ơi. Mặc áo ủi lăng o luôn thấy không? Không hút thuốc. Nhậu thì lâu lâu thôi chứ không có nhậu mà quá. Con có vậy không? Con có thể uống bia và uống rượu. Nhưng mà con có lầy không? Con không lầy. Không lầy đúng không? Biết điểm dừng đúng không con? Dạ. Mà dường như là hai đứa tụi con có cái khuôn mặt phu thê sao? Wow. Thiệt, cái đó cô nói thiệt. Giờ giúp Nguyễn lên ạ.
mặt rất là nét. Phu thê không? Phu thê dễ đồng sợ đà ha. Mặt dễ nhớ lắm. Dạ cảm ơn. Ta gọi là gương mặt điện ảnh đó. Dạ. Dán tóc lên cho nó sáng cái mặt chút xíu đó. Lấy cười đó. Tươi như thế. Theo con thì người mà cùng đi với con suốt cuộc đời là người như thế nào? Theo con thì đó là chỉ cần một người cao đến 1m50 trở lên là được rồi. Dư xăng. Dư đúng không con? Dạ. Dư. Có thể rằng là quan tâm và chia sẻ cùng con. Sao con? Cái này phải hỏi con. Dạ. Có con gì cũng cần một người đàn như ông vậy quan tâm phụ nữ quan tâm lại thôi. Mình giống như cái gương vậy đó. Mình cứ quan tâm người ta chắc chắn là quan tâm lại thôi. Đúng không? Dạ. Giờ Vân nghĩ là chắc phải hỏi người thân. Đúng rồi, hỏi cái người thân đi. Ừ. Con đi với ai? Dạ con đi với anh trai ạ, anh Phong. Anh trai. Anh trai đâu? À. Rồi. Trời hot boy ghê chưa? Cứ nhìn anh ra em nha con. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Mà bạn cùng chơi và tất cả các vị khán giả. Con là anh trai ruột của Mai. Mai thì sống tình cảm, còn đôi lúc thì Mai hơi kỹ tính một xíu. Mình nhận xét bạn trai là hiền, thật thà. Và cái ngoại hình thì rất là ưa nhìn. Cũng mong muốn là Mai với bạn trai mình cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Dạ, xin cảm ơn ạ. Rồi anh hết. Hoàng đi với ai? Em đi với bà ông anh đồng nghiệp. Em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em chào hai MC. Chào bạn cùng chơi. Em là anh làm chung với Hoàng. Hoàng thì đi làm công việc thì rất là vui vẻ, năng động, cũng chịu khó giúp đỡ anh em. Anh đi theo em đến đây thì anh chẳng có gì hơn, anh chỉ có muốn em là bấm chuông nhanh nhanh á. Bấm chuông nhanh nhanh đó phải không? Em có một cái cảm nhận gì về bạn nữ bên này? Anh thì thấy đẹp gái em ơi. Anh thật thà quá. Anh rồi. Thật thà còn hơn bạn Hoàng nữa. Rồi bây giờ thì thôi để hai trẻ gặp mặt đi nha bà mối nha. Cảm ơn bà mối đã giới thiệu đàn gái quá dễ thương. Tôi cũng cảm ơn ông mối giới thiệu đàn trai quá đáng yêu. Rồi nha. Vậy chúng ta mở rào. Bắt chào đầu em. Đi Hoàng. Chào em. Tấn công liền. Đứng lên con, đứng lên. Chào em. Anh đến đây có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Là một cây son ạ. Cái màu này con thích không, Mai? Dạ, con rất thích ạ. Em không thích thì cố gắng thích nhé. Dạ. Lần sau về anh có thể mua cho em nhiều hơn. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em nhé. Anh có thể mở ra xem không ạ? Wow. Dạ. Như anh đã biết á, là em kinh doanh chuỗi cà phê sạch, cho nên á, là em rất trân trọng và rất là có tình yêu mãnh liệt vào cà phê. Nên là em tặng anh một hộp quà này có hình em. Và em hy vọng là anh sẽ gắn cái hình anh trên này. Và em hy vọng là cái tình yêu của em dành cho anh nó mãnh liệt như là tình yêu của em dành cho cà phê ạ. Quá trời của đất luôn. Anh xin cảm ơn. Nghe cho nó phê hơn cà phê luôn á. Nghe Hoàng nó tê người luôn rồi, Hoàng là bây giờ á khẩu luôn rồi đó. Con làm bây giờ con sẽ đứng ngồi ở đây luôn đấy. Vậy em có cảm nhận khi lần đầu gặp anh như thế nào? Em cảm thấy anh rất là ưa nhìn. Con được cười cũng đẹp mà. Nói chung là cũng giống như mọi người của em. Còn về anh ạ, nhận xét về như thế nào? Em mình con người dễ thương sẵn rồi. Cảm ơn anh. Và mang một nụ cười khiến bao nhiêu người đàn ông phải chết rồi. Trời ơi. Sao nó khen nhau ngọt dữ vậy trời. Dạ, em hỏi anh một xíu là anh có thích uống cà phê không ạ? Anh thì thích vừa uống cà phê vừa uống cả em luôn. Như vậy thì về với em thì em sẽ pha cho anh một ly cà phê thiệt là ngon vào mỗi buổi sáng ạ. Hôm nay em đến chương trình này thì em cũng rất là thích hát luôn, nhưng mà mặc dù là hát không có được hay, nên em sẽ gửi đến anh Hoàng cũng như là cô Hồng Vân, chú Quyền Linh cùng tất cả mọi người ở đây một ca khúc được mang tên Nếu Anh Được Chọn Lựa. Nếu Anh Được Chọn Lựa. Dạ. Hoàng đứng lên đứng kế bên Mai đi. Đó. Vậy có thể cho anh nắm tay em cho hay nó quá đúng đó. Chủ động hết Hoàng à. Dạ, em xin bắt đầu ạ. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi, dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai. Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai thì tình yêu chúng em sẽ mãi không bao giờ phai. Em xin hết ạ.
Và đến với nhà gái thì con xin phép chú Quyền Linh, con cũng hát chỉ được một đoạn thôi. Không được. Con sẽ hát bài dành cho em. Dạ. Tự nhiên con sẽ hát bài dành cho anh là sao? Không. Anh sẽ hát bài dành cho em. Anh sẽ hát bài dành cho em. Tập trung vào đôi đừng tập trung bên đây nữa. Dạ. Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười, hay những lúc vu vơ hờn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên nhau, dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu anh trao em khiến em thay đổi, bình yên trong em thức giấc nhớ em, viết lên bao câu chuyện. Con xin hết ạ. Em cảm thấy thế nào? Dạ em cảm thấy rất là rồi, được rồi. Hai đứa về ghế đi, ngồi nào. Hai đứa này là tối nay nó rủ nhau đi karaoke chắc luôn nè. Vậy theo em về quan điểm về một người chồng của em tương lai như thế nào? Dạ thứ nhất là phải biết quan tâm chia sẻ. Thứ hai là nói chung là phải nghiêng về gia đình nhiều hơn. Sau giờ làm việc thì phải về nhà cùng nhau nấu cơm. Anh cũng vậy, anh thích rằng là mỗi buổi chiều cho dù em đi làm về đúng không? Anh đi làm về có thể buổi chiều về nhà ăn cơm. Khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Còn đối với em thì tầm 2 đến 3 năm nữa. Đối với anh trong vòng sang năm sau thì như thế nào? Xem thử cái tình cảm của hai đứa có đủ lớn hay không. Công việc cũng như là cái kinh tế nó ổn thì mình sẽ tiến tới. Và mỗi ngày hy sinh vì nhau một chút thôi, dành tình cảm cho nhau như vậy là quá tốt rồi. Dạ. Mình tưởng tượng 2-3 năm nữa mình tiến tới hôn nhân đi. Rồi quan điểm về con trai con gái như thế nào, trao đổi luôn đi. Tiền về ai giữ? Tiền thì em giữ thì ok. Tiền là em giữ đúng không? Dạ đúng rồi. Còn con anh giữ hả? Con em cũng giữ luôn đúng không? Nếu mà cả hai cùng giữ. Tiền là em giữ thì con em cũng phải giữ luôn. Không nói vậy nhưng mọi việc đều có thể sắp xếp và chia sẻ cùng nhau được. Dạ. Giờ tính sanh mấy đứa nè. Dạ theo em thì một gái một trai. Ồ. Được như vậy thì ai cũng vui mừng rồi. Anh em hỏi xíu, anh có thích ăn hải sản không ạ? Dạ, em thì không ăn được ốc, tại vì em ăn vô thế sẽ bị ói. Vậy là trừ ốc ra đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì anh sẽ mua hàu được không? Dạ không ạ. Hàu, ốc, hến, nghêu, sò. Hai đứa ấy, nói với nhau một câu gì đó tận đáy lòng của mình, nói về người đối diện, nói gì về những cái gì mà mình mong muốn mình nói hết trong ngày hôm nay nha. 30 giây suy nghĩ rồi bắt đầu chúng ta nói. Bây giờ gặp một người xinh đẹp như em thì anh cũng không biết nói gì hết, ngoài sự chân thành của anh, ngoài sự đảm bảo yêu thương và trao đến cho một người thì anh đủ can đảm để lo cho em điều đó. Thì em rất là thích anh về ngoại hình cũng như là cách trò chuyện của anh. Cũng mong là hai chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và sau đó sẽ tiến xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn em. Hết thời gian. Hãy để tay nước bấm và chúng ta kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. 3 2 1. Thời gian. Bấm cùng một lúc luôn. Bấm đó. Bấm hết luôn. Chúc mừng. Rất hợp lý. Cần cái tem được. Rất hợp tình, rất hợp với lẽ trời. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời mà chú Linh nghĩ rằng là hai con đã chọn đúng thời điểm đó. Thôi bây giờ Hoàng nè, Hoàng hãy hướng về ống kính. Ở đó ba mẹ và gia đình của Mai đang xem. Hoàng hãy xin thưa và gia đình hãy cho phép tụi con hẹn hò với nhau và tìm hiểu rồi tiếp tới con làm cái gì đó, nói đi. Con xin chào bố mẹ của Mai. Con là Hoàng. Nếu như ba mẹ cho chúng con tạo điều kiện giúp đỡ, là nguồn động lực để cho hai con tiến tới một tình yêu đẹp đẽ và có một kết thúc có hậu, em xin phép anh trai cho em thơm lên thơm lên mái tóc của em được không? Vậy anh trai có nguyện cho em không? Tức là cho em hôn má của em Mai thôi. Em có thể nhắm mắt lại dùm em được không? Dùm anh. Như vậy thôi. Hai bạn này rất là e ấp nè. Bây giờ chúng ta sẽ có những món quà từ chương trình.
tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Chờ mai đi trước mình đi sau. Đấy, bảo vệ em gái bé nhỏ. Mời nhà trai. Rồi, ngồi xin đi mời nhà trai. Gái. Mời em trai giới thiệu mình. Lời đầu tiên em gửi đến với chương trình, em gửi lời chào tới chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Ngọc Vũ. Em sinh năm 1995, sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại đơn vị ban kỹ thuật Trung đoàn 935, Sư đoàn 370. Em công tác cụ thể là gì? Em bên bộ phận tác chiến điện tử. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, anh Vũ bên kia và toàn bộ khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Thu Thảo, em đang là nhân viên văn phòng tạm thời thôi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học và đang chờ bằng để kiếm một công việc tốt hơn. Dạ. Mình vừa mới tốt nghiệp đại học. Vậy là năm nay con nhiêu rồi? Dạ, con 23 tuổi, con sinh năm 97. Trẻ quá trời luôn. Nói chứ 95 là cũng đến tuổi cập kê. Vũ có điểm mạnh, điểm yếu gì nói cho đàn gái nghe đi. Điểm mạnh của con là vui vẻ, hòa đồng. Con nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi? Dạ vâng. Vì con có học qua nấu ăn rồi. Rồi, quá giỏi, đàn ông biết nấu ăn là giỏi rồi. Gì nữa Vũ? Dạ, chăm sóc chu đáo. Chăm sóc chu đáo. Chăm sóc ai chu đáo? Chăm sóc, chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Chăm sóc em được không anh? Được. Được, nó lớn lên. Được chứ em. Sao Thảo lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ, tại con thì ngày xưa nó lớn lên, nó lớn cho anh nghe coi, anh đã coi. Dạ, ngày xưa thì con cũng từng thi vào quân đội công an, tại vì con cũng rất là yêu thích ngành này. Nhưng mà không có duyên á, không đủ điểm, cho nên là con đã trẻ hướng khác và thi vào Học viện Hành chính Quốc gia. Thi vào bộ đội chắc là ốm quá, không nhận đúng không?
sức khỏe không đủ gì đúng không? Dạ không, sức khỏe tốt coi. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của con là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì con nghĩ mình là một người vui vẻ, dễ hòa đồng và năng động. Còn về nhược điểm thì con có một xíu hơi hay quên, với lại cũng hơi là nhạy cảm. Nhạy cảm là sao? Dạ. Dễ khóc dễ cười hả hay sao? Dạ, cũng sáng nắng chiều mưa. Dạ, chưa áo khóc gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Có hay ghen không? Dạ, cũng tùy trường hợp ạ. Rồi con thích cái mẫu người đàn ông của mình sao? Con thì thích một người con trai trưởng thành, không hút thuốc, có thể là uống bia rượu, nhưng mà đúng lúc và có chừng mực. Khi anh ở nhà thì anh có thể phụ giúp với em. Là phải hỗ trợ cho em đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao con? Con thích đàn ông ngoại hình thế nào? Dạ, con thì thích bạn trai cao hơn con. Cao hơn con? Dạ, con thích... cao mét mấy? Dạ, con cao 1m66. Trời, quá dữ luôn. Đây mét mấy? Mét 74. Được. Trời ơi, ngon lành. Nhẹ nhàng thôi, 74 nhẹ nhàng. Trời ơi. Rồi, yêu cầu con gì? Ngoại hình đàn trai thế nào nữa? Dạ, con thích bạn trai da ngăm ngăm. Có da trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Rồi còn Vũ, Vũ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ muốn tìm một cô gái mà không cần xinh lắm, biết chia sẻ công việc với mình, biết hiểu mình, chăm sóc mình tốt. Ngoại hình sao? Chiều cao thấp hơn mình là được rồi. Thấp rồi đó. Dạ. Rồi con có mấy mối tình rồi Vũ? Dạ, có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ vâng. Sao chia tay? Dạ ở ta là chia tay vì khoảng cách xa. Bạn này con ở đâu? Thảo ở. Thảo ở đâu vậy? Dạ con sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Hiện tại thì con đang học tập ở Sài Gòn. Đây đang ở Biên Hòa đúng không? Dạ. Cũng không xa. Con có một cái yêu cầu thêm gì nữa ở người bạn trai của mình không? Nếu mà bạn trai bên kia có một nụ cười đẹp thì cười tươi. Thì cười tươi. Dạ thì con nghĩ là những người như vậy thì thường là vui vẻ, hòa đồng và họ sẽ năng động. Ai cũng cười tươi hết con. Thích có răng khẳng như con không? Dạ. Răng đều đẹp. Răng đều đẹp thôi. Ừ. Mà mình có mấy mối tình rồi Thảo? Con thì cũng từng có một mối tình. Một mối tình sao chia tay? Dạ thì cũng là yêu xa, khoảng cách xa quá. Dạ niềm tin không có đủ lớn. Với bạn đó phản bội con và có cô gái khác. Trời, dạ cho nên là con đã kết thúc. Đây cô gái xinh đẹp gì mà phản bội thì tội cô chủ đi. Động kết thúc. Mấy chú trong quân đội, tại vì trong quân đội là đầu tiên phải rèn rũa làm kỷ luật. Kỷ luật thép chung đó. Son sắc. Đó. Thôi mình cứ yên tâm đã nha. Rồi. Ha. Qua coi đàn trai đi, đàn trai cao ráo 1m74 ha. Để coi nghe. Tóc tai hết gọn gàng ha. Hiền lành, chất phác. Đó. Chào Vũ. Dạ chào cô. Sao nè Vũ? Nãy giờ Vũ nghe bạn này bạn đòi hỏi vậy, Vũ thấy mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Dạ, Vũ cười có răng khểnh không? Dạ không có. Không có răng khểnh hả? Đâu muốn mua răng khểnh gắn vô có gì đâu sợ. Ủa thì tôi có nói gì đâu trời. Khó khăn thiệt á. Thì Vũ, muốn yêu bữa nay Vũ đi. Bữa nay Vũ đi với ai vậy Vũ? Hôm nay em đi với các đồng chí đồng đội. Các đồng chí đồng đội. Với thủ trưởng của mình. Đâu thủ trưởng, xin mời thủ trưởng bên Vũ. Xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin kính chúc anh Quyền Linh và chị Hồng Vân sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Lời đầu tiên thay mặt cán bộ chiến sĩ trung đoàn 935 muốn nói là em gái rất là... dễ thương, thông minh, sắc sảo. Em rất tuyệt vời. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Vũ nghe chưa? Còn về đồng chí Vũ... của đơn vị chúng tôi thì đồng chí Vũ là một người rất là hiền lành, hơi nhút nhát nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất là giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Còn trong cuộc sống thì đồng chí luôn quan tâm đến bạn bè, đồng chí đồng đội. Đồng chí là một người tốt, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Còn đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn hai bạn sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa, tiến xa hơn nữa, đặc biệt trong thời gian gần nhất. Đơn vị và chương trình sẽ nhận được thiệp hồng mang tên hai bạn. Xin cảm ơn. Rồi, mấy bạn Thảo đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với hai người bạn thân thiết của em. Và em rất muốn nghe được sự chia sẻ của hai người bạn nè.
Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Phương, con là bạn thân của Thảo, cũng thân cũng gần 10 năm rồi. Dạ, thì Thảo, nhận xét trước về Thảo thì Thảo rất là hiền, chuẩn người phụ nữ gia đình á. Nhưng mà bị cái là hơi hay quên chút. Nên là nhiều khi anh mà làm nó giận là nó cũng không nhớ đâu. Dạ, nghe anh nói là anh có nấu ăn được thì bù cho Thảo, tại vì Thảo nấu ăn thì vẫn được, nhưng mà nó không được khéo cho lắm. Nấu đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Gạo luộc. Dạ, trời thì ơi, cũng tương mà nó... Dạ, nói chung là anh Thảo là rất là hiền. Nhận xét về bên bạn này á Thảo, thì anh này đẹp trai, chuẩn gu của Thảo, cao to đen, còn hôi hay không thì chưa biết. Tại là Thảo phải thử. Nếu như mà được thì hai bạn có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì mình gặp ở đây là duyên trước đã. Hai bạn cảm thấy nếu như mà là nửa mảnh ghép của nhau thì mình sớm có tin vui. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Áp lực quá ha. Nghe bạn nói xong áp lực. Mở rào. Mở ra. Con chờ mở xong cầm. Rồi, bắt đầu đi. Rồi, đó, đứng lên tặng nè. Để cho anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Dạ. Đâu, quà sao, nói ý nghĩa coi. Nói ý nghĩa coi quà là cái gì nè. Mở ra. Dạ, quà là cái ly. Cái ly, bởi vì cái ly hay dùng thường xuyên, nên mỗi lần dùng thì nhớ tới người mà đồng hành cùng với mình. Thảo tặng gì con? Dạ, con tặng một cuốn sách có tên là Đúng Việc, thì hy vọng là anh cũng sẽ chọn được đúng người. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, dạ em chào anh, em cảm nhận là thấy anh khá là điển trai. Em rất là thích cái điểm đó là anh nấu ăn rất là ngon. Hồi nãy thì em có nghe anh chia sẻ là lý do anh chia tay á là do khoảng cách xa quá. Thì không biết là khi mà em hiện tại thì trước mắt thì chắc em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn, mà anh thì anh ở Biên Hòa. Vậy thì không biết là mình cũng có khoảng cách, cũng hơi gọi là cũng có xíu khoảng cách địa lý một xíu. Thì không biết là ví dụ như trong một tháng thì anh có thể lên gặp em được mấy lần? Nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho phép thì thứ bảy chủ nhật anh sẽ chạy lên Sài Gòn để thăm em từ 1 đến 2 lần. Trừ những hôm mà anh trực không thể thăm em được thì anh sẽ nói cho em nghe. Vì nhà anh ở dưới Biên Hòa nên có thể anh sẽ ở Biên Hòa luôn. Em có thể lập nghiệp xong, em có công việc, em đang làm công việc tốt, mà em có thể xuống Biên Hòa ở cùng với gia đình anh. Nếu tiến tới hôn nhân rồi. Cưng dễ sợ cưng. Em cũng nghĩ là hiện tại thì trước mắt em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Nếu như ở dưới Biên Hòa có công việc phù hợp thì em cũng linh động và chủ động có thể xuống ở gần anh hơn. Thì dĩ nhiên là em vẫn sẽ thích ở gần người yêu của mình hơn. Còn về vấn đề mà mình sống chung hay sống riêng á, hoặc là ở chung với bố mẹ hay không á, thì em cũng không có ngại việc làm dâu. Nhưng mà em rất là mong muốn là hai đứa mình có thể ra ở riêng với nhau và vẫn có thể chăm lo được cho bên nội và bên ngoại. Em hiểu tính chất công việc của anh, những lúc anh bận hay gì kia thì em có thể chủ động. Nhưng mà ngược lại thì anh cũng không thể như vậy mà ỷ y được. Tại vì em dù sao cũng là con gái, em cũng không thể nào chủ động mãi trong một cuộc tình được. Nếu như về sau này chỉ còn là một mình em chủ động thì em nghĩ là nó đi tới hồi kết rồi. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái nói đi, chủ động thử nào. Cổ phải chứng minh cho cổ thấy là mình không phải là cái người mà thụ động. Lên nào đó. Đó. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn bạn gái, nhìn thẳng vô bạn gái. Mạnh mẽ lên nào, chủ động lên nào. Tấn công. Quyết chí quyết thắng. Nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy kiểu hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Tính của anh thì nói chung là nhát gái. Nói chung nhát là cái gì, nhạt. Chỉ có nhát gái thôi. Nhưng mà về cách thể hiện trong hành động mà công việc này nọ thì anh hành động tốt. Em là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, nói chuyện nhẹ nhàng. Chúng ta tìm hiểu nhau, anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc, chu đáo, kỹ càng cho em. Em tin tưởng anh vì nếu mà anh yêu ai thì chỉ yêu một mình, không có kiểu mà nhắn tin nhiều người. Vậy là chỉ có một người trong lòng thôi.
không bao giờ so sánh cô gái của mình với bất kỳ ai. Anh sẽ chủ động trong tất cả mọi việc, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Dạ, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh nếu như mình có duyên về sau. À, hay quá, hay quá. Rồi, ok. Sẵn sàng. Sẵn sàng nha, bây giờ nghe đếm nghe. Chúng ta phải làm theo sự mách bảo của con tim. Con tim của mình sao là mình cứ làm như vậy đi. Ừ. Rồi, nào, 1. Không thích không cần bấm. 2. 3. Trời ơi, bấm mà bấm cùng nhịp luôn, tôi nói cho ông biết. Cách cách. Ok con. Mặt xanh lét hết rồi. Con chọn lựa như vậy là sáng suốt. Trời, mặt còn chút máu. Xanh chứ. Làm sợ với Vũ. Nắm tay cái coi. Nắm tay nè, bây giờ là Vũ mạnh mẽ lên nè con. Hít hơi thật sâu vô nào. Ừ. Cháu chào hai bác. Con tìm hiểu Thảo thì cháu thấy hai người đó hợp tính nhau. Cháu mong hai bác cho hai cháu được tìm hiểu nhau và quen biết nhau tiến tới hôn nhân, dài lâu tiến tới hôn nhân. Con xin bác cho con hôn Thảo một cái nghe mẹ. Đúng rồi. Hôn cái rồi. Xin hai cái đi. Cái ly của anh là lúc nào cũng cầm theo nghe không? Dạ. Uống riêng nha, đó để nhớ tới anh nha. Dạ, Vũ bây giờ chủ động nào? Mạnh chủ động lên Vũ, mạnh mẽ lên Vũ. Anh xin cái nữa. Ừ, đó. Thương gì đâu, cưng quá. Rồi nè, mẹ nên chủ động. Xin là phải làm liền, xin là phải làm liền. Đó, trời ơi. Không nghe lỗ tai nhộn chết luôn hả? Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thấy cũng như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Nắm tay đi, nắm tay đi, nắm tay xuống chào đi. Chào mọi người. Chào ơi, chào. Chào mọi người. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Trời ơi, cô bé xinh xắn quá. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên đến với chương trình thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ phía bên kia cùng toàn thể các khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Mai Duy Thành, sinh năm 1993, năm nay 27 tuổi. Thì cấp bậc hiện tại là trung úy, chức vụ là chính trị viên đội xe tổng hợp. Hiện đang công tác tại trung đoàn 935, sư đoàn 370. Hiện tại đơn vị đóng quân tại địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì về quê quán của tôi thì tôi sinh ra tại Quảng Bình, lớn lên tại Lâm Đồng và hiện đang công tác tại Biên Hòa. Bây giờ mình hết rung chưa nè, mình tự giới thiệu về bản thân mình. Dạ, dạ con chào cô, con chào chú Quyền Linh, con chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây và chào anh bên kia nhé. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Hoàng Anh, năm nay con 20 tuổi, hiện tại con đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành dược, con đang học tập tại Bình Dương và quê quán của con thì dạ, con ở Quảng Trị. Quảng Trị á. Quảng Trị. Nhưng mà cô hỏi nè, lý do gì mà hôm nay con lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Mới có 20 tuổi thôi mà. Dạ, tại vì lúc mà con đăng ký thì con nghĩ là sẽ khoảng 3 đến 4 năm mới tới lượt mình. Thì con đăng ký trước kiểu là dành chỗ cô. Dành chỗ. Cái may mắn sao chương trình gọi và con cũng đăng ế nữa. Rồi ngày hôm nay á, là lúc mà khi mà con có biết là mình đăng ký là mình sẽ đăng ký ở cái số đặc biệt dành cho các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam không? À dạ con biết, con cũng thích về. Nguyện vọng của con là con yêu chú bộ đội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Lý do? Điều đầu tiên con thấy là trung thủy, làm việc kiểu nghiêm túc. Ông qua đây đi, tôi nói ông nghe nè. À qua bà anh coi đi nha, mặt gái luôn hả? Trời ơi bé gái mà, đúng không? Bé gái 20 tuổi và rất là đáng yêu. Trời ơi, xinh đẻ dữ vậy con, quá xinh luôn vậy đó. Đó. Mặt nét lắm nha. Còn cảm ơn chú. Nhưng mà sao hồi đó giờ con có người yêu chưa? Dạ con cũng nói thiệt là tính tại hiện tại là con cũng được 20 năm là độc thân FA.
20 năm đã phải hả? Đó, 20 tuổi cái là con chưa có người yêu luôn. Dạ đúng rồi, chưa có rớt hay là kiểu đồ này kia luôn. Thực sự mấy chú nhìn đó. Hôm nay tôi rất là tự tin về được cái bên rồi. Đàn gái nhà tôi ha. Chú bộ đội đây để coi coi tình yêu chú thế nào. Em trai, có mấy mối tình rồi? Thưa anh Quỳnh Linh thì em trải qua được 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Mối thứ nhất là mấy bao lâu? Dạ, mối thứ nhất thì được khoảng hơn 1 năm. Ừ, mối thứ hai? Trải qua được khoảng 6 tháng. Lý do chia tay vậy? Dạ, về lý do chia tay thì thật ra là cơ bản là vì khoảng cách xa nhau. Thì đối với mối tình thứ nhất thì cô gái đó thì ở tại Lâm Đồng, còn em thời gian đó thì học ngoài Hà Nội. Ừ. Là trời ơi, gì? Sao mà cách lòng hả? Gái ở đâu vậy? Con ở đâu con? Dạ con ở Quảng Trị. Tức là quê là ở Quảng Trị. Nhưng mà hiện nay con đang ở đâu? Bình Dương. Bình Dương chỗ nào? Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một có gần không? Dạ cũng không xa lắm ạ. Rồi vậy được, vậy khỏe re rồi. Chào cưng. Trời ơi, nhìn em như vậy nghĩ em cỡ 22 tuổi thôi. Thực sự chàng trai rất là trẻ trung luôn ha. Em tưởng tượng cô bạn bên đây như thế nào? Dạ vừa rồi thì em có nghe giọng nói thì em thấy giọng nói bạn khá là dễ thương ạ. Quê gốc em ở đâu? Dạ quê gốc của em ở Quảng Bình ạ. Quảng Bình. Vậy bên kia Quảng Bình Trị. Với Quảng Trị gần nhau không? Dạ sát nhau ạ. Sát nhau luôn hả? Dạ vâng ạ. Ồ vậy là hay quá. Em có điểm mạnh điểm yếu gì thông báo cho bà mối biết đi. Dạ về điểm mạnh của em thì mang tính chất đặc thù công việc thì em có trách nhiệm cao đối với công việc. Hai là tỉ mỉ cẩn thận. Về tính cách cá nhân của em thì luôn lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, ghen đúng lúc đúng chỗ và có lý do của nó. Vâng. Rồi cái thôi bây giờ để mình nghe cái ưu khuyết điểm của bạn nữ nghe. Sao nè, con nói cho bạn bên đây nghe nè. Dạ, ưu điểm của con là biết nấu ăn, sống trong là gọn gàng, ngăn nóc, sạch sẽ. Rồi biết đàn, rồi biết hát. Cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Con có một cái ngoại hình khuôn mẫu nào không? Thích nét của Hàn Quốc hay là của Hường Công hay là của diễn viên điện ảnh Quyền Linh? Con thích kiểu Việt Nam, kiểu rắn chắc, mạnh mẽ, khỏe mạnh thôi. Vậy đó. Cao hơn con cũng thấp cho nên anh đứng. Mai mốt mà ví dụ về mà có ấy là nòi giống cũng cải thiện chứ. Cải thiện nòi giống đúng không? Con mét nhiêu nè? Dạ con mét 53. Bên đây nhiêu em trai? Cao mét mấy? Dạ thưa anh Quyền Linh thì em cao 1m69,9 ạ. Bạn nói là những cái mà mong muốn của bạn gái về cái hình mẫu người con trai đàn ông như vậy thì em thấy em tương thích là bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ thì chắc cũng khoảng được ít nhất là 70% ạ. Cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Thì thật ra từ hồi giờ thì em chưa xây dựng cho mình một cái hình tượng, một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Em mình nghĩ là quan trọng nhất là về vấn đề tình cảm. Nhưng mà ngoài ra thì em vẫn hy vọng là người bạn gái của em về ngoại hình thì cũng dễ nhìn một tí. Đừng quá xinh quá. Đừng quá xinh hả? Trời ơi. Tại vì đôi lúc do cái đặc thù công tác của tụi em á thì đôi khi thì người ta ở ngoài thì có thời gian dành cho bạn gái nhưng mà tụi em lại đang bận hôm đó là phải đi trực. Không được xinh quá là tại sợ không lo được rồi mất công ghen hay mệt thương không? Dạ, vâng. Mệt mỏi. Thôi thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Em trai đi với ai? Dạ thưa anh Quỳnh Linh thì hôm nay đi với em thì có thủ trưởng và các đồng chí đồng đội cùng công tác tại trung đoàn 935. Ngoài thủ trưởng có ý kiến ạ? Kính thưa chương trình, kính thưa anh Quỳ Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể các vị khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như là các bạn khán giả trên màn nhỏ. Tôi tên là Nguyễn Văn Công, hiện tại đang là cán bộ quản lý chỗ đồng chí Thành. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì trước tiên thì xin phép có đôi lời về chỗ đồng chí Thành. Về đồng chí Thành thì tính cách rất là vui vẻ và hòa nhã và không bao giờ có nóng nảy gì hết, nhẫn nại và kiềm chế rất là tốt. Đấy, thật sự đó là một cái ưu điểm mà tôi thấy. Và cái khuyết điểm nổi bật mà của đồng chí Thành đấy là e dè trước phụ nữ. Đối với anh em con trai đồng chí đồng đội rất thoải mái nhưng trước mặt phụ nữ là nhút nhát. Và đó chính là lý do mà đồng chí Thành có mặt ngày hôm nay. Và về bạn gái ở đây thì theo cảm nhận của tôi thấy là rất là hợp với chỗ đồng chí Thành. Cũng mong là trong đơn vị chúng tôi là có một hậu phương vững chắc và an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Thôi, cảm ơn thủ trưởng. Thế con đi với ai nè? Dạ, hôm nay con đi với anh trai Mưa và một vàng em gái Mưa. Anh trai Mưa với em gái Mưa luôn? Một vàng em gái Mưa của con. Một vàng em gái Mưa của con. Còn sống xét đồ này kia là mới bấm nút sau mới gặp sao cô. Anh đó là anh trai Mưa hả? Sao lại là anh trai Mưa?
Thì hai đứa gặp nhau dưới mưa. Như là nãy bạn Quyền Anh đã nói rồi, là anh trời mưa mà mấy bạn đi chung ở đây. Dạ thì còn có đôi lời nhận xét tới bạn Hoàng Anh. Dạ bạn Hoàng Anh là ngoan rồi, hạt hà, tốt bụng, từ lúc cũng giúp đỡ mọi người xung quanh. Dạ em ấy học thì rất là giỏi. Dạ. Còn nhận xét bên anh trai bên đây thì nhìn là đẹp trai. Đẹp trai ha. Dạ. Con cũng sao con cũng mong là hai bạn hôm nay thì sau chương trình thì về cho nhau khoảng thời gian để mình tìm hiểu thêm. Sau đó thì mong mà hai bạn cũng đến nhau một cái hạnh phúc tốt đẹp. Dạ, rồi. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Thành nghe chữ anh trai mưa Thành bị thốn tim không? Cảm giác sao nào? Cảm giác còn có cái gì đó suy nghĩ ạ. Suy nghĩ đúng không? Dạ vâng. Chút xíu hỏi nha, chút xíu mở rào cái mình hỏi liền. Mở rào ông mới lau mồ hôi quá à. Tôi đứng kế bên mà tôi cũng bị mồ hôi nè. Rồi mở rào. Đứng dậy tặng quà nào. Bắt đầu đi Thành. Dạ. Tới luôn bay tới. Anh chào em. Dạ. Hôm nay thì lần đầu tiên được gặp em, anh có một lẵng hoa với lại một quyển sách. Trong sách anh có viết vài dòng. Dạ em cảm ơn. Rồi để đây con, để đây. Rồi đó. Nhận sổ nè, rồi trao quà của mình luôn. Rồi em cũng có một món quà nhỏ thì tặng đến anh. Là em nghĩ cái này không có lớn lao nhưng mà khi anh cần là có nó liền. Anh cầm cái này. Cái gì vậy? Mở ra đi con, cái gì con? Đây đây là kiểu dụng cụ y tế, mỗi lần anh cần cái gì là nó có. Rồi hai bạn ngồi đối diện với nhau tâm sự đi. Đó, mình cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Anh nói trước đi, hiện tại em run em không có nói được gì. À, không sao đâu. Thì thật ra thì vừa rồi thì em có giới thiệu về anh trai mưa thì anh cũng có hình dung một cái câu hỏi. Tại vì anh có suy nghĩ mà. Thì không biết là anh trai mưa của em thì tại sao hai người thân với nhau rồi có cái tên là anh trai mưa? Gọi anh trai mưa kiểu một cách vui thôi chứ không có kiểu anh sợ kiểu mối quan hệ này kia đúng không? Dạ không. Chứ không phải là kiểu có mối quan hệ gì đó mờ ám. Là ấy thôi. Ấy thôi đó mà. Dạ. À, thật ra thì anh chỉ hỏi thôi để mình giải đáp cái suy nghĩ trong lòng anh thôi. Thì thật sự thì anh nghĩ cũng chỉ là một anh người anh trai rất là thân với em. Bây giờ nào nói cái cảm giác về nhau đi. Bạn thì em thấy sao? Dạ con thấy anh khá trẻ so với tuổi. Ngoài hình ưa nhìn, con sợ trắng quá cái đứng với con nó bị chạch. Bây giờ con rung quá không? Con không nói được cái gì nữa cô ạ. Rung quá hả? Đâu dạ. Có gì đâu rung. Người chủ động trước á Thành. Nãy giờ là em rung dữ lắm á. Nói mà hổn hển luôn á. Dạ. Em cảm ơn sự gợi ý của chị ạ. Thì thật ra thì hôm nay đến với chương trình lần đầu tiên gặp em thì trước tiên thì nghe giọng nói của em rất là dễ thương. Thì sau khi được nhìn thấy mặt á thì thấy em rất là ngoại hình cũng như là giọng nói luôn, dễ thương như nhau. Em cảm ơn. Bây giờ ví dụ Thành nói đi, nếu như vậy em học xong rồi thì em sẽ ở đây hay là em về quê như thế nào? Tính tương lai coi nè. Nếu như mà em học xong rồi á thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê? Hay là theo anh? Hay là theo anh? Đó, đúng rồi đó. Con trả lời liền, con có 3 option đó. Con học xong thì con sẽ ở đây làm việc luôn. Rồi cái option thứ 3 được không con? Theo anh nhưng mà phải để xem tình hình như nào. Mọi người xung quanh luôn đánh giá anh là một người tin tưởng. Còn về tương lai thì anh suy nghĩ như thế này. Thì cuộc đời có 3 giai đoạn: tiền vận, trung vận và hậu vận. Tiền vận có thể mình khó khăn một chút, nhưng mà quan trọng ăn thích về hậu vận. Yeah. Mình được thoải mái, hạnh phúc. Đó. Tư tưởng đó là tư tưởng cực kỳ để cho con tin tưởng. Bây đó. Giờ tiến tới nắm tay bạn gái ha. Yeah. Hỏi em, theo em thì khoảng bao lâu mình sẽ bước tới, tiến tới hôn nhân gì đó. Em thế nào đó. Nắm tay bạn gái. Mời em đứng lên. Nắm tay nha. Đây là cái nắm tay đầu tiên của con yên tâm. Cô thì... cảm nhận là cô yên tâm rồi đó. Đây anh diễm phúc lắm mới được nắm tay em. Đây là anh là người đầu tiên nắm tay em đó. Thì coi như là anh chủ động. Đối với bé này á, là Thành là cái diễm đầu tiên hết trơn. Dạ, dạ đúng rồi. Đó, đó con đứng lên với anh đi.
Rồi. Em sẽ hát tặng anh và mọi người ca khúc Anh Có Về Quảng Trị Với Em Không. Wow, hay quá. Rồi. Truyền lửa đi Thành, truyền lửa đi cho em nó bớt rung nè. Anh có về Quảng Trị với em không? Trong bao tám nghe gió lao quan lửa, mạnh đấn miền Trung công như đón gánh mẹ. Suốt một đời dài dầu với nắng mưa, anh có về Quảng Trị với em không? Từ thành cô từ bao đời trầm măng, mùa thu đến trong veo dòng Thạch Hàn, ngon dòng hò trống vân và đầy vơi, xưa mênh mông nghe sóng biển vỗ bờ, hướng mâm lúa đập đứng dậy, chiến tranh qua mà hố bom còn đầy, tháng năm dài chẳng lập nổi đau thương. Dạ rồi. Con xin hát ạ. Để em xin hát một đoạn của bài Từ Đó của Phan Mạnh Quỳnh. Thật sự thì em hát không có hay. Hồi bé thì ở nhà lâu lâu cũng hát. Nhà em thì cũng có nuôi chó với mèo ấy. Mà hát xong rồi nó bỏ đi luôn. Không sao, tới mà lập là được. Nhưng mà em ở lại là được rồi. Thì anh đang nắm tay em mà sao em chạy được đúng không? Em bình tĩnh nha, đừng chạy. Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu, hòa vào cây vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta viết thân thang. Dễ thương mà. Nãy giờ mình có thể nói chuyện vui, nhưng đã đến lúc chúng ta phải xem, kiểm tra lại thật kỹ con tim của mình nha các bạn. Đừng để người khác hiểu lầm mình. Bấm bằng cả trái tim. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Đồng nhịp luôn. Bắt một cái đồng nhịp luôn. Thật sự là hai trái tim rung động một lúc và cùng một nhịp luôn đấy. Bây giờ Thành đó, Thành nhìn vô máy đi. Coi như là cha mẹ của Thành với cha mẹ của bạn gái mình đó, Hoàng Anh đó. Nhân dịp hôm nay thì tham gia sự kiện, một sự kiện cũng hiếm được gặp, đó là lên sóng truyền hình, được gặp gỡ bé Hoàng Anh. Thì con xin phép cô chú cùng gia đình thì cho con được hôn lên má bé Hoàng Anh một cái. Nào, cái này là sẽ ghi vào lịch sử, sau này cứ mở YouTube lên là thấy cái khúc này nha. Bén tóc nhẹ nhàng lên Thành. Tấn công. Nào. Có đồng ý không? Nha. Chiến đấu. Làm gì nhắm mắt chứ. Có. Rồi, Thành. Mạnh dạn lên nào. Cái gì đầu tiên cũng phải một cặp mới được. Đầu tiên là phải một cặp. Ủa con cô. Đầu tiên là phải một cặp. Bên đây nữa ta là phải bình tĩnh từ từ nào, đúng không? Đầu hết tiên sức phải bình có tĩnh nào. Trời ơi, đáng yêu làm sao á. Dù của anh trưa trời mưa, em gái mưa gì đó cũng bỏ qua một bên luôn ha. Băng qua giông bão mà tiến tới. Nào, chúc hai bạn hạnh phúc. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thấy cũng như đang ngồi gần đó. Dạ. Dạ. Đừng buông tay nhau, cứ nắm chặt lấy tay nhau nha. Từ từ. Hai đứa đẹp lắm á. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Bây giờ xin nhà gái giới thiệu về mình nào.
Hai, minasan, konnichiwa. Watashi wa V to moshimasu. Nenrei wa 29 sai de desu. Genzai Darato ni aru Nihon gaisha de shushoku shiteimasu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Rồi, coi như bữa nay á, là gia đình bên đàn trai, sau đó là nghe hiểu được hiểu đi về nghe. Cô dâu người Nhật nghe. Ok, arigato. Dạ. Bây giờ dịch ra tiếng Việt được không ạ? Dạ, dạ được ạ. Dạ, lời nói đầu thì xin gửi lời chào đến ban tổ chức chương trình, hai MC là cô Hồng Vân và anh Quyền Linh, cùng tất cả quý khán giả xem đài. Em tên là Nguyễn Hiền Thảo Vi, hiện là 29 tuổi, làm việc ở Đà Lạt. Chức vụ là thông dịch viên tiếng Nhật và thư ký. Dạ, hôm nay thì đến chương trình, rất là mong mọi người cổ vũ động viên tinh thần ạ. Hết hồn tưởng cô dâu người Nhật. Dạ, cũng có một đoạn thời gian ở bên Nhật. Dạ. Rồi mời em trai. Dạ, em trước tiên là em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào gia đình hai bên. Và chào bạn nữ kế bên. Và tất cả các anh chị trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Trí, sinh ngày 20 tháng 10 năm 89. Nhưng mà tuổi thật của em là năm 87. Hiện tại em đến từ thành phố Cần Thơ, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên thiết kế quảng cáo. Ủa em là ở quận mấy, làm ở quận mấy? Dạ em đang công tác ở quận Tân Bình. Tân Bình, còn bạn gái là ở Đà Lạt luôn hả? Dạ. Ở thành phố. Em làm việc ở Đà Lạt luôn hả? Dạ đúng rồi. Ồ vậy đó hả cha, nghìn trùng xa cách quá ha. Đi du lịch Đà Lạt thường xuyên. Dạ. Em trai, em có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho đàn gái người ta biết đi. Dạ điểm mạnh của em là luôn vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người, có tính cầu tiến, không hút thuốc, không uống rượu, cũng không cờ bạc. Rồi. Còn cái khuyết điểm của em là gục ghè hay trong giao tiếp, giống như thiếu tự tin trong giao tiếp. Hay, bạn gái ưu điểm khuyết điểm thế nào? Dạ em thì cũng có tính khá khá là giống bạn nam, cũng hòa đồng, vui vẻ, lạc quan yêu đời. Em thì cũng có một cái tính là cầu toàn. Thì em vừa thấy là khuyết điểm vừa là ưu điểm. Trong đó thì đối với công việc thì em hết mình, nhiệt huyết, nhưng mà vì cầu toàn quá cho nên nhiều khi hơi cứng nhắc thì cũng cần nên sửa. Như em thì cũng có nóng tính. Có ghen không? Ghen thì cũng chưa biết, tại vì cũng chưa ghen bao giờ. Vậy đó hả? Xui đúng không? Dạ em yêu tài. Nhiều thì sẽ ghen. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là bao năm? Dài nhất là 3 năm. Tại sao chia tay? Khi mà em lên thành phố đi học và đi làm tiếp á, thì trong thời gian người ở Sài Gòn với người Cần Thơ, do một cái khoảng cách giống như sa mặt cách lòng, sa mặt nó cách lòng, rồi bạn nữ quen người khác rồi chia tay. Rồi cái mối tình thứ hai thì cách đây 5 năm em cũng có quen thêm một người nữa, nhưng do cái hoàn cảnh hai bên nó không được ưng ý nên phải chia tay. Còn em thì sao? Dạ em thì cũng có 3 mối tình, cũng chia tay tầm 4 năm rồi. Lý do gì tại sao chia tay? Dạ thì bạn ấy có người mới. 3 bạn mà. Bạn đầu thì xa nhau. Dạ nên là cũng khoảng cách coi như là xa mặt cách lòng. Dạ bạn thứ hai thì bọn em đơn giản chỉ là bạn thôi. Cũng cho nhau thời gian tìm hiểu nhưng mà thấy cũng không hợp nhau lắm. Nên cũng chia tay. Bạn cuối cùng thì cũng yêu được một thời gian khoảng hơn 1 năm thì bạn ấy có người mới nên là bọn em cũng chia tay. Bạn đó là người Việt hay là người Nhật? Dạ cả 3 đều là người Nhật. Đều là người Nhật hết. Dạ. Vậy ha, lần này thì thôi mình ta về ta tắm ao ta đi ha. Dạ. Đó, dù trong dù đục thì cũng là cái ao. Dạ. Rồi bây giờ bạn trai, em hãy nói cho mọi người biết em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào. Thì ước mơ của em tìm được mẫu người bạn gái là vui vẻ, hòa đồng, biết hiếu thảo với cha mẹ, biết kính trên nhường dưới, trong tình cảm thì biết tin tưởng lẫn nhau. Còn gì khó hơn nữa không? Biết nấu ăn. Thôi cũng dễ nữa, gái ăn biết nấu để ăn được hay không thôi. Dạ, ăn chỉ cần đơn giản. Đơn giản thôi hả? Dạ. Cái mẫu hình có cao thấp gì không? Em thì cần người nữ cao 1m55, khoảng tầm khoảng 50kg là được. Vậy thôi đúng không? Dạ. Đơn giản. Em chị hỏi em sợ yêu xa nữa không? Dạ, cũng hơi rung rung. Hơi rung rung. Dạ. Dạ em gái xinh đẹp. Dạ. Có gì đâu rung, nếu mình có bản lĩnh là xa cách mấy thì cái người kia dẫn tới luôn. Cái đó mới cái hay đó nha. Là mình phải mình coi như thế nào không, đặt vấn đề đó ra cụ thể. Bây giờ cái mẫu hình của em, người con trai của em như thế nào? Em thấy em rất là giống với bạn nam bên cạnh.
là cũng thích một mẫu người hoạt bát hòa đồng. Dạ, cũng không rượu chè cờ bạc thuốc lá. Về ngoại hình thì sao cũng được, cười duyên. Cười duyên dạ. Chỉ cần nụ cười duyên dáng thôi. Dạ. Còn sao cũng được. Tất nhiên thì khi mà lên chương trình này em cũng muốn tìm một người mà gây cho em ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người mà thật sự là chân ái. Em có quan trọng cái con giáp gì không hay là số tuổi gì không? Dạ, cái đó thì mẹ em rất là coi trọng luôn. Dạ. Tại mẹ vì, em nói tuổi gì? Dạ, em tuổi mùi. Cho mẹ nên là gì? Tuổi ngọ, tuổi tỵ, tuổi của anh là tuổi mão, tuổi dần. Là hợp đúng không? Là anh đó là trong, anh trong đó bốn là... con giáp đó là anh đó lọt vô một con đúng không? Dạ, mà ảnh thuộc tam hợp luôn á. Trời ơi, dạ. Dạ. Rồi. Vậy là mẹ chịu rồi đó. Hèn chi nãy giờ mẹ chịu rồi. Cười hoài. Đúng tuổi rồi ha. À, qua coi đàn trai dễ nhìn không? Nụ cười cười cái thấy có duyên không? Chào em. Dạ, chào chị. Bây giờ bạn này bạn nói là bạn không cần cái người đàn ông mà phải đẹp trai rồi này kia nọ. Bạn chỉ cần một người gọi là chân ái. Có. Đó. Rồi gặp một cái là phải tạo cái ấn tượng ngay và liền. Thì em suy nghĩ đi nha, cái cách nào để mà khi mà cái rào mở ra một cái là em phải tạo ấn tượng liền. Dạ. Giờ em không thích ở người phụ nữ là cái điều gì? Em không thích người phụ nữ là tánh hay nóng. Tại vì khi mà con người mà phụ nóng lên á là giống như là đẩy chúng ta đến một cái bờ vực, nó cái khoảng cách nó xa nhau. Em đã chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân rồi? Dạ. Ví dụ giờ lấy vợ về có chỗ ở chưa, ở với ai, kinh doanh hay phát triển kinh tế thế nào, có chuẩn bị hành trang trước chưa? Dạ, em đến đây thì em cũng đã có chuẩn bị trước rồi. Nhà thì cũng có, nhà dưới quê cũng có. Trên đây công việc em cũng ổn định. Cũng có dành dụm một số tiền để chuẩn bị chờ bạn nữ bên kia là rước về. Rước về thôi, bây giờ chỉ là cưới rước về thôi. Gà viên anh cưới em luôn. Đàn ông là vậy đó, ta phải chuẩn bị sẵn sàng hết trơn. Bữa nay là em đi với mẹ đúng không? Dạ. Vậy để cho mẹ có ý kiến. Lời đầu tiên cho chị chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào tất cả các khán giả ở trong khán đài có mặt ngày hôm nay. Cô chào cháu trai đây. Dạ, con chào cô. Qua cái cách nói chuyện của cháu thì cô thấy là rất là lễ phép. Về ngoại hình thì cô thấy cháu là một mẫu người đàn ông khỏe mạnh. Dạ, con cảm ơn cô. Thì mẹ thấy như vậy thì cho nhau cơ hội, con gái nên bấm nút. Đó, mẹ đã nói rồi đó. Cảm ơn nhà gái. Em đi với ai? Dạ, em xin đi với chị ai? Hai, anh chị... Ba, anh Tư chị. Dạ, anh Ba, hai anh chồng của ship của công ty của em ạ. Trời ơi, một lực lượng quá dạ. Hùng hậu luôn. Còn đó. Mời đại diện dạ. Nhà trai ạ. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân. Xin chào bên nhà gái. Em xin đại diện là em là ship của Chí. Nói chung là Chí là rất là tốt mọi mặt. Chí làm cho em gần 10 năm. Em tin tưởng và thương yêu Chí giống như là một đứa em ruột của em. Theo anh thì anh thấy bạn gái bên đây là rất là xinh. Nói chuyện rất là có duyên. Gia đình hai bên là anh thấy cũng phù hợp. Anh hy vọng là em bên nhà gái cho bên Chí cơ hội để tìm hiểu. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn ship. Cảm ơn ship nha. Bây giờ mình mở rào. Rồi đó, tấn công. Tới luôn. Bây giờ mình tặng từng đó, mình tặng từng món nè. Thôi anh. Anh có món quà bó hoa. Dạ. Và món quà tặng gửi tặng em. Thôi em cảm ơn. Mở quà ra liền đi cô gái. Dạ. Dạ là một cái nhà đâu bằng gỗ. Rất là dễ thương. Như vậy là cái này là em mua hay em tự làm? Dạ, cái này là em mua và có sự công phu của em trong đó vô. Có nghĩa là em chim vô đó hả? Em dạ. chim vô đó ha. Dạ, đây là cái sản phẩm mà cả đêm qua em rất là không ngủ để em lại gắn thầm. Em rất là không ngủ, tức là em đã gắn cái bạn mối hẹn hò vô đây phải không? Dạ. Hãy cho nhau cơ hội em nhé. Trí Nguyễn, số điện thoại. À, thật là duyên dáng. Em ấn tượng chưa? Đưa cho bạn gái coi. Em ấn tượng chưa? Em mất hồn chưa? Quá dữ luôn. Số điện thoại đó. Số điện thoại đẹp đó anh. Yeah. Hôm nay lần gặp đầu tiên em cũng có một quyển sách muốn tặng cho anh. Ở trong cuộc sống này có thiên biến vạn biến, chỉ có tình thân là bất biến. Hy vọng anh em mình đủ duyên để có thể trở thành người thân của nhau. Em thì hơi nóng tính một tí, cho nên là em rất thích đọc những quyển sách về tĩnh tâm. Mong anh cũng hãy đọc thử. Rồi anh sẽ đọc. Nhưng em yên tâm đi, anh em nóng là anh sẽ không bao giờ
rất là nguội. Dạ. Sẽ dung hòa lại em được hết. Dạ. Dạ em cảm ơn. Thứ hai em cũng có món quà nhỏ gửi cho anh chị. Ồ vậy đó hả? Dạ, cho em xin phép ạ. Cho em gửi. Có anh nữa hả? Dạ có luôn ạ. À. Cảm ơn quá trời đất ạ. Trời nó kỹ dễ sợ luôn. Chắc là viết đẹp quá trời đất luôn không? Cảm ơn cưng. Cái này đồ cưng làm phải không? Dạ. Cảm ơn em trai nha. Trời ơi. Đẹp á. Trời ơi cưng ghê không? Bây giờ mình giao lưu văn nghệ cái cho nó vui vẻ cái này nói chuyện đi ha. Thì nào giờ ai cũng nói là cũng hát tệ hát dở chẳng á, nhưng hôm nay vì em anh sẽ lấy hết bình sinh của mình và hát một bài gọi là Lời Tỏ Tình Dễ Thương của Ngọc Sơn. Hay có quá. Gì mọi người quan nghĩ giúp em. Hơi người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh, những phút thần tiên bên em lòng ngắn ngày trào dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói. Yo, yo. Rằng anh yêu em. Yeah, yeah. Yêu em phút ban đầu. Rằng mình quen nhau. Trong ánh mắt em chờ. Yes, anh yêu em. Rồi hay quá, rằng anh yêu em rồi đó. Lời tỏ tình dễ thương quá. Trời ơi. Dạ được, em cảm ơn rất là nhiều. Bữa đám cưới hát bài này nha. Cái bạn gái đối lại liền cưng, nhà gái không để bị lép cưng, đối liền. Thì em cũng có một bài hát muốn tặng cho anh, quý khán giả ở trường quay hôm nay, thì là bài Ánh Nắng Của Anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Rồi, mời các bạn về vị trí ngồi đi. Lần đầu tiên trong đời chúng ta gặp nhau đó, mình trao đổi để xem cảm nhận về nhau như thế nào. Lần đầu em gặp anh em có cảm giác như... em có ấn tượng gì không? Dạ, thì lần đầu tiên khi mà cái bức tường này kéo ra thì em thấy anh rất là vui tính và hòa đồng, cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, ấn tượng rất là tốt. Cảm ơn em. Dạ, anh thấy em thế nào? Ngoài sức tưởng tượng của anh thì em rất là xinh. Em cảm ơn. Thì như hồi nãy á, cô Hồng Vân cũng có chia sẻ là vị trí địa lý của mình hơi xa. Anh thì quê ở miền Tây, em quê ở trên Lâm Đồng, ở miền núi. Thì không biết là ví dụ như là mình tiến tới được với nhau á, thì anh thấy khoảng cách địa lý như thế nào? Khoảng cách địa lý nó không quan trọng. Quan trọng em chỉ cần cho anh một cơ hội, cỡ đâu anh cũng tới. Quá được. Cái buổi hẹn đầu tiên thì em xin phép gia đình của bạn nữ, và xin phép bạn nữ có thể có một cái dịp ngày nghỉ cuối tuần, anh sẽ mời em đi về quê anh. Dạ. Ở Cần Thơ có những món ăn hay là những dân dã của miền Tây, miền sông nước của mình. Em cũng rất là muốn có một cơ hội để đi miền Tây. Em cũng đã từng liên hệ với lại một công ty du lịch để làm một chuyến đi miền Tây với mẹ em, nhưng mà vẫn chưa có dịp. Đây, anh sẽ là người hướng dẫn cho em. Trời ơi. Lanh lẹn duyên dáng. Em thấy ấn tượng ghê không? Đàn gặp trai hơi bị được đấy. Rất là ga lăng ạ. Bắt lấy cơ hội liền ha. Dạ. Rồi bây giờ mình bàn tới, nếu như mình họp với nhau đủ thứ, mình hiểu nhau nè, khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Nhưng mà tiến tới rồi ở đâu nữa? Thuận duyên với nhau thì 6 tháng đến 1 năm, nếu được thì ra duyên mình cưới nhau. Còn cái đơn vị công tác á, thì nếu được thì mình cùng công tác ở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thuận tiện hơn. Còn quan điểm của em như thế nào? Để khi em có thể trao đổi với nhau thì để nếu mà mình hợp á, là mình có thể sắp xếp lại được hết. Không, cái chuyện đó không có quan trọng, chuyện đó. Em thì hôm nay mục đích lên chương trình là để kiếm một người thật sự là hợp, hiểu, bao dung em. Nên là nếu mà được thì cũng 6 tháng tới 1 năm em cũng muốn lập gia đình. Hay quá. Còn về vị trí
thì chỉ cần đủ yêu nhau thì ở đâu cũng được. Đặc thù công việc của em thì làm ở đâu cũng được, nên em cũng không quá lo về vấn đề công việc. Chỉ quan trọng là người nắm tay em cùng đi là như thế nào. Hay quá. Cái chuyện nắm tay cùng em, anh sẽ nắm được đi đến những nơi mà em muốn, là cùng em xây đắp những món quà anh đó tôi làm tặng cho em. Xây nhà đó phải không? Là cái nhà này đó phải không? Đứa trẻ và những âm thanh, những tiếng vui đùa của trẻ thơ. Trời, dạ. Quá đẹp. Trời ơi, bởi vì thiệt á. Rồi, bây giờ thế này, hai bạn hãy tiến tới, nắm tay nhau, đối diện nhau, mỗi người nói một câu nào đó, rút ruột, rút gan của mình, nói tận đáy lòng của mình, hãy truyền cảm xúc cho nhau. Anh xin phép và nói em một câu nào đó. Anh xin có thể mượn tay em không ạ? Ủa gì vậy? Gì vậy? Ông rợ ở đâu vậy? Ông nói tôi nghe, ông rợ ở đâu? Cái trái tim ông nằm bên nào? Bên tay phải. Tim nào mà nằm bên tay phải? Trời. làm em có rung quá lên lòng. Rung bất cứ tay phải. Nhưng mà bên nào em cũng nghe được. Bên đây là mạch thôi, còn bên đây mới là tim nè. Đập tới nhớ bên kia không có tim mà cũng nghe được luôn. Mạch đập còn tì, mạnh hơn tim. Thì anh đó không được trai, không biết ga lăng, không có biết tỏ tình giống như trai Hàn Quốc. Nhưng anh có một trái tim nồng ấm, có một cái sự chân thành. Dù trong xảy ra bất cứ hoàn cảnh như thế nào thì anh sẽ sẵn sàng luôn nắm tay em, cùng em vượt qua tất cả những khó khăn, để mình xây một cái tổ ấm cho hạnh phúc vô duyên của hai ta. Trời ơi, mong em hãy cho anh một cơ hội. Dạ, bấm nút nha anh. Rồi, cỡ gì ghê. Bấm nút anh rồi, hay quá, dễ thương quá. Phụ nữ rất cần những người đàn ông nói như thế. Tôi cũng học hoài mà tôi nói không được luôn á. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem mình có hẹn hò hay không. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Bây giờ là chính thức hẹn hò, nắm tay nhau. Rồi, xin phép bác và gia đình hai bên. Dạ, con xin xin phép gia đình nhà trai. Con xin phép gia đình nhà gái và nhà trai. Em cũng cho phép hai đứa chúng con được tìm hiểu với nhau, và tự nhiên thì cho chúng con được đến với nhau. Hứa. Dạ, con hứa sẽ dùng hết tất cả khả năng của mình và để làm một bờ vai vững chãi để bảo vệ cho em, để xây dựng hạnh phúc cho tương lai của mình. Dạ, dạ chào nhà trai. Dạ, mẹ, hôm nay tham dự chương trình này thì con cũng rất là nhiều điều muốn nói. Đến tận 29 tuổi thì con vẫn còn làm mẹ buồn vì vẫn chưa kiếm được một chàng rể quý. Nhưng mà hôm nay con tìm được rồi, thì xin phép nhà trai cho con bắt rễ. Trời ơi. Trời ơi, cưng nghe không? Rồi, bắt đầu xin. Rồi xin mẹ đi, đúng rồi, xin dạ, mẹ. Dạ, con xin phép bác. Mẹ. Xin phép mẹ. Rồi xin phép em cho anh được không? Dạ, hồn á hả? Hai đứa thật sự là hôm nay anh rất thích cặp này nha. Mong rằng tụi em sớm nên duyên. Dạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nếu các bạn cưới nhau, các bạn sẽ sử dụng miễn phí 1 năm luôn. Dạ, cảm ơn. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi. Rồi, em cảm ơn. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Rồi, mời nhà gái.
Rồi, bây giờ mình thoải mái lên nha. Cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi, rất là vui. Hy vọng rằng nó sẽ vận vào cặp đôi thứ hai tiếp tục thành công nữa. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến MC Quyền Linh rồi và chị Hồng Vân. Tất cả các khán giả đang xem trong buổi ngày hôm nay. Chào bạn nữ kế bên và chào tất cả các quý vị khán giả đang xem đài. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tấn Phát. Năm nay em 26 tuổi, em sinh năm 1994. Em giới thiệu về mình đi nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Chú rung hả? Không có rung. Chú chị Quyền Linh cùng bạn trai và cùng toàn thể quý khán giả. Em xin giới thiệu, em tên là Phan Thị Hợi, sinh năm 1995. Em quê ở Nghệ An. Dạ, hiện tại em đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Cần Thơ. Em trai là ở đâu? Em đang hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sóc Trăng luôn. Cần Thơ qua rồi. Sóc Trăng luôn, sát bên luôn. Dạ, à, vậy mừng quá. Em hãy cho bên đàn gái biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, khuyết điểm của em là tính của em là nó rất là lười biếng. Hai cái đam mê lớn nhất của em là đam mê ăn và đam mê ngủ. Và cũng từ những cái mà khuyết điểm đó nó lại sinh ra một cái ưu điểm lớn của em. Đó chính là em rất là đam mê kiếm tiền. Có nghĩa là hiện tại em sẽ kiếm đủ cái số tiền để sau này để mình về hưu á, mình được tận hưởng cái cuộc sống của mình, đó là mình được ăn thoải mái, ngủ thoải mái hơn. Rồi, chưa gì tính về hưu rồi. Ông 26 tuổi mà ông làm thế ớn thiệt chứ. Giờ dạ. Nghe là thấy yên ổn rồi đúng không? Dạ. Để hỏi ông coi ông lo được tới đâu rồi. Dạ, chào, chào chị. Sao nãy giờ nhà cửa mua được chưa nè? Dạ, hiện tại thì em cũng có nhà riêng. Ừ. Nhưng mà sau này thì em mong muốn là sẽ về làm dâu ở sống chung với ba mẹ. Tại vì em ở nhà em là con út trong gia đình. Rồi á, là bây giờ á, coi như em lấy vợ về á, là em nuôi được vợ luôn chưa? Dạ, về vấn đề này á, thì em có thể là nuôi được. Dạ. Tuy nhiên là em thích đi làm hay là ở nhà chồng nuôi? Dạ, em thích đi làm. Đồng ý không? Dạ, vẫn đi làm bình thường được. Thì có thể là mình có thể là mình về nhà mình tự mở cửa hàng mình kinh doanh cũng được. Dạ. Ủa nhưng mà em gái em ở Cần Thơ, mở với ai vậy? Em ở trọ, nhưng mà trước thì em ở nhà bác. À, vậy thì hợp lý rồi đó em. Dạ. Nếu mà em muốn xin về bệnh viện Sóc Trăng á. Dạ. Là anh sẽ hỗ trợ cho em xin gì đó luôn. Quá hay, anh Linh quá hay. Dạ, em cảm ơn chú Quỳnh. Nhưng mà bây giờ anh hỏi cái chuyện tình duyên của bạn đi. Bạn là mấy mối tình rồi? Dạ, nói ra sợ mọi người cười chứ em cũng được một mối tình rưỡi rồi đó. Cái một là sao mà cái rưỡi là sao? Cái rưỡi là do có tìm hiểu nhưng mà rồi cũng không hợp nhau, cũng không tới đâu. Còn cái một đó là gọi là mối tình mà khắc cốt ghi tâm nhất của em. Mấy năm? Dạ, thực chất là quen nhau chỉ có 3 tháng thôi. 3 tháng khắc cốt ghi tâm. Chắc là mối tình đầu đúng không? Dạ đúng rồi, là mối tình đầu mà nếu mà nói ra cái khoảng thời gian đó chắc anh với chị cũng sẽ còn mắc cười hơn nữa. Là sao, nói coi có cười không? Đó là em quen người bạn gái đầu tiên của em á, là lúc đó em mới học lớp 9. Chiều sớm vậy đó hả? Dạ, khoảng 15 tuổi. Thực ra cái mối tình đó nó để lại cho em rất là nhiều kỷ niệm. Rồi. Nó cũng là cái động lực để mà em phấn đấu như bây giờ vậy đó. Dạ. Bởi vì khắc cốt ghi tâm là đúng rồi. Dạ. Nói chung là tình cảm bạn này cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Về tình yêu cũng chưa có trải nghiệm nhiều. Còn bạn gái bên kia? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, cũng biết nấu ăn, theo thùa chút xíu. Còn nhược điểm biết nấu ăn thì là nhiều khi thẳng tính quá, rồi nóng tính. Hiện tại em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào luôn? Dạ. Trời ơi, cưng dễ sợ chưa? Như vậy là hỏi nè, như vậy dạ. Là vì nhút nhát quá mà chưa có người yêu đúng không? Do đặc thù công việc của em thì làm ca làm kíp. Nhiều khi thứ bảy chủ nhật em đa phần em đi làm. Nói rồi sao mà đăng ký được chương trình này hay vậy? À, tại chị ở chung phòng, hai chị em ở trọ, dãy trọ có 10 phòng mà ai cũng có đôi có cặp mỗi phòng chị. Hai chị em không có đi đâu nữa. Ấy không ai tin chứ. Nên chị đăng ký em thử nghiệm trước sang chị. Em trước xong tới chị. Anh thấy bữa nay là hay đó. Chàng trai này cũng cá tính. Bên kia cũng dễ thương. Bây giờ thế này, cái gu của em đó. Muốn người phụ nữ của đời em như thế nào? Dạ, thì em thích một người phụ nữ họ đơn giản một tí xíu. Và nữ công gia chánh. Đúng. Có nữ công gia chánh không? Dạ có. Anh nhìn người là có rồi đó. Dạ. Thì tính tình thì là phải là hiếu thảo, thương yêu cha mẹ. Có hiếu thảo không?
Dạ có. Có luôn. Ai, ta điều dưỡng mà. Thảo. Dạ. Cũng ít có người nào không hiếu thảo với cha mẹ lắm, từ cái số nhỏ thôi. Thì mình cứ hỏi đi. Ủa mắc cười quá sao ông la ông rầy tôi hoài vậy? Trời ơi. Dạ. Tự nhiên hỏi em có hiếu thảo không? Tại tôi thấy bạn này nè, thanh niên á là mới có 26 tuổi, sinh năm 94 rồi, bằng Xí Ngầu đó. Mà gọi là đã có ý chí và đã có một cái gọi là cái tài sản mà như vậy là trưởng thành. Là trưởng thành là tôi rất là chịu. Thành ra là tôi phải hỏi kỹ. Về ngoại hình thì chắc là nếu mà cao 1m55 trở xuống thì sẽ hợp với em. Tại trời em ơi, ngon lạc lắm. Nhiêu nè, mình nhiêu nè. Dạ, em được 1m53. 1m53. Ngon hơn cô gái 1m52. Rồi, được rồi đó. Anh thấy ổn. Em hình dung cái người đàn ông bên kia ra làm sao? Bạn bên kia chắc có tính cầu tiến, nhanh nhẹn. Theo em là có đẹp trai không? Dạ, em nghĩ đẹp. Dạ. Thôi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đến với chương trình thì cũng có ba mẹ. Rồi, xin chào có cô chú. Có ba mẹ, dạ. Đầu tiên xin gửi lời chào hai MC xinh đẹp. Dạ. Chào khán giả trường quay. Chào cháu gái bên kia. Để nói về ưu điểm của Tân Phát, tại Tân Phát nó nói tế nhị gì thôi, chứ nhà là có mình ơn đó, con trai à, nó mận chuyện giỏi lắm, không có làm biếng đâu. Con đừng có lo, tại nó nói khiêm tốn vậy thôi. Thấy cháu gái này thì cũng hiền, dễ thương. Dạ. Con có chịu gì làm dâu không? Tại vì bác ở đây có người con trai mà quà. Dạ, về chuyện làm dâu thì con thấy được, tại vì quá tốt chứ. Tại vì con là ở quê ở Nghệ An, cha mẹ con ở ngoài quê, còn con vào đây lập nghiệp trong này. Thì việc có cha mẹ chồng ở đây thì quá tốt rồi. Rồi. Giờ ngon lành. Rồi xin cảm ơn hai MC. Dạ, cảm ơn mẹ. Em đi à? Dạ, hôm nay em đi với chị. Lời đầu tiên là em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em xin chào nhà trai. Chào em trai với các bạn khán giả. Em là chị của Hợi. Em thấy bạn trai bên này cũng được, có chí cầu tiến, có thể lo cho gia đình là được rồi. Bé Hợi thì nó có nhược điểm là hơi thẳng tính một xíu. Dạ. Còn nữ công gia chánh thì ok. Em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là giữa Nghệ An và Sóc Trăng á là hai cái vùng miền khác nhau về văn hóa, về phong tục, về ẩm thực vân vân. Nó có những cái điều cũng chưa có hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình yêu thương nhau, mình về bổ sung cho nhau ha, mình nghĩ rằng nó sẽ đa dạng phong phú về bản sắc nữa, rất là tốt luôn. Rồi bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, mở rào. Kéo rào. Hết sức bình tĩnh nha, không có gì rung nha. Một là về xứ Nghệ cùng em, hai là miền quê tôi Sóc Trăng ha. Chào em. Hôm nay đến với chương trình á, anh cũng có món quà gửi tặng em. Đây là cái chậu sen đá và xương rồng. Thì ý nghĩa của nó là xương rồng và sen đá là hai cái loại cây mà có sức sống rất là mãnh liệt. Và bất cứ hoàn cảnh nào á, xương rồng và sen đá nó cũng có thể vượt qua được. Thì anh mong em á, là trong cuộc sống, trong công việc và trong cả vấn đề tình cảm sau này, dù có vấn đề gì mình cũng phải đối mặt, mình giải quyết, mình vượt qua nó. Ngoài ra hai loại cây này đó, nó còn tượng trưng cho một cái tình yêu mãnh liệt. Nay tới chương trình em cũng có món quà. Bức tranh này nói lên thể hiện người phụ nữ Việt Nam đẹp về tâm hồn lẫn hình thể, và nói đến gia đình đầm ấm thuận hòa. Em mong cho anh cũng như chúng mình sau này nếu có cơ hội thì cũng có một gia đình đầm ấm thuận hòa như vậy. Mà cái tranh đó là ai thêu? Dạ em thêu. Đó em phải nhấn rõ cái đó, em thêu. Nó nữ công gia chánh đó. Quá là khéo tay luôn á chị. Rồi để bức tranh đi. Để đây, để đây. Em sao? Xin đọc đọc bài thơ tặng. Nay em có bài thơ tặng anh. Em đến đây cho mình cơ hội, nhờ chương trình mai mối tình duyên. Trái tim em vẫn đang kiếm tìm người đàn ông giữa cơn mưa mùa hạ. Anh ở nơi đâu trong ngàn người xa lạ, ở lại cùng em viết khúc tình ca. Em xin hết. Bài thơ rất là hay luôn, anh rất cảm ơn em đã tặng anh bài thơ này. Thì đến với chương trình này anh cũng gặp em á, anh cũng có một bài hát gửi tặng em. Yeah. Cũng như thay cho những lời mà anh muốn nói.
muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em mất rồi. Dạ, anh hát có hay quá. Anh cảm ơn em. Dạ, hay và ý nghĩa. Nếu như quen em thì một vài năm anh có thể về quê một lần không ạ? À, chuyện đó là bình thường em. Thì việc về thăm nhà thì anh nghĩ là một năm mình có thể về một đến hai lần. Hai ba năm thì nó lâu quá. Ơi, bây giờ mình nói cảm nhận của mình về nhau đi em trai. Em thấy em gái thế nào? Qua cái nhìn đầu tiên á, em cảm nhận về bạn nữ á, em thấy bạn rất là hiền lành và nhút nhát. Và bạn nói bạn là người thẳng tính thì em cũng rất là thích những cái người thẳng tính. Tại đối với em á, thì thôi thì có cái gì á, mình cứ nói thẳng với nhau đi. Đừng có bắt em phải đón. Hàng ngày mình đối diện với công việc của mình hàng ngày á, mình cũng đã mệt mỏi rồi, mình về mình bắt mình phải đón nữa thì chắc không có đón nổi. Với lại là trong tình cảm á, thì anh muốn mình có cái gì thì mình cứ chia sẻ thẳng với nhau. Rồi em có cảm nhận gì về anh qua cái nhìn đầu tiên? Em thấy anh là một người đàn ông chứng chắn, có thể che chở và trụ cột cho gia đình. Nãy anh nói là về làm dâu thì em cũng nói mình sống chung với mẹ chồng, với cha mẹ chồng thì đó là quá tốt, nhưng mà em cũng có công việc riêng. Sau này thì em không biết, nhưng hiện tại em làm đây thì công việc của em là vậy đó, nó đặc thù. Hiện tại thì em 4 ngày em phải trực một hôm. Đấy, nhưng mà em sẽ cố gắng những cái thời gian ở nhà mình sẽ chu toàn công việc gia đình. Còn ở chung với cha mẹ chồng thì mình qua lại thì chắc chắn sẽ có một số xích mích nhỏ hoặc là va chạm nhỏ. Nhưng nếu mình yêu thương nhau, chia sẻ lẫn nhau thì em nghĩ sẽ làm dâu là không hề khó. À đúng rồi em. Là khi mà mình làm dâu mình mà mình sống chung với nhà chồng á, thì tất nhiên cái chuyện mà mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu thì chắc chắn sẽ có. Nhưng mà nếu như mà có cái mâu thuẫn gì xảy ra, em có thể là chia sẻ thẳng với anh. Thì anh sẽ là người đứng ra để mà giảng hòa cho hai bên. Dạ. Anh sẽ là người trung gian. Yên tâm, hai đứa lấy nhau đi rồi đưa mẹ chồng nàng dâu lên tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu. Thì hai mẹ chồng nàng dâu sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Để chuyện đó anh lo tiếp theo. Đâu, trước đó là phải qua tôi trước, vợ chồng son trước. Rồi bây giờ thế nè, trong lòng của em thấy thế nào với người đối diện này? Em có cảm nhận một chút rung động mà có thể nghĩ rằng xa hơn, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Dạ, em nghĩ là cả hai cũng đã vượt qua rất là nhiều chặng đường để mà đến được với cái chương trình này. Thì nó cũng là cái duyên của cả hai. Mong là sau chương trình này mình sẽ có thể tiến xa hơn trong cái mối quan hệ sắp tới của hai chúng mình. Còn em gái? Thì em cũng như bạn trai nói, thì để lên được chương trình thì mình rất qua nhiều giai đoạn rồi. Không dài thì ngắn thì mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm và để đến quyết định. Trước mặt ba mẹ, bạn bè, hãy bấm nút bằng cả trái tim. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đẹp rồi đó. Thấy cặp này hợp đó cô chú. Hai đứa nó hợp nhau đấy. Hình như có duyên với nhau lắm đó. Dạ. Ba mẹ của bạn gái cũng đang xem, có ba mẹ ở đây, có anh chị em, bà con. Xin phép người lớn cho tụi con hẹn hò với nhau và hứa cái gì đi. Dạ, thì đến với chương trình này á, cũng là cái duyên của con. Thì con cũng xin phép, đầu tiên là xin phép ba mẹ con. Thứ hai là con xin phép ba mẹ, gia đình của bạn nữ, cho chúng con được tiến đến hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Biết đâu sau này chúng con sẽ tiến xa hơn những trong cái mối quan hệ sắp tới. Và biết đâu sau này chúng con sẽ về chung một nhà. Dạ con chào hai bác. Dạ nay con đến chương trình thì được gặp anh và gia đình hai bác. Thì con cũng
có bao giờ là hơi rung. Đó là nhiều khi thì ví dụ như là có nhiều món miền Tây, con ở đây thì cũng được 6 năm rồi. Những món miền Tây thì món nào dễ thì con nấu được, còn món nào khó khó thì con chỉ làm hậu trường với là tiền chế thôi. Còn nấu ăn thì bắt nấu được. Em yên tâm, món nào mà em nấu không được á, anh sẽ chỉ em nấu. Đó, đúng rồi. Dễ quá. Còn mà món nào mà anh nấu không được luôn á là anh nhờ mẹ anh chỉ anh, sau đó anh sẽ chỉ lại cho em. Hay quá. Thôi hung vợ cái đi, hung vợ cái nè, hung nè. Đó. Dễ thương quá. Thiệt á. Tại vì tôi thấy tôi thương cái cặp này dễ sợ luôn đó nha. Nó chút chút dễ thương ha. Rồi. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Đây, hãy giữ lấy món quà của các bạn. Rồi, giữ lấy những điều tốt đẹp nhất, những gì kỷ niệm ở bạn muốn hẹn hò nha. Chúc hai em sớm về chung một nhà. Cảm ơn các bạn. Đúng rồi, chào bạn gái đi trước mình theo sau. Bảo vệ bạn gái. Rồi, xong. Mỹ mãn quá. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Ơi. Chào anh Linh. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn gái bên kia và chào quý vị khán giả. Em là Trần Văn Ngân, năm nay 44 tuổi, quê quán ở Nghệ An nhưng mà hiện sống và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. 44 tuổi, Trần Văn Ngân. Dạ dạ. Anh quê Nghệ An nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì làm công việc gì? Dạ, hồi xưa thì em quản lý các khách sạn này. Sau đó làm quản lý cho công ty kết sắt Aiko Nhật Bản, bên kết sắt á. Làm kết sắt? Dạ. Rồi bây giờ tới làm gì nữa? Dạ, vẫn kết sắt nhưng mà bán trên online với lại là kinh doanh bất động sản. À, tức là vẫn là làm kết sắt. Đúng là sắt, cái sắt đi cho nó hoành tráng chứ. À, cái này khác khác nhau, cái này là cái cắt táp, còn két sắt là chống trộm chống cháy. Mình xách cái sắt đi cho nó chống hết luôn. Còn em giới thiệu mình đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Em tên là Thu Sang, hiện tại là chuyên viên tư vấn tài chính cấp cao của Manulife và Ngân hàng Tiên Phong. Hiện tại thì em đang làm việc tại Bình Dương. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 33 tuổi ạ. 33. Anh trai bên đây 44 ha. Dạ dạ. Vậy là bên đó cũng hơn bên đàn nữ nhiều ha. Dạ. Cũng ít thôi, tình yêu mà không có trên là tuổi tác được. Bây giờ nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi anh trai. Điểm yếu của em thì hơi nhút nhát với con gái chút xíu. Nhút nhát với con gái. Dạ dạ, với cũng hơi nóng tính một chút. Còn điểm mạnh của em thì tự lập và nói chung là thích công việc nhà, nói chung công việc gì em làm được. Rồi chị em làm được cái gì thì mình gần như làm được hết. Em, điểm mạnh của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là giao tiếp tốt, tự tin, độc lập về tài chính. Rồi cái điểm yếu của em? Điểm yếu của em là em hay mũi lòng. Khi mà nghe một cái câu chuyện nào đó nó hơi xúc động một xíu là em dễ rơi nước mắt. Ồ, vậy đó. Dạ. Rồi em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là em hay quên đó chị. À vậy hả? Dạ. Em có nhớ bạn trai tên gì không? Bạn tên Ngân. Bạn trai bao nhiêu tuổi em nhớ không? Bạn trai 44 tuổi. Vậy đó hả?
Em có nghĩ là mình sẽ quen một người lớn tuổi như vậy, em có ngại ngùng gì không? Em cũng không có ngại là bạn trai lớn tuổi. Vì em nghĩ phụ nữ quen người lớn tuổi thì người ta sẽ chững chạc hơn. Có mấy mối tình rồi? Dạ em có ba rồi. Trời ơi nhát gái mà ba mối. Mối đầu tiên yêu được mấy năm? Dạ em yêu 5 rưỡi. Có đó người Nhật bảo lãnh em qua nhưng mà em không có qua. Bởi vì nó em đi hướng nội. Cái bản thân của em mà hơn là em vẫn thích ở Sài Gòn, kiểu thích mình tự lập rồi. Á. Rồi kế tiếp yêu người gì nữa? Dạ người Việt. Người Việt? Dạ hai người Việt thì có tìm hiểu nhưng mà trong một thời gian có người hơn 1 năm, 1 năm nhưng mà tìm hiểu vậy thôi. Trong một thời gian quá dài mình lãng phí quá thời gian. Đến 44 tuổi mà bạn chưa từng kết hôn luôn hả? Dạ. Ôi ôi, coi như còn origin đó. Coi như là như vậy đúng không? Cũng không có gym gì mấy đâu. Nói chung là đây cũng một cái người khó tính với trong tình yêu đúng không? À, cũng hơi em hơi cầu toàn một chút cầu xíu. Toàn nhưng mà hơi bị kém chỗ đó, nói chung là không có lựa chọn. Ví dụ thấy đẹp thấy yêu là thích, là nói chung cũng như cái duyên số anh khó. Duyên số đúng rồi, mà em nói là em thích cầu toàn có nghĩa là em thích đẹp phải không? Có nghĩa em người bạn gái của em phải đẹp hả? Dạ cũng dễ thương với nói chung là nhiều yếu tố nhưng mà trước đây thôi chị, bây giờ ế rồi cho nên không dám cầu toàn. Rồi còn bạn? Dạ em thì trải qua 2 mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì em quen cái người đó nhỏ tuổi hơn, thì cái cách sống của hai đứa cũng khác nhau cho nên là tụi em chia tay. Rồi cái mối tình thứ hai là tụi em quen nhau được 3 năm, anh ấy không có chí cầu tiến. Những cái lời nói mà anh ấy nói với em á thì anh ấy đều không thực hiện được, và em thì không có thích người đàn ông mà chỉ nói bằng miệng mà không có hành động. Thế cái điều mà em không thích ở cái người bạn trai của mình là gì? Kỹ tính quá. Với lại em không thích người đàn ông hút thuốc, với lại gia trưởng. Có thuốc không? Dạ không anh. Có gia trưởng dạ không? À. Có kỹ tính không Linh? Dạ em chỉ sạch sẽ thôi, không có kỹ tính chị ơi. Nói chung là em cũng dễ lắm. Dạ. Nói chung không đến mức kỹ tính đâu. Mình thấy người này cũng rất là thoáng. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Hình mẫu lý tưởng của em là anh Quyền Linh. Dạ tại vì ba của em thì rất là thần tượng anh Quyền Linh. Cảm ơn em, cảm ơn ba em. Dạ. Anh bên đây thì trẻ hơn anh rất là nhiều. Tươi hơn anh rất là nhiều, giỏi hơn nữa. Vấn đề chỗ còn lại là... Dạ em chào chị. Có lẽ anh hơi kỹ tính trong tình yêu, hơi nhút nhát, nên cũng chưa có bày tỏ những cái gì sâu sắc nhất thôi. Được không? Đàn trai được không? Đàn trai ngon lành ạ. Có xe mai này kia đúng không? Nó nghe là được cái gì chấm vậy? Dạ, giấy tờ với quần áo với lại đồ vật. Thường ta xách sổ đỏ, sổ hồng. Dạ có luôn anh. Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Tôi mở tôi coi ý coi. Trời có số nữa. Dạ. Trần Văn Ngân. Trời ơi. Tức là đất ở đâu vậy Linh? Đây là sổ đỏ. Dạ còn... bên VinCity á chị, chỗ khu tái định cư công nghệ cao á. Quận mấy em? Quận mấy? Dạ quận 9 á. À. Nhà em quận 7. Nhà em là ở quận 7, ừ, còn đất của em là ở quận 9. Dạ. Em ơi nhà nhiều quá em ơi. Dạ, chị không biết nói sao luôn. Em có muốn bạn trai của mình là có nhà, có đất mà kinh tế vững vàng ổn định không? Dạ, theo em nghĩ để mà có một cái gia đình hoàn hảo thì em nghĩ tài chính rất là quan trọng. Đúng vậy. Dạ. Bây giờ chỉ còn vấn đề của hai bạn thôi. Dạ. Tại vì tôi cũng rất là yên tâm khi mà giao nhà gái qua cho bạn này. Tại vì cơ sở bạn quá là vững vàng rồi. Sao? Nhưng mà hôm nay là em đi là dạ, đi với em ai đi nào? Với có cô hội trưởng hội thể thao cầu lông của em. Cô hội trưởng là cô Phụng, cô Sâm và anh Vinh và chị với em đằng sau. Em là ở trong nhà em. Xin chào hai MC duyên dáng và được rất nhiều khán giả yêu thích. Dạ, dạ. Tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ cầu lông Phú Mỹ Hưng quận 7. Yeah. Thì cháu Ngân là có tham gia với chúng tôi, chơi với chúng tôi 12 năm nay rồi. Trời ơi. Cho nên là ít nhiều cũng là có cái hiểu một phần. Yeah. Qua tiếp xúc buổi sáng hàng ngày tham chơi thì là cháu Ngân là một thanh niên khỏe mạnh. Yeah. Vui tính, vui vẻ và là rất là yêu thể thao. Yeah. Còn trong công việc thì tôi nghĩ là một thanh niên là rất tự lập. Cũng mua được nhà cửa, cũng có xe cộ đi lại, cũng phương tiện lao động. Thì đã cũng biết nhà. Thế và thấy là... Cô biết là... nhà hả cô? Có. Nhà đẹp không cô? Nhà cũng được, nhà cao cửa rộng. Còn cô thấy bạn gái này sao ạ? Dạ, bạn dạ, gái thì... cô. Về độ tuổi như thế là tôi thấy cũng là tương xứng chứ không phải là quá trẻ. Tôi thấy bên ngoài hình thức là cũng đẹp đôi. Thế về các cháu mà thấy mà cảm thấy rung động thì cứ cho nhau cơ hội bấm nút đi. Dạ. Rồi có thời gian tìm hiểu. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ. Rồi. Em đi với ai vậy? Dạ em hôm nay em đi với mẹ và hai chị gái ạ. Có mẹ nữa hả? Chào gia đình đàn gái. Xin chào anh Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Mình là chị của Sang ạ. Cho mình hỏi bên nhà trai nha. Anh hỏi anh Ngân là còn ba mẹ không ạ? Dạ mẹ em giáo viên mà mẹ em mất lâu rồi chị. Mất năm 2009 ạ. Dạ. Dạ còn ba thì cũng bộ đội nghỉ hưu, ba ở nhà, ba ở quê.
anh chị cũng ở quê hết, chỉ có mình em vào trong này. Thấy anh bên đây thì cũng gọn gàng nè. Gọn. Lớn tuổi thì cũng chững chạc đó. Thì thấy cũng được, nhưng mà tùy em thôi. Người lớn cô đi. Dạ. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào Mù Linh. Trước mắt đây thì thấy cũng lớn tuổi, cũng chững chạc. Thì giờ do này con, hai đứa nếu mà kết duyên được thì cũng cầu chúc cho hai con. Còn không được thì duyên nợ đó chưa đến thì cũng tùy theo. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn rồi, cô. Cảm ơn cô. Bây giờ mình mở rào nha. Mở rào đi. Bắt đầu. Bắt đầu đi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Anh có bó hoa tặng em. Dạ, em cũng có hoa tặng. Với lại đây là hộp sô-cô-la. Dạ. Tượng trưng cho trái tim nhiều của anh tặng. Dạ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em hộp quà. Dạ. Thôi mở quà đi nào. Anh chỉ cần mở. Dạ. Cái lý do mà em tặng cho anh cái quyển sách này, bởi vì cái quyển sách này có một cái đặc biệt nữa, anh mở ra xem ạ. Bình thường á, nó khép lại thì nó chỉ có một nửa trái tim thôi, nhưng mà khi mình mở ra thì ở bên đây nó sẽ là cả một trái tim. Đúng rồi. Và ở trong cái quyển sách này á, nó có hai phần, một phần dành cho anh và một phần dành cho em. Thì em hy vọng rằng là sau này hai đứa mình sẽ viết lên những cái gì tốt đẹp nhất vào trong cái quyển sách này. Hay quá. Cảm ơn em nhiều, anh sẽ làm. Em cảm nhận với anh thế nào? Em cảm nhận anh là một người chững chạc nhưng hơi kỹ tính. Cái tính cách của em thì em thích một cái cuộc sống tự do. Sau khi lập gia đình thì em có cái mong muốn là em vẫn đi làm bình thường để phụ giúp được cái tài chính và để sau này mình có được một cái cuộc sống ổn định nó tốt hơn. Thì em nghĩ là cả vợ và chồng đều có công ăn việc làm ổn định. Như vậy thì mình cái cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn. Bởi vì em nghĩ tài chính rất là quan trọng. Về tài chính thì anh nghĩ là em nếu như mà anh em mình đến được với nhau thì em cũng không quá băn khoăn về điều đấy. Anh nghĩ là thế. Bây giờ mình bàn tới chuyện là mình cũng lớn tuổi rồi đó. Dạ, dạ đúng rồi. Bây giờ mong muốn là nếu mà lấy nhau thì khoảng bao lâu mình sẽ tới hỏi đi hỏi. Nếu như em cho anh hỏi một chút xíu, ví dụ như mình đến được với nhau á, thì trong thời gian mà mình kết hôn sớm nhất có thể thì theo em thì được bao nhiêu tháng? Thì em nghĩ là để tìm hiểu được một người á, xem là cái người đó có hợp với mình hay không, có vì mình mà thay đổi hay không, thì em nghĩ là cái thời gian cần ít nhất cũng phải một năm. Một năm hả? Dạ. Anh nghĩ cũng hơi dài. Bởi vì với em thì anh nghĩ cũng không dài lắm, nhưng với anh có thể là hơi dài. Do mình thôi. Dạ. Mình đối xử thế nào, mình chăm sóc thế nào, mình nuôi dưỡng thế nào mà cổ rút lại. Dạ. Thậm chí mình làm thế nào cổ rút lại còn có một tháng. Ừ, đúng rồi. Hơi quá. Nếu mà được sớm càng tốt, nhưng mà nếu em quyết định một năm thì cũng tùy em, nói chung là anh càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Do mình hết á. Bây giờ mình nói về quan điểm con cái, trai gái gì đi. Con thì thực sự thì sao cũng được, con trai con gái, nghĩa là em và con khỏe mạnh là được, anh con gì cũng được, con gì anh cũng quý như nhau. Thì em nghĩ là con cái dù nam hay nữ đó là trời cho. Đúng rồi. Trời cho con nào thì mình nuôi con đó. Bây giờ trong gia đình á mà như vậy thì tiền bạc thì sẽ là vợ chồng cùng giữ hay là như thế nào? Theo anh nghĩ thì chắc có lẽ phụ nữ thông thường là tính toán chi ly hơn. Ừ. Nếu mà có em thì anh nghĩ anh sẽ bàn giao cho em hết. Còn anh đơn giản lắm, vì anh không có nhậu nhẹt này, không có thuốc lá, nói chung không có gì hết, chỉ có công việc với lại gia đình. Nói chung là anh ấy cũng muốn lập gia đình sớm. Yeah. Cũng có con, cũng mong muốn điều đó. Tất cả mọi điều nói tới giờ anh nói đó, thật sự là Linh thấy rất là thật lòng luôn đó. Yeah. Bên kia cô gái rất là dễ thương, rất là tình cảm luôn. Bây giờ mình hát tặng cô ấy một bài nào đi. Anh xin hát tặng em với anh chị MC với cùng khán giả một bài Tết cho em. Tết nay anh không thèm keo mất, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh cũng chẳng đi chơi, cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mộng đời, tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Hay quá. Trời ơi, bên đàn gái mình đáp lại liền đi em. Em hỏi anh rằng mai này chúng mình nếu đường thành đôi, anh ước mơ gì? Thật lòng hãy nói đi anh.
thương lòng. Yêu rồi anh chưa dấu hay ngại ngùng thẹn thùng. Dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau. Em chỉ mơ ước thế anh làm vừa lòng không. Hay quá. Trời ơi bạn nữ hay quá. Bây giờ mình về chỗ đi. Nói chung là bây giờ mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Chuẩn bị để tay vào nút bấm. Mình cho nhau cơ hội nha. Bấm là trao duyên cho nhau. Bấm là chắc chắn chúng ta tạo cơ hội để tìm hiểu, để yêu nhau nhiều hơn. Nào, chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Nào, bước lên đây. Em có thể nói lên cảm nhận của mình. Cảm nhận của em là trái tim của em chưa có rung động. Rất tiếc điều đó. Chúng ta tôn trọng cái sự rung động của trái tim thôi. Một con người của anh cũng rất là dễ thương, chân tình. Một em gái cũng thật sự là mình sống bằng cái sự chân thật của tim mình. Nếu em bấm thì cũng không ai biết điều gì cả. Bởi chúng ta không dối mình được. Hy vọng rằng trên sóng truyền hình đó có hàng triệu người cũng sẽ bấm nút cho Ngân. Và cũng có hàng triệu người sẽ bấm nút cho cô gái xinh đẹp của chúng tôi. Không sao cả, chúng ta sẽ là bạn của nhau. Cảm ơn. Thực ra chị thấy như vậy nè. Tôi dù các bạn không bấm nhưng mà các bạn có thể là sẽ trao đổi trong công việc, trong cuộc sống. Điều đó rất là tốt. Đây là phần quà của mình, hãy giữ lấy. Dạ cảm ơn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn, mỗi bạn một hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện trị giá là 350.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình nha. Cảm ơn chương trình, cảm ơn khán giả. Chương trình đây, quà của bạn đây. Mời bạn trai. Mời đàn trai. Rồi, mời đàn gái. Bây giờ là hai bên có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe nha. Mời em trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân bên chào kia. Chào em. Chào bạn gái và chào toàn thể mọi người có mặt ở đây. Chào em. Tên là Phạm Hồng Thái. Nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Em làm ở ngân hàng, làm phòng doanh nghiệp. Làm doanh nghiệp tức là hỗ trợ doanh nghiệp này kia ha. Dạ dạ hỗ trợ. Còn em. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào bạn Na bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Thảo. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại công việc của em là nhân viên quản lý đơn hàng và quản lý nhà cung cấp tại công ty Decathlon Việt Nam. Thái 26 hả? Dạ. Bạn bên kia 28 hả? Dạ vâng ạ. Vậy là gái lớn 2, trai lớn 1. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Hợp lý. Đàn gái cho chúng tôi biết một ít về ưu điểm và khuyết điểm đi. Em thấy ưu điểm của em là một người vui vẻ, lạc quan. Em sống rất là tích cực. Còn về nhược điểm thì em thấy em nói hơi nhanh. Nhiều khi mọi người không có nắm được cái ý của em. Trong một số trường hợp thì em hơi nóng tính một chút xíu. Em nóng tính, nóng tính cái đô mạnh nhất của em là cỡ nào? Đập đồ hay là chỉ có dạ không. Hét lên hay là sao? Không, em chỉ cộng với mọi người thôi. Chứ em không có đập đồ hay là em hét gì hết trơn ạ. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì em thích làm việc với những con số. Em cũng có khả năng sáng tạo. Tài lẻ là gì? Nấu ăn rồi em chơi thể thao. Có một cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nhiều nhưng mà em thấy là em chỉ thích ngủ em không mặc đồ thôi. Ngủ em không mặc đồ thôi. Tại sao vậy anh? Thì mình không mặc đồ mình thoải mái mình ngủ thôi. Mát thôi. Thì cái đó đâu phải là tật xấu đâu em. Tật xấu đâu, có nhiều người vậy chứ bộ.
Tại vì em thấy mấy đứa bạn em cũng nói là cái đó tật, có vẻ tật mày xấu, nhiều khi mày ngủ mà mày không đóng cửa, người ta vô người ta thấy sao? Ai biểu vô phòng tôi chi? Trời ơi, chừng nào mà em ngủ mà không không mặc đồ mà em ngủ mà chỗ đông người thì mới thật xấu. Ừ đúng giờ, rồi. Em ngủ một mình em kệ em chứ. Đâu có mà phải nhà, thật xấu. Nhà của mình nữa đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, một số nhà khoa học người ta nói là ngủ không mặc đồ là tốt cho sức khỏe dữ lắm. Đúng em. Rồi, nó thoải mái, ngủ nó ngon. Đừng có đi ngủ nhà người khác mà không mặc đồ nữa cũng kỳ. Có cái tật xấu gì khác ngoài tật đó không em? Uống thuốc, uống rượu có không? Bạn mời thì hút một hai điếu thôi. Thôi bạn mời hút điếu cho nó vui cũng được ha. Đừng hút nhiều. Bây giờ mình nói về đường tình duyên, xin mời bên đàn gái. Thôi đàn trai trước đi, đàn trai em có dạy gái không vậy? Theo em cảm nhận của em thì em không dạy gái. Nhưng mà bạn bè em nói em dạy gái ghê lắm. Bạn em đúng đó, mà không bao giờ mình biết là mình dạy hết á. Dạy gái không sao chứ. Dạy chứ không sao, nhưng mà khi có vợ đừng dạy gái được nha. Đuổi khỏi nhà. Rồi đuổi mà rồi. Sao Linh ơi, Vân thắc mắc ghê á. Mấy ông cứ dạy gái mà không bao giờ dạy vợ hết là sao? Có chứ. Linh có dạy không? Cũng có, xong có. Tại vì không thấy thôi. Em có mấy mối tình rồi? Chỉ có một thôi. Một thôi dạ. Mấy năm? Dạ, cỡ khoảng hơn một năm. Sao lại chia tay? Em thấy là người đó không có muốn lập gia đình. Ồ, còn em thì sao? Em thì trải qua sương sương hai mối tình. Sương sương hai mối. Sương sương tại vì nó chưa thật sự là sâu đậm lắm. Ừ. Thì mối tình đầu tiên là hồi em học đại học. Mối tình sau thì cách đây đã 3 năm. Ừ. Thì em và bạn đó quen nhau trong cùng công ty. Tụi em quen nhau được 6 tháng. Thì lý do sao mà chia tay? Thì trong một lần em về quê xa thì em có giận dỗi với bạn đó. Và em đòi chia tay. Thì bạn đó đồng ý luôn mà không có níu kéo gì hết trơn. Khi mà em trở lại công ty thì em có hẹn gặp, tức là cũng muốn níu kéo một phần nào đó. Thì bạn nói đến trước là không. Và sau đó thì tầm 4 tháng thì bạn kết hôn với một người khác trong công ty. Rồi bắt đầu từ hôm nay chúng ta xem những điều đó chỉ là những ký ức, những cái kỷ niệm đẹp thôi. Dạ. Chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu nhá. Dạ vâng ạ. Nào em trai, em hãy vẽ lên một bức tranh của một người yêu lý tưởng như thế nào? Giống như là em thích gái hơi lớn tuổi như em chút. Về ngoại hình thì gái tóc ngắn, nhìn đằng sau lúc là hất hất tóc lên vậy nè, cảm thấy là cực kỳ đẹp luôn. Ấy là ấy là mình ủa, tóc mình... ngắn sao hất được ấy, cái tóc 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 mà tém nè. À, tóc tém là... à. Nó không quá ngắn, nó cũng vai nè. Anh tưởng nó hất rồi phải tóc dài. Dạ. Chứ em có nghĩ là bạn này có đầy đủ những cái mà em mong muốn không? Em cũng mong muốn như vậy lắm á. Tại vì em cũng không muốn là mình cứ đi bộ hoài mà mình kiếm không ra người. Cái duyên phận rồi, có khi nằm ngủ nhà nào cũng tới nè em. Không cần đi bộ đâu. Giờ coi bên đàn gái tôi muốn gì nè. À, về ngoại hình thì cao trên 1m60. Có luôn. Với 70kg ạ. Là một người khỏe mạnh, thích tập thể dục. Nếu như được thì bạn nó có thể viết một chút xíu tiếng Anh. Tại vì tụi em sẽ có rất nhiều hoạt động với nhau thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Hỏi đi em trai, hỏi đi thử theo tiếng Anh nào. Hello. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. What's your favorite song? What song? Memories. Memories? Yeah. Anything else? Sugar. Ooh, I love that. Thank you. Trời ơi. Okay. Trời ơi. Okay, okay, okay. Very good, very well, very well, well. Chào em. Chào chị. Những cái yêu cầu bên đàn gái đưa ra thì em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Giống như là bản chất em nó vậy luôn. Bản chất của em vậy là 100% đó em ơi. Nói nghe nè em, cái điều gì mà em thích ở người phụ nữ? Em thích người ta hay nói. Cứ lâu lâu người ta hỏi mình, lâu người ta hỏi mình. Quan tâm à, kiểu vậy đó. Người biết quan tâm. Chứ còn người ta hay nói và người ta nói hay là hai cái cũng khác nhau nữa. Nhiều người hay nói nhưng mà nói dở ẹt. Khác xa nhau. Em coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Đó, coi đi. Chào anh. Úi giời, chào em gái. Dạ. Nice to meet you. Thằng tóc đẹp. Tóc nói ngắn, là nó rất là xinh. Em cảm một ơn. Cái giọng rất là lạ và ấn tượng. Em ghét điều gì nhất ở người đàn ông? Người đó hút thuốc, tức là không có biết cách chăm sóc bản thân, không tập thể thao. Người đó không có chí tiến thủ, tiêu cực. Bên đây tích cực, bên đây phòng doanh nghiệp mà. Nhưng có một cái là hơi hút thuốc một vài điếu thôi, đúng không em? Dạ đúng. À, cái này bỏ có thể được không sao cả? Có tập thể thao không? Dạ. Có tập thể thao mà. Em tướng em bự vậy. Có tập đúng không? Có đúng không? Để coi chắc chắn không đâu, đưa cơ bắp luôn. Chắc. Nói chung là hai bên thấy cũng ổn đó. Nghe đúng mời không? Kiếm người thân đi. Ừ. Ha, hôm nay em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với dì của em.
với hai bạn cùng phòng của em và 500 anh em làm cùng với em. 500 anh em làm cùng, chết mất. Dì cũng là mẹ rồi ha. Dạ. Hỏi ý kiến gì đi. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào nhà trai. Thấy hai bạn có thể là hợp lý đấy. Thảo rất là thích những cái người mà mạnh mẽ như vậy và thích những cái người mà có cái tinh thần tiến thủ. Cảm ơn em gái. Em đi với ai? Em đi với mẹ, với cô, với anh trai. Rồi cả nhà luôn. Chào nhà bên đàn trai. Rồi chào cô. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ, con chào cô. Cô rất là thấy thích và mến con rồi đó. Dạ, con cảm ơn. Thấy hai cháu cũng hợp. Có phải làm dâu không cô? Nói chung thì gia đình ở Bình Dương, nhưng mà tạo điều kiện để con thích ở chỗ nào thì mẹ sẽ lo cho con ở chỗ đó. Hay quá. Mẹ cưng con quá vậy. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào để hai bạn trẻ gặp nhau. Mở rào. Chào bạn. Chào bạn. Mình có món quà nhỏ, một cuốn sách. Là mình hy vọng là bạn có thời gian rảnh thì bạn đọc nó. Ok, cảm ơn, mình rất là thích sách. Cảm ơn bạn. Mình cũng có một món quà tặng cho bạn nữa. Em thì đầu tiên là một bộ đồ thể thao, thì hy vọng anh sẽ giữ cái thói quen để mình tập luyện thể thao hàng ngày. Và thứ hai nữa là một cuốn sách em vừa đọc xong, thì em mong rằng anh sẽ thích cuốn sách này. Rồi, cảm ơn em. Được. Cái đồ thể thao em lấy ra coi coi, nhiều khi cái thần giao cách cảm có cái sai có đúng không? Em sẽ thử. Nhiều khi trong mơ hôm qua thử đúng sai luôn á, là coi như thần giao cách cảm đó. Đừng có lộn sai tôi nha. Không, em nghĩ nếu như không vừa thì mình vẫn có thể đổi lại được. Anh cứ đưa cho em để em đổi lại cho anh. Không sao, nó đâu có mặc đồ đâu. Rồi. Rồi ngồi đi, ngồi nói chuyện nhau đi nào. Chúng ta có những cái phút ban đầu ấn tượng đó. Bây giờ mình cảm nhận với nhau đi. Khi mà mình hẹn hò với nhau, vậy thì mình sẽ dành cho nhau thời gian như thế nào? Để tiện cho em thôi, chứ anh thì anh cố gắng, anh sẽ làm cái thời gian của anh nó tiện hơn để đến với em. À, em nghĩ thì mình có thể sắp xếp được gặp nhau vào cuối tuần. Em muốn là tụi mình vẫn giữ liên hệ với nhau trong tuần. Tự tưởng tượng là trong một tuần các bạn hẹn nhau á, thì gặp nhau mấy lần? Hay là một tháng gặp nhau mấy lần? Em nghĩ một tuần mình có thể gặp nhau 1 đến 2 lần. Anh nghĩ hợp lý. Gặp nhiều ít không quan trọng đâu. Dạ. Quan trọng có để tâm với nhau hay không. Anh đang tính là năm 30 tuổi anh sẽ kết hôn. Nhưng mà nếu mà gặp em á, thì anh sẽ tính nó nhanh hơn một chút. Câu này được nhất nè. Còn theo em thì em nghĩ em sẽ dành thời gian để hai đứa tìm hiểu nhau từ 1 năm đến 1 năm rưỡi. Và muốn đi đến hôn nhân thì mình sẽ quyết định đến hôn nhân. Bây giờ chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các bạn nắm tay nhau để tạo nên cảm xúc, để xem con tim mình có rung động hay không, cảm xúc thế nào. Nào bước tới nắm tay bạn gái và hát tặng bạn ấy, hát bằng cả tấm lòng của mình, bằng cả trái tim của mình. Đấy, nhìn nhau thử xem cảm xúc nắm tay như thế nào. Bắt đầu. Anh sẽ là người đàn ông của đời em, anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng? Anh nhớ em, anh nhớ em. Đáp trả lại đi em, đừng để bị thua thiệt nha. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hands and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. Rồi trở về ghế đi các bạn. Chắc có lẽ chúng ta cũng đã cảm nhận được đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Một cảm xúc đầu tiên nó rất là quan trọng. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm.
bấm nút là trao duyên cho nhau, bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình, bấm nút bằng cả trái tim. 3, 2, 3, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Cái duyên nó quan trọng, đã gặp nhau rồi, hãy tạo cái phần cho nhau để chúng ta đi suốt cả chặng đường còn lại. Chúc hai em thật nhiều hạnh phúc. Và đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vinacacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vinacacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Tối nay về mặc đồ ngủ thử coi cảm giác nó như thế nào nha. Em cố gắng. Cố gắng nha. Dạ. Thử một lần đi. Dạ, em cảm ơn chị Vân. Và đọc cuốn sách này. Dạ, cảm ơn. Thủ tục của chương trình là phải hôn. Nụ hôn đầu tiên. Chị ơi, cho con được hôn em được không? Bây giờ chấp nhận. Rồi thì anh... Rất là đẹp. Nào, hãy đưa bạn gái ấy đi bất kỳ một chân trời góc biển nào để tìm hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Bà mối của mình sẽ gặp gỡ nhân vật chính nè, sau đó cùng với nhân vật chính tìm kiếm 3 cơ hội để có thể bắt gặp một người lạ nào đó đang bước ở trên phố, nhưng mà làm cho người ấy, người nhân vật chính cảm thấy có cảm giác xốn xang. Thế là Miko sẽ tiến đến để tìm hiểu và mời họ tham gia vào chương trình. Hy vọng rằng ngày hôm nay Miko sẽ thành công và mai mối được cho cặp đôi. Các bạn ơi, nếu thích tham gia chương trình thì các bạn hãy gửi thư về cho chúng tôi nha, mai mối cùng người lạ. Còn bây giờ thì Miko phải giới thiệu nhanh nhanh, tại vì thấy nhân vật nữ chính đang băng qua đường rồi. Dạ, chào chị. Dạ, hello em. Quen vòng. Xì tai, đẹp quá à. Cảm ơn chị. Mời em giới thiệu về mình. Chào mọi người, em tên là Dương Nguyễn Lê Đường Lưu Dương. Họ Nguyễn, họ Lê là họ Nguyễn, họ ba, Lê là họ mẹ. Đường là tiếng Hoa, tiếng Hán Việt á là nghĩa là an vui. An vui. Lưu là bà nội quê gốc ở Bạc Liêu. Còn Dương là quê mẹ ở Đơn Dương, Đà Lạt á chị. Cái ông nội em gộp vô đây.
Wow, nội tên là thấy có họ ba, họ mẹ với lại có quê quán của ông bà. Dạ, năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi, trẻ măng. Dạ, đang còn đi học. Dạ, còn đi học. À, có đâu? Em bên Canada mới về hồi tháng 10, về để ăn Tết. Ui, du học lâu chưa em? Dạ, cũng sương sương 5-6 năm. Hèn chi thấy style rất là sành điệu, rất là trẻ, đúng là thế hệ vàng. Có khác nhìn tôi là chị không? Có chị vậy mới là đồ trẻ, em bận đồ của bà nội bà ngoại không à? Chôn áo mẹ quần bà nội vậy. Vậy mới là style á. Chị thích em rồi thì bây giờ mời em. Mình di chuyển rồi lên xe đi, chứ là đứng ở trên này mình chưa thấy đối tượng được đâu. Thế mạnh của mình là gì? Em giỏi con nít, với lại em hay làm mấy cái đồ thủ công á chị. Mấy cái nhỏ như ví dụ giống như là cốt điện thoại giống kiểu này nè. Hay quá vậy. Dạ thì em hay làm mấy đó. Là em khéo tay với lại thích chơi với con nít. Dạ. Nếu như mà như vậy thì gọi là mẫu người và làm vợ tốt. Em không công nhận hả? Để em không biết nấu ăn chị. À dạ. Thì đâu có ai hoàn hảo được hết. Dạ. Mẫu người yêu lý tưởng của em là gì? Dạ tốt tính. Còn cái gì đặc biệt nữa không? Ngoại hình sạch sẽ, cao to. Yêu. Gọn gàng đó chị, kiểu không được tóc tai. Có thể để tóc dài nhưng mà không phải là nó như cái tổ quạ thôi. Em có nghĩ là tình yêu dựa trên ngoại hình nhiều không? Dạ có. Tại vì em nghĩ là thật sự em vẫn tin vô cái câu là nước gỗ có đẹp thì người ta mới nhìn vô, người ta mới tìm hiểu coi cái chất nó có tốt hay không. À ok. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của chị là phải giúp cho em tìm được một người cao to sạch sẽ, đúng không? Có nước sơn. Ok. Mẹ ơi, bây giờ trước khi mà chúng ta đến với đối tượng thì chị cần phải có một cái gì đó về em để giới thiệu với đối tượng tiềm năng. Dạ. Yeah. Đã từng có bạn thu âm giọng nói, rồi có bạn hát, có bạn làm thơ, có bạn thì chụp hình những cái góc cạnh, có bạn nhảy. Dạ. Thì giờ riêng em thì chị lại thấy là rất là thích về gu thời trang của em, nên chị có một đề nghị hay là em cho chị mượn 3 món đồ. Dạ. Mà nói về em nhiều nhất. À, chị cầm là chị đi giới thiệu người ta chịu không? Dạ. À, em nghĩ đó là cái gì? Chắc là cái chuỗi này đi ha. Đúng. Rất là retro. Chuỗi ngọc mà em ơi, cái này đắt không? Dạ xương xương. Chị lỡ chị đem xuống chị giới thiệu xong lên đền chương trình đền nha. Ngọc trai thiệt, trai nên tự nhiên thiệt của người ta. Rồi. Bông tai hả? Bông tai được sao? À, mọi người thấy rất cá tính. Một đôi bông tai, bên này là một chiếc, bên này nè là một dọc luôn. Wow, cá tính lắm. Rồi. Tính vật. Giống như hồi xưa á. Chịu nhận tính vật của con gái nhà người ta nghĩa là cưới luôn. Sao thân gửi phận luôn. Rồi, để chị giữ gìn nó thật là cẩn thận nha. Anh ơi, từ thôi đó, cái đó anh đó đúng không? Đó phải tay không? Tay mà không đẹp. Ok. Tóc bạc hay tóc hói vậy? Hói. Dạ. Hói ra. Ở trên nè. Đó. Thôi. Dạ cho bắt tài cho em đi. Nhào vô. Oh yeah. Dạ không chị? Trời ơi, đây khẩu trang giống đường trời. Các bạn nào? Các bạn đang ngồi có điện thoại không? Chị đâu biết em muốn bạn nào. Bạn ở trong đeo khẩu trang trắng hả? Nè em nhìn đây nè. Đó thấy không? Ôi dễ hướng quá, cười dễ hướng. Rồi muốn với chị. Rồi vậy nha, như đây là sẽ là cơ hội đầu tiên của em. Em có 3 cơ hội. Nếu như mình chị xuống chị hỏi là có muốn tham gia chương trình không và còn độc thân hay không. Sợ mà. Đi nha. Dạ. Đợi nãy giờ mới được làm việc á. Em chị đang quay một chương trình truyền hình,
Em có thể dành 10 phút để em tham gia chương trình đó được không? Không. Em không được ra ngoài luôn. Em còn độc thân không? Dạ không. Không độc thân luôn. Ok, cảm ơn em. Dạ. Yeah. Không được rồi nha. Ca làm của người ta. Chưa kịp giới thiệu gì hết, bạn không không không. Quá trời không luôn. Em ơi, nhả em nè. Người ta đang vừa làm, đó. Không được đi đâu hết. Nhưng người ta cũng không độc thân. Nhưng mà dưới lớp khẩu trang người ta cười á, cũng đẹp lắm. Thế hả? Thường mấy đứa đẹp rồi mới có bộ á chị. Khó kệ. Cuộc sống là khó kệ không sao đâu. Mất một câu hỏi nha. Thể hình. Đó, đang làm gì vậy? Ăn bánh mì. Đây, 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 mặt nè. Mặt đô đúng không? Ừ. Anh từ từ nhìn hơi quen thôi phải bạn. Thử đi. Tại thế người ta cũng có thể thao. Thiệt á, giờ suy nghĩ được không nha. Cơ hội thứ hai đó cũng quý giá lắm á. Thì bởi em đúng đắn không? Dạ. Suy nghĩ kỹ. 3, 2, 1 rồi sao? Sợ có đi làm, cái gì lại mất công chị ra. Xong rồi thôi là không được á. Không đi làm, đang ngồi ăn bánh mì. Táo muối. Lần này có đối tượng tiềm năng. Hy vọng là anh chịu. Sao tranh thủ dữ, đứng ngoài đường ăn bánh mì luôn. Bạn ơi, mình nói chuyện với bạn xíu được không? Mình đang quay một chương trình truyền hình. Thì bạn có thời gian tham gia chương trình này khoảng 10 phút không? Bận à hả? Vậy cho hỏi thêm một câu nữa là bạn còn độc thân không? Còn độc thân. Chứ chương trình này là chương trình mai mối. Em không thích hả? Ok vậy ha, cảm ơn em. Ngày này ngày gì tôi bị từ chối dữ à. Sao cười vậy, sao cười vậy? Em biết là không được rồi. Sao em thấy gì vậy? Em thấy bạn lắc đầu quá trời đúng không? Sao nhìn nó mặt nó bị sượng á. Bây giờ biết đi đâu tìm bạn trai nào cho em giờ ta. Trai khó quá thì thôi mình chuyển qua gái. Tại em cũng hai hệ. Là thể nào cũng ra nào cũng đại lắm. Là trai cũng quen được. Gái cũng quen được luôn. Gái cũng quen được. Mà bây giờ thì đang độc thân. Vậy em ơi, giờ đâu em đâu phải là bisexual. Em là bi do xeo. Mình đừng có chọc mấy mình nỗi đau của người em thầy. Nhưng mà mảng này nó còn mới lạ với chị quá nên em giúp chị nha. Bây giờ mình sẽ tập trung vô khối văn phòng. Mà là giới nào cũng được, linh động. Dạ. Trên xe tìm rồi, đi bộ tìm cũng chưa thấy. Bây giờ còn một cơ hội cuối cùng. Mà giờ chị cầm ba món đồ này vô chị thuyết phục quá, chị sợ chưa có đủ mạnh. Không còn cái gì nữa không đấy. Chị lấy thêm bước em nha. Chưa hết rồi, cái đó lẹ nhất giờ từ thế hệ 4.0 mà thời đại là. Ủa vậy? À ha. Vậy giờ Facebook. Rồi, đi. Trong trong này là phải có đối tượng cho em. Trời, ế nó vậy luôn. Tụi mình cầm máy quay vô nó kỳ lắm. Không không sao, anh cầm máy quay. Điểm này dòm luôn nè. Đó, quay thử anh đầu bếp coi. Ê, anh đầu bếp ngon. Rồi, ngon hả? Thì ngon. Chứ giờ nghĩ mà sao lại tại thường em thích đàn ông đồ. Đồ trắng hả? Dạ. Trời, em thích dữ vậy hả? Có hai bạn cũng té luôn. Cái bạn nó trắng chị. Ờ, đều không gian. Chắc là con tim này làm sao quyết định đây. Ê, em còn có một thôi nha. Rồi suy nghĩ. Vậy là em đang phân vân giữa hai bạn áo trắng. Dạ. Hai người đàn ông áo trắng. Dạ. Rồi suy nghĩ đi. Anh đậu bếp đi ha. Vậy đứng đây đi, đứng đây đi, núp đây được rồi. Núp đây. Chị đi giới thiệu nha. Cái hồi cuối cùng. Ôi, đẹp trai. 3, 2, 1. Rồi, chị. Em quay chương trình gì em? Dạ. Để chị mượn nhân vật xíu được không? Chị mượn ảnh hả? Ừ. Chị mượn lâu không? Nói chuyện xíu thì chị thích thì chị giữ lâu chứ sao? Chị. Ủa anh có cho mượn không kìa? Anh có cho mượn không kìa? Bạn này mượn xíu rồi. Cho mượn ảnh xíu, nói chuyện xíu. Ảnh nào chị? Anh đầu bếp đẹp trai nè. Anh đầu bếp đẹp trai hả? À.
Sao? Thì giờ phải em đang ảnh đang quay chương trình của em thì em ok không thì chị mới vô đó chị. Dạ dạ dạ. 1, 2, 3, 4. Và hiện tại là sau 3 phút thì các bạn có thể thấy được là cái bình sốt của chúng ta đã cô đặt lại. Em, anh Long đang bận cho chị hỏi một câu ha. Dạ. Em có người yêu chưa? À, em có bạn trai rồi. Em có bạn trai rồi. À, rồi, cảm ơn em đã làm việc tí đi. Rồi, rồi. À, đẹp trai còn nấu ăn ngon. Em chào anh. Xin chào bạn. Dạ, em xin được hỏi là anh còn độc thân không? Thật ra thì giờ Long... đã có lập gia đình rồi và cũng đã có hai con gái rất là kháu khỉnh. Tuy nhiên là cũng không được may mắn trọn vẹn lắm trong tình yêu cho nên là bây giờ Long vẫn độc thân. Wow, cha, cha, dạ anh. Tại vì em xin giới thiệu em là MC của một chương trình mai mối. À. Thì đã có một cô bé đứng nhìn anh từ xa và rất là thích. Nên mới cử em vô đây để làm quen. Thì anh có đồng ý tham gia vào chương trình mai mối đó không? Trước khi anh trả lời thì em xin giới thiệu một tí xíu. À, đây là những món đồ vật mà bạn trang sức ở trên người. Như anh thấy là một cô gái mà đeo dây chuỗi ngọc trai. Đó. Bông tai thì khá là cá tính. Mà cái này là một bên tai thôi. Còn bên tai còn lại là 5 chiếc. Còn cái đây là cái ốp điện thoại mà bạn ấy tự thiết kế thêm. Lính đá đến hộp thêm. Đây là một xíu về bạn ấy. Còn có Facebook nữa. Dạ đây. Thì anh có đồng ý tham gia chương trình này khoảng 10 phút thì em sẽ mời bạn ra để trò chuyện với anh. Tại vì thật ra thì nếu mà ngay từ đầu cô bé chưa đến đây thì Long có lẽ là đã từ chối rồi. Tại vì Long đang khá là dang dở với lại cái việc nấu ăn của mình. Tuy nhiên mà nãy giờ nghe nói là cô ấy cũng đã thập thò bên ngoài và nhìn vào bên trong thì chắc chắn là Long không thể để cô ấy thất vọng được. Dạ, rất là lịch sự luôn. Dạ. Vậy em làm nhiệm vụ của em lại mời vô nha. Dạ, cảm ơn anh. Gì vậy bà nội? Cái gì? Sợ vậy? Rồi dạ, trước tiên là đeo cái bông tai này vô. Hả? À, đeo dây chuyền vô. Làm sao cho phục sức đẹp đẽ lên chuẩn bị đi gặp nhà trai. Nào. Đẹp đẽ lên, hết sức nha, đi gặp nhà trai. Thì anh ấy độc thân. Nhưng mà anh đã ly dị. Ok. Em không có vấn đề gì hết. Em có con. Phải con riêng, phải con riêng. Ok. Vậy giờ bây giờ mình chuẩn bị vô nha. Đứng vô đó cười ha 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 nha cô. Con gái lên. Rồi. Bình tĩnh chưa? Dạ. Em xin giới thiệu với anh Steven Long. Dạ. Dạ. Dạ bên tay trái của anh là cô gái tên là Dương. Mà cái tên rất là đặc biệt, Chiêu Dương. Liêu Dương. Ừ. Anh chào Liêu Dương nha. Dạ em chào anh. Khoan. Dạ. Nhưng mà em có bịch mắt không Dương? Dạ có. À. Bây giờ hai bạn, anh và em đang ngồi xa nhau, hơi bị xa nhau. Giờ mình có muốn gần lại để cảm nhận được dòng điện chạy qua chạy lại không? Đó, bạn Dương là đã nhìn thấy anh Long rồi. Mà anh Long thì chưa có thấy hết bạn Dương. Mà đối với người phụ nữ thì anh thích bộ phận nào nhất? Để là... ấn tượng với anh nhất. Thật ra là Long không có khái niệm chỗ nào đẹp nhất. Tại vì đôi khi mình nhìn vô người phụ nữ thì là nhìn vô một cái là tự nhiên nó có một cái thiện cảm, kể cả một cái hình dáng đó làm cho mình thích thôi. Tuy nhiên là nếu mà nói thích nhất thì vẫn thích nhất là đôi mắt. Thích nhất là đôi mắt. Đôi mắt của cả hai bây giờ là đang che qua một cái bịt mắt. Cả hai cũng có thể để với một khoảng cách gần. Nói chung là không có gì vượt quá giới hạn hết. Nhưng mình cảm được vào nhau rồi không? Rồi. Dương Dương. Bản đồng ý bản quay qua rồi kìa anh Long. Tại vì mình là người đàn ông, mình chủ động cái khoảng cách tốt hơn á. Anh có thể dịnh nhẹ lên cái lưng của bạn á để anh canh được cái
đó, gần như thế mức độ nào đó. Chưa gần lắm, chưa xích lại xíu, xích lại miếng, từ từ nha. Trời bé sao rung dữ vậy. từ khúc dây đang lãng mạn, nhạc đang lên. Dạ rồi, quay mặt qua đây, quay mặt qua. Dạ rồi, Miko sẽ từ từ rút ra đây. Hai anh chị cứ giao lưu mắt và tìm hiểu nhau trong vòng 10 phút nha. Để có thể cởi mặt nạ ra. Dạ xin mời. Cho em xin mắt kiếm chị. Em chào anh. Em chào anh. Dạ em tên là Dương. Dạ. Hồi nãy là chị có vô hỏi anh, xong rồi chị có ra ngoài chị hỏi em lại là anh đã từng qua một gọi là có hai bé, thì anh có thể chia sẻ thêm về điều đó không? Thực ra thì đây là lần đầu tiên mà anh rơi vào cái trường hợp này, là anh chia sẻ một cái chuyện cá nhân của anh và với một người mới quen biết. Anh thì cũng đã trải qua và cũng đã có hai bé. Nói chung là có thể là thứ nhất là duyên nó chưa đủ không? Hay là thứ hai là có thể là đôi khi là anh quá vụng về trong cái việc, giống như anh có thể giỏi ở những cái việc này, nhưng mà khi mà cái là một người chồng hay là một người cha thì anh cũng chưa được hoàn hảo cho lắm, cho nên là anh cũng chưa được trọn vẹn về cái phần đó. Hai bé là cỡ mấy tuổi hả? Bé lớn là 9 tuổi và bé nhé sau này thì cũng gần 5 tuổi. Thế mạnh của mình là gì? Em giỏi con nít, với lại em hay làm mấy cái đồ thủ công á chị. À vậy là tại em cũng có em trai em gái, thì em trai em cũng 5 tuổi, bé gái em cũng 9-10 tuổi. À là em là chị cả. Dạ. Anh cũng là chị cả. Em quên là anh cả rồi. Và anh cũng là anh cả. Dạ. Hiện tại là em đang làm công việc gì hay là vẫn còn đi học? Em học bên Canada, thì em về Việt Nam khoảng tháng 10 là để ăn Tết. Thì em đang học giáo viên mầm non ở bên. Trời. Thì anh cũng đi nhiều nhưng mà Canada thì anh cũng chưa đi, tại vì cũng nghe là Canada khá là lạnh thì phải. Dạ. Khí hậu cũng hơi khắc nghiệt. Lạnh lắm mình. Nhưng chị không nổi phải trốn về. 22 tuổi là con tuổi gì em? Dặn trâu. Rồi sinh mấy? Dạ 97. 97 hả? Dạ 97. Anh sinh 87. À là tuổi mèo. À dạ. Còn gì nữa em có hỏi anh nhờ? Từ hồi nãy em mới tính hỏi cái gì mà em quên mất rồi. Cái mẫu người của anh là như thế nào? Cho thật ra là giống như hồi nãy là anh cũng chia sẻ là về cái khi mà nhìn vào là anh hầu như không có một cái khái niệm là phải chọn một người phụ nữ là giống như là như thế nào cả, mà chỉ khi mà mình nhìn vào mình có cái thiện cảm ban đầu, cho nên là anh vẫn thích những đôi mắt. Và khi nhìn em, khi mới mở ra thì sao ta, có một cái gì đó là khó diễn tả. Thì cơ bản là khi em có một cái nét gì đó rất là hiền, điều đó có thể là rất là phù hợp với lại cái ngành nghề mà em đang theo chọn. Và anh nghĩ giáo viên mầm non thì chắc chắn là một người rất là yêu trẻ con, cũng rất là nhẹ nhàng. Gì nữa không? Điều gì ở một người bạn hoặc là người, có thể là người phụ nữ nói chung mà anh không thích? Giống như là thì thật ra là anh nghĩ ai cũng vậy, là điều không thích là đó là trong tình cảm thì cái gì nó cũng phải là chân thật với nhau. Và phải anh thì không giỏi, là một người không giỏi chia sẻ, và anh cũng đã từng vấp ngã về vấn đề đó, là cũng chính vì là anh là người không giỏi chia sẻ, cho nên là anh sau này thì anh mới nghĩ là giữa hai người với nhau là nhau thì vấn đề đầu tiên là phải biết chia sẻ với nhau, cái thứ hai là chân thật, và quan trọng nhất là cái sự chung thủy của đôi bên. Còn không biết em thì như thế nào? Em hả? Em chỉ nghĩ là cái mà em không thích nhất là em sợ người cọc á, cọc tính á. Thì ý là con người thì vẫn sẽ có những lúc giận dữ đúng không? Ví dụ mình có những cái mâu thuẫn á, nhưng mà ý là lúc mà đang lửa đang lên thì mình có thể mình im lặng mình ra chỗ khác, hay là mình từ từ khi nào thì mình xuống, chứ không có phải là nói ra những cái mà mình không có rút lại được. Thì hồi đó em bị nên giờ em sợ. Dạ. Em
nó quay trở lại. Trước khi đến giây phút quyết định thì cho em hỏi cảm xúc của anh Long giờ sao? Nói chung là Long trước giờ cũng dạng dị lắm. Dạng dị trong rất là nhiều việc. Ví dụ như là đặc biệt là đối với lại cái việc mà là trước ống kính quay hoặc là đi biểu diễn nấu ăn. Nhưng mà lần đầu tiên khi mà được gặp cái trường hợp này cũng có chút xíu bối rối và em thấy có lúng túng. Dạ bây giờ thì trước khi đến phần quan trọng, dạ cả hai có muốn nắm tay nhau cái không? Dạ anh có suy nghĩ vậy. Rồi bây giờ làm là sao? Nắm tay. Tên gì em, tên gì nãy em nói là cái gì? Liêu Dương. Liêu Dương. Trời ơi nãy giờ nói chuyện quá trời mà chưa biết cái tên. Tên năm chữ tên nè. Nói dạ. Đầy đủ họ tên. Dạ Nguyễn Lê Đường Liêu Dương. Nguyễn Lê Đường Liêu Dương. Nội cái tên là thấy rất liên quan tới đầu bếp luôn. Được. Thì đó. Em thấy rất hợp luôn. Dạ anh hỏi bé đi. Hỏi có cho nắm tay không? Em nghĩ là nắm tay nó hơi gượng, anh cũng thấy nó gượng đúng không? Dạ em muốn gì? Thì giống như là anh cũng đi nước ngoài về nhiều, em cũng đi nước ngoài về thì dạ thường thường anh sẽ ôm như vậy. Nó sẽ đỡ gượng hơn là nắm tay. Bởi vậy tôi Việt Nam, tôi đâu có theo được mấy người. Nên mấy người đó muốn làm gì làm đi. Trời ơi. Không có sợ. Ôi gì mà khoảng cách dữ. Ủa thì tôi ghét quá. Dạ thôi bây giờ em hỏi đây là lúc quan trọng, mời hai người ngồi quay lưng lại phía nhau. Quay lưng lại. Dạ. Bây giờ trong 3 tiếng đếm, xin mời anh Long và em Dương suy nghĩ là có muốn lấy cái hoa hồng từ tay của Miko Lan Trinh không. Nếu lấy hoa hồng có nghĩa là mong muốn sẽ có thêm cơ hội để tìm hiểu đối phương, thì mình cầm hoa hồng đó thì mình hỏi ý đối phương. Nếu như mà người còn lại cũng nhận hoa hồng thì có nghĩa là chương trình thành công. Còn nếu không đồng ý thì coi như là chỉ có một hướng mà thôi. Vậy thì bông hoa hồng này hoàn toàn có thể lấy được từ anh Long hoặc là từ em luôn Dương à. Hãy suy nghĩ thật là kỹ coi như là mình muốn tìm hiểu nhau hay không nha. 5 tiếng đếm nên cho suy nghĩ dài nha. 4 Quay. Anh giật sao tự nhiên anh quay lại anh giật vô vậy luôn á? Dạ. Chứ anh muốn thì sao? Anh muốn thì sao? Em ơi cái tay kia của em đâu rồi? Dạ. Tay này của em đâu rồi? Dạ tay này nè. Ôi. Wow. À. Khán giả ơi nắm tay phía sau nha anh khán giả. Để khi mà anh nhịp cái lại em với anh cùng lấy nha. Sao anh biết ý của bé hay vậy? Khán giả ơi tôi tức quá. MC coi như là ngoài tầm kiểm soát luôn. Coi như là nhân vật tự nắm tay nhau ở phía sau lưng. Ok vậy thôi 5, 4, 3, 2, 1. Có ai lấy hoa không? Wow. Nhưng mà bây giờ phải là người nào hỏi người nào? Là sẽ hỏi nhau nhỉ? Dạ hỏi muốn hẹn hò cùng với mình không? Thầy Dương. Dạ. Làm đi. Chủ động là con gái chủ động đi. Quay qua nói ảnh đi. Nãy giờ vậy đó thì anh có anh có muốn là tìm hiểu thêm hơn về em không? Em nghĩ là chắc chắn là qua cái hành động vừa rồi thì là nó cũng là thay cho cái câu trả lời của anh rồi. Dạ. Và quan trọng hơn nữa là em cũng là cái người cũng đã đặt tay vào bông, thì anh nghĩ là tại sao mình không cho nhau thử một cái cơ hội để tìm hiểu thôi. Lấy hoa, phải lấy hoa. Lấy hoa hả? Dạ, cầm hoa đi anh. Bé trao cho anh mà. Ghét rồi. Từ cái lúc mà thích, từ cái nhìn đầu tiên cho tới cái lúc mà nghe anh nói chuyện, cái gì của ảnh làm em thấy cuốn hút? Là ảnh đã từng có gia đình và có hai bé. Chị tưởng cái đó là điểm yếu mà nó lại thành điểm mạnh hả sao kỳ vậy? Thì sao ta, em cũng không biết nữa, nhiều khi cái tư duy em nó khác mọi người.
Quý khán giả ơi, hôm nay chúng ta có một cặp đôi không khí rất là khác so với bình thường. Mà khác như thế nào thì quý vị coi từ đầu chương trình tới giờ thì chắc cũng đã nhận ra được. Và hy vọng là từ phía khán giả và coi qua TV thì các bạn cũng đã cảm nhận được chương trình thành công. Từ mai mối. Xin cảm ơn anh Lâu, cảm ơn Hoàng Dương rất là nhiều. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại. Ok. Anh đã tính được nha.